các bạn đã nghe chuyện tại chuyện hay com nếu thấy hay hài cho mình xin một đăng ký kênh chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đọc chuyện tươi dị giới làm tiểu bạch kiểm, chương 121, tiểu nhã và lan, chính nam trở về tới phòng mình, hỏi thăm cô bé bán thú nhân một lát rồi lại cùng Ngọc Ngân hồ ly đại chiến mấy trăm hiệp, đảm bảo phong ấn được ra cố vững chắc mới an tâm ngủ ngon. Sáng ngày hôm sau, toàn bộ Hà Thành đều bán tán sôi nổi việc Akasuki ra tay nhổ tận gốc liệt hỏa môn, đồng thời cũng đứng ra nhận trách nhiệm cho việc thổi bay hoàn toàn hắc lang trải. Cùng lúc đó, danh sách những việc xấu xa của cả hai tông môn cũng bị truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Akatsuki trong mắt mọi người trở thành thẩm phán giả khi trước đó chuyện xấu xa của cửu dương các cũng bị chính Akatsuki vạch trận. Còn việc tấn công Lý Gia và bắt đi nhị tiểu thư đều là hiểu lầm. Lý Gia chủ cũng đã thông báo nhị tiểu thư đã trở về an toàn. Dương Quang thì không cho là đúng, lập luận của hắn là nếu Akatsuki thật sự sở hữu vũ khí mạnh tới mức có thể thổi bay hắc lang trại thành một cái lòng trào như vậy, tại sao lần nào gặp hắn cũng bỏ chạy, mang ra làm một phát không phải xong việc rồi sao? Lập luận này của Dương Quang lập tức nhận lại được sự khinh thường của người dân Hà Thành. Hừ, tưởng ai cũng như hắn, xem mạng người như cỏ rác. Đúng vậy a, à, người ta san bằng hắc lang trại vì đó là ổ thù phỉ thôi. Không nhìn Akatsuki chỉ giết cao tầng liệt hỏa môn, còn lại tha cho đệ tử khác sao? Hai người nói nhỏ thôi, muốn chết hay gì? Chấm chấm chấm, khắp nơi người dân đều cho rằng Akatsuki làm không sai, còn uy tín của Dương Quang nói riêng và cửu Dương Các nói chung đều đã nát bét từ lần Akatsuki vạch trần Dương Khang tu luyện là công rồi. Chấm chấm chấm, trong lúc ngoài kia mọi âm bàn tán sôi nổi thì kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố Akatsuki, không thần sứ chính nam, lại đang hóa thân thành cái thầy giáo tận tụy dạy ra nguyệt phú bà luyện đan và tu luyện tốt lắm gia nguyệt hôm nay thời gian luyện ra được cấp hai thượng phẩm đan dược của em lại rút ngắn gần một phút tiếp tục phát huy như vậy thì em có thể luyện ra cực phẩm đan dược sau vài ngày nữa thôi giỏi lắm chính nam xoa đầu gia nguyệt phú bà khen ngợi thế nhưng gia nguyệt phú bà không có thích thú như mọi khi mà chỉ phụng phịu khuôn mặt nói anh có thể bỏ con bé đó xuống một lúc được hay không anh đã ôm nó từ sáng đến giờ rồi chính nam cười nói tiểu nhã sợ người a anh mà buông ra em ấy lại quấy phá cho mà xem tiểu nhã chính là tên chính nam lấy cho cô bé bán thú nhân hắn nhặt được hôm qua. Sau khi được tắm rửa và ăn mặc gọn gàng, cô bé này cũng xinh đẹp không kém Gia Nguyệt Phú bà là mấy. Gia Nguyệt Phú bà hừ lạnh, tiểu nhã, tiểu nhã, suốt ngày tiểu nhã. Đáng ghét, mới mấy tuổi đã biết ghen à. Chính nam thấy Gia Nguyệt Phú bà không vui nên cũng không ép cô bé tu luyện. Hắn nói, em tới làm quen với tiểu nhã đi, hai đứa mà ngoan anh sẽ dẫn cả hai ra ngoài dạo chơi. Gia Nguyệt Phú bà trong mắt đào một vòng, cười nói, được a, à, để em tới chơi với tiểu nhã, anh bận cái gì cứ làm đi. Chính Nam khá bất ngờ với thái độ của Gia Nguyệt Phú bà nhưng hắn không chút nghi ngờ nói, cũng được, anh có chút việc gần ra ngoài. Em trông tiểu nhã dùm anh nhé, đưa lại tiểu nhã cùng với một mớ bánh trái cho Gia Nguyệt Phú bà, chính Nam tới phúc đạt tìm Lan. Cô bé cũng là bán thú nhân, có thể sẽ biết gì đó. Chấm 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 trên đường phố đâu đâu cũng là tiếng người dân bàn tán về sự kiện tối hôm qua khiến chính nam chỉ có thể lắc đầu cười nhỏ giọng thì thầm thầm phán giả lúc nào mình trở nên thần thánh như vậy à vẫn như mọi khi lan đã đứng chờ chính nam sẵn ở cửa phúc đạt chào anh hôm nay anh lại tới tìm đại tiểu thư sao chính nam gật đầu anh đúng là tới tìm đại tiểu thư nhưng cũng tìm em nữa lát nữa anh có chuyện muốn gặp riêng em một lát có thuận tiện không lan mỉm cười nói lúc nào cũng được, anh là khách hàng lớn mà. Chính Nam gật đầu đi lên lầu, chỉ là lúc đi ngang qua Lan, anh ánh mắt cô nhìn hắn có chút kinh dị. Lên lầu, chính Nam vào phòng tú anh phú bà, thấy cô đang lười biếng nằm sấp trên giường, hắn lại gần giúp cô xoa bóp vai, nói, mặt trên lên cao rồi á, à? em cứ nằm cả ngày như thế này ai mà dám lấy em. Tù anh Phú bà biết đó là chính nam nên không có phản kháng mà nhắm mắt lại hưởng thụ ôn nhu, nói ai mà thèm lấy chồng lại nói không ai lấy em thì em sẽ gieo vào anh chứ sao chính nam cười gian nói thật vậy sao vậy anh nên cầu em cứ nằm như thế này cũng không sai a à? dù sao cũng không phải ai cũng có phúc phận được gần gũi trần gia đại tiểu thư tù anh phú bà cao giọng ngạo kiều anh nằm mơ đi thôi qua tìm em có việc gì không chính nam nói không có gì quan trọng chỉ là muốn hỏi thăm tình hình tu luyện của em thôi tù anh phú bà vươn vai một cái rồi lật người trở lại nói rất tốt nhờ hoàng tuyền thủ của anh mà tháng này em không bị dày vò nữa tu vi cũng có tiến triển không bao lâu nữa có thể đột phá rồi chính nam gật gù không sai mà nhuyễn giáp anh đưa em còn vừa không hay chật rồi tù anh phú bà không hiểu hỏi vừa a à, tại sao anh lại hỏi vậy chính nam cười hắc hắc nói à tại anh thấy nơi này có vẻ lớn hơn một chút a à. hắn chỉ chỉ vào hai bé thỏ trắng lấp ló sau váy ngủ của tú anh phú bà tù anh phú bà trường chính nam nói lớn hay không lớn thì liên quan gì tới anh mà lớn hơn thật sao chính nam cười hèn mọn nói tất nhiên là lớn hơn ngày nào anh cũng soi khủ, khủ. mà anh có một bộ liệu pháp massage tăng kích cỡ đây em có muốn không miễn phí nhé tù anh phú bà tâm động a à, nhưng mà vẫn là lắc đầu nói có sao xài vậy thôi chừng nào chừng nào chúng ta xác định quan hệ thì lại khác Chính Nam cũng không nói vấn đề này nữa mà hỏi chuyện khác, Lan là một bán thú nhân, em biết chứ. Biết a, à, anh nói cho em mà, Tú Anh Phú bà gật đầu. Chính Nam cũng gật đầu, vậy dễ làm, em chuẩn bị đi, anh xuống tìm Lan hỏi chút chuyện. Chính Nam rời khỏi phòng đi tìm Lan, để lại Tú Anh Phú bà đứng trước gương tự hỏi, xoa bóp thật có thể làm nó lớn hơn sao? Nói, cô đưa tay tự xoa bóp ngực của mình, hơi thở nhanh dần đều chính nam xuống nhà tìm Lan rồi mang cô lên phòng tú anh phú bà. Đóng cửa lại xong, hắn nói, được rồi, người ngay không làm chuyện mở ám. Anh nghĩ là em biết rõ và cũng không cố gắng giấu thân phận bán thú nhân của mình chứ. Lan gật đầu nói, mặc dù huyết mạch của em khá nhạt nên có thể dễ dàng che giấu, nhưng em cũng không phủ nhận mình là một bán thú nhân. Chính Nam khá là bất ngờ với câu trả lời này của Lan, hắn hỏi tiếp, như vậy, huyết mạch của em là gì? lan gỡ ra kẹp tóc của mình rồi xù lên hai cái tai nói bà ngoại của em là một bán miêu nữ tới mẹ em rồi tới em huyết mạch đã nhạt gần như trở lại thuần nhân tộc rồi chính nam nhịn không được đưa tay gãi gãi lỗ tai lan cảm giác thật giống lúc gãi tai tiểu nhã thế nhưng biểu tình của lan lại khác hoàn toàn khác với tiểu nhã là thích thú được vuốt phe như mèo con mỗi lần đều cười híp mắt hưởng thụ lan lại là một mặt đỏ hồng tay chân luống cuống keo mép áo của mình chính nam không có phát hiện điểm này, chỉ nghĩ là cô cúi xuống cho hắn dễ xoa nên vẫn tiếp tục gãi. Tù anh phú bà nhìn không nổi nữa, đành phải lên tiếng nói, anh còn tiếp tục gãi, Lan sẽ phải ngất xỉu đó. Nghe tù anh phú bà nói, chính nam mới để ý biểu tình của Lan. Hắn ngừng gãi mà tò mò hỏi, làm sao mặt em đỏ bừng vậy, khó chịu sao? Lan ấp úng nói, nơi đó, nơi đó rất, rất nhạy cảm. Tù anh phú bà kéo tay Lan rồi trừng mắt chính nam nói, anh giả vờ hay thật không biết vậy. Tai và đuôi của thú nhân và bán thú nhân rất nhạy cảm, nó giống như, giống như phần, ngực và mông của nhân loại vậy. Chính nam hai mắt tỏa sáng nói, nói như vậy cô ấy có tới 5 điểm G Tu à? Tù anh phú bà tò mò, điểm G là cái gì? À, không có gì, chính nam không muốn nói cái này nên hắn hỏi tiếp, nói như vậy, em có nhận biết bán thú nhân khác không? anh không có ý gì đâu, chỉ là gần đây anh vô tình nhặt được một cô bé bán thú nhân, khoảng 5-6 tuổi, có lẽ cũng là huyết mạch miêu nữ như em. Nhưng mà cô bé không biết nói, lại cư xử giống mèo nhiều hơn là giống người. Lan bỗng nhiên bắt lấy hai tay chính nam, biểu tình có chút gấp gáp nói, anh nói là anh nhặt được một miêu nữ sao, khoảng 5-6 tuổi. Chính nam có chút bất ngờ phản ứng của Lan nhưng hắn vẫn gật đầu nói, đúng vậy. Nhưng không giống em có thể hiểu và nói chuyện như nhân loại, cô bé khá là sợ người và không biết nói. Anh cố giao tiếp bình thường nhưng cô bé giống như nghe không hiểu tiếng người. Là nước mắt như mưa nói, em, em có thể gặp cô bé không? mươi 122, Hắc Vô Thường VS Bạch Vô Thường. Chính Nam nhìn qua Tú Anh Phú, được cô gật đầu đồng ý, hắn cười nói đi, đi qua Lý Gia, hiện tại anh đang cho cô bé chơi với Gia Nguyệt. Làm vội vàng thu thập lại đầu tóc và trang điểm rồi ba người cùng nhau tới Lý Gia. Chấm chấm chấm, bên ngoài phòng luyện đan, Chính Nam mở cửa vào phòng thì thấy tiểu nhã cả lỗ tai và đuôi đều biến thành trắng muốt, đang chạy trên mặt đất bằng bốn chân đuổi theo Gia Nguyệt Phú bà, giống như là muốn giành lấy bánh trên tay cô bé. Chính Nam cau mày quát, "Gia Nguyệt, bạn muốn ăn thì cho bạn ăn, tại sao lại làm như vậy?" Gia Nguyệt Phú bà vụt một cái, trốn sau lưng Chính Nam nói, "Không cho. Anh đưa cho em 5 cái bánh đã bị tiểu nhã ăn hết bốn cái rồi." chỉ còn một cái này để em ăn nhưng tiểu nhã nhất định muốn giành lấy. Chính nam bất đắc dĩ bế tiểu nhã lên, nói thì nhường cho bạn đi rồi anh lại cho em chứ sao. Bạn còn nhỏ không biết chuyện thì chiều bạn một chút, giống như anh chiều em vậy thôi. ra Nguyệt Phú bà ngúng người không muốn nhưng cuối cùng cũng cắn răng đưa cái đầu nắt cuối cùng cho tiểu nhã rồi bực bội bỏ ra một góc mùi khoanh tay trước ngực, một bộ em rất tức giận, mau tới dỗ em. Chính nam đưa tiểu nhã cho lan bế rồi ra với cô bé, thôi nào, Gia Nguyệt, lớn rồi mà đi giận dỗi một bé mèo như vậy à? Muốn ăn bánh đúng không? Lát nữa anh sẽ làm thật nhiều cho em, không giận nữa nha. Giao Nguyệt Phú bà không thèm nhìn chính nam, hư một cái rồi quay qua hướng khác. Chính nam lại chạy tới trước mặt cô làm mặt quỷ trêu chọc. Lại quay đi, lại chọc, chấm chấm chấm, mấy lần liên tiếp như vậy, Gia Nguyệt Phú bà cuối cùng nhịn không nổi. Cô bé bật cười, vỉnh cao cổ ngạo kiều, em muốn ăn hương xí muội năm cái chính nam bế cô bé lên, giọng đầy cương chiều, được, được. Năm cái đầu nát hương xí muội lát nữa sẽ có cho Gia Nguyệt Phú bà. Bế theo Gia Nguyệt Phú bà lại chỗ Lan, chính nam hỏi, thế nào, Lan? Có phải người quen không? Lan lắc đầu, nước nở nói, em tới Hà Thành Nương nhờ Trần Gia cũng là vì tìm kiếm em gái bị lạc mất 3 năm trước, nhưng không phải cô bé này. Chính nam an ủi nói, vậy em cứ xem tiểu nhã như em gái mình đi, dạy dỗ và nuôi nấng em ấy cho đàng hoàng. Tiền thì không cần lo, anh sẽ chu cấp cho hai người. Dù sao anh cũng không có kinh nghiệm nuôi trẻ hay dạy dỗ bán thú nhân, giữ lại bên người sẽ làm lỡ sự phát triển của em ấy. Tù anh phú bà cũng gật đầu đồng ý, người em cần tìm có đặc điểm gì đặc biệt thì viết ra một tờ giấy rồi đưa cho chưa doanh, nói chị muốn tìm là được. Còn tạm thời cứ mang tiểu nhạc về phúc đạt trông coi, như vậy vừa an toàn, dễ chăm sóc, vừa tạo điều kiện cho em ấy tiếp xúc thêm với nhân loại. Có lẽ do có cùng huyết thống nên tiểu nhã rất nhanh hòa thuận với Lan chứ không sợ như những người lạ khác. Lan xoa đầu cô bé nói, nếu tiểu thư đã cho phép thì em cũng không từ chối. Em sẽ cố gắng đối xử với tiểu nhã thật tốt. tu anh phú bà mang theo Lan và tiểu nhã rời đi để mua sắm chút quần áo và đồ dùng, để lại chính nam tiếp tục dạy ra nguyệt phú bà luyện đan và tu luyện. Chấm chấm chấm, chiều tối, thanh vân tông, nghị sự điện chính nam ngồi trên ghế trung tâm, chậm rãi nói ớt, tình hình mấy cô gái trên kia thế nào rồi. Ất hộ Pháp Lam Phụng đứng lên báo cáo, chủ nhân, 233 cô gái được chúng ta cứu về có 7 người có dấu hiệu tinh thần không ổn định, 28 người hoàn toàn là người bình thường không có thiên phú đều đã được tách riêng ra, còn lại 198 người khác đều đang trong quá trình hồi phục. Chính Nam gật đầu nói, tiếp tục theo dõi đi, không cần tạo bất kỳ áp lực gì với họ, ba ngày sau khi sức khỏe họ tốt hơn chúng ta mới tiến hành bước tiếp theo. À đúng, hôm qua chúng ta cướp sạch liệt hỏa môn, tôi cũng chưa kiểm tra xem là có những gì, hôm nay sẵn mọi người đều ở đây đầy đủ, chúng ta kiểm tra thử. Chính Nam lấy ra nhẫn chứa đồ của Vương Hòa rồi đổ hết đồ đạc bên trong ra đất. Mỗi một món đồ rơi ra, mặt hắn lại đen thêm một phần. Đến lúc không còn gì rơi ra nữa, mặt chính Nam đã đen nhánh như đáy nồi. Chấm chấm chấm, CMN cái gì rác rưởi tông môn, một món đồ ra hồn cũng không có, uổng phí cả linh thạch mở linh pháo, bán hết chỗ này cũng không bù nổi, chính nam đập bàn quát lớn. Thật CMN si đen đùi, đầu tư thua lỗ A, à. cuối cùng là mùi vịt xuống như quả bóng xì hơi, nhìn biểu tình của chính nam, mọi người đều nín cười cực kỳ vất vả. Không thể tin nổi hàng này lại là không thần sứ của Akatsuki A, à. ở đây chửi đồng như cái bà già điêu ngoa. Chính nam một mặt suối cười nói, làm đại trưởng lão những thứ này ông xem cái gì dùng được thì giữ lại cho thanh vân tông cái gì không dùng thì làm sao xử lý tùy ông chờ làm chiến gom hết mớ bỏng bong kia chính nam mới nói được rồi như vậy hôm nay chúng ta bắt đầu ngày tập luyện đội chiến đầu tiên đi sân đối luyện nào mọi người thanh vân tông vốn là có luyện võ trường nhưng chính nam đã xem qua cơ bản chỉ là một cái sân rộng không hơn không kém cho nên hắn rất bất đắc dĩ lại phải hào phóng một lần từ trong hệ thống cửa hàng mua xuống một cái cấp 5 phòng ngự trận bàn đặt vào luyện võ trường, kích hoạt màn bảo vệ để mọi người có nơi mà tập luyện thực chiến. Trên sân, Tu Anh Phú bà và Ngọc Ngân Phú bà đứng đối diện nhau ở hai mét sân, nhìn nhau chăm chú. Tu Anh Phú bà nói, cô là thích khách hình tu luyện giả, đối chiến võ đài như thế này rất bất lợi a, à? có cần tôi nhường một chút không? Ngọc Ngân Phú bà trả lời, cái đó thì không cần, ở đây chúng ta có thể nhường nhau nhưng ra ngoài kia kẻ thù sẽ không nhường cô cứ làm hết sức mình đi, dù sao thì anh ấy cũng đang nhìn, không phải sao. Tù anh Phú bà gật đầu, nếu cô đã nói vậy thì tôi sẽ dùng hết sức mình. Cũng là vì anh ấy đang nhìn, hai người đồng thanh hô, Akatsuki, rồi bắt đầu giao chiến. Tù anh Phú bà chủ trương đánh phủ đầu để hạn chế khả năng ẩn thân và áp sát của Ngọc Ngân Phú bà, không có gì tệ hơn cho một tế tự khi bị thích khách áp sát ra. Tuyền qua tế tự, Ngọc Ngân Phú bà cũng đoán được tình huống sẽ là như thế này, cho nên cô đã có sẵn phương án chuẩn bị. Tam thế minh vương chú, một loại chú ấn giúp bản thân trong thời gian ngắn đạt tới khả năng khống chế thân thể siêu cường. Chính Nam đã nghiên cứu qua, chú ấn này sẽ cho Ngọc Ngân Phú bà khả năng điều khiển thân thể tương tự một lý xương kỳ trong thời gian khoảng 30 giây. Tật phong hành, kỹ năng cường hóa độ linh mẫn thân thể, rõ ràng Ngọc Ngân Phú bà là muốn lợi dụng thân thể linh hoạt của mình để tránh qua lốc xoáy khống chế của đối phương. Tú Anh Phú bà cũng không cho rằng chỉ bằng một lốc xoáy này có thể bắt được đối thủ, cô lập tức tấn công. Lôi đình vạn quân lại là một kỹ năng quần công rộng với khả năng triệu hoán lôi đình tấn công mục tiêu. Rất rõ ràng là Tú Anh Phú bà muốn kết thúc thật nhanh trước khi bị áp sát. Ở dưới đài, mọi người nín thở nhìn Ngọc Ngân Phú bà linh hoạt tránh qua từng tia sét đánh xuống, thanh thoát như một vũ công. Nguyệt Vĩnh than thở, một người tấn công dũng mãnh, một người tránh né linh hoạt, thật sự là mãn nhãn. Chính Nam gật đầu, ý tưởng của cả hai đều không sai. Ở một nơi không có hoàn cảnh và điều kiện để lợi dụng như thế này, rất khó để có thể làm được gì khác ngoài lợi dụng ưu thế bản thân để đánh trực diện với đối thủ. Vượt qua được một nửa võ đài, mặc dù đã rất cố gắng tránh né nhưng Ngọc Ngân Phú bà vẫn là bị đánh trúng vài tia sét, thân thể của cô đã bắt đầu bị ảnh hưởng. Cắn răng, cô quyết định dùng ra con át chủ bài thứ nhất, bởi vì cô cần kéo ngắn thêm khoảng cách mới có thể sử dụng kỹ năng áp sát của mình mê tung loạn bộ quyết, thay vì một đường thẳng tiến lên rồi bị động tránh né xét của đối phương, Ngọc Ngân Phú bà quyết định thay đổi hướng suy nghĩ bằng cách chủ động di chuyển theo hướng hỗn loạn để đối phương phải điều khiển xét đuổi theo mình. Chính Nam gật đầu nói, rất tốt, thay đổi một hướng suy nghĩ sẽ để lợi thế của bản thân được phát huy tốt hơn nhiều. Nếu Bạch sớm dùng cách này, có lẽ đã không phải chật vật như vậy. Mọi người đều mở rộng tầm mắt, cũng là xông tới đối thủ, nhưng bị động tránh né đòn của đối phương và chủ động di chuyển để đối phương không bắt kịp hành động mình lại là hai hướng hoàn toàn khác nhau. Tú anh phú bà cũng phát hiện tình huống không đúng, cô không thể theo kịp tốc độ đối thủ. Hừ, đã cô muốn lao tới, vậy tôi chờ cô. chương 123, Bạch Hổ VS Sáp Băng lôi tế tự, một vùng băng xương hình thành giống như bức tường trước mặt tú anh phú bà, bên trong còn có hỗn loạn lôi điện lấp lóe ngọc ngân phú bà vừa lúc lọt vào khu vực này mọi người đều đứng bật dậy xem xét tình hình trên sân, chỉ riêng chính nam vẫn còn ngồi bình tĩnh quan sát. Trên sân, tu anh phú bà thờ hùng hộc, tinh thần vẫn kéo căng. Bình thường khi chiến đấu cô đều sử dụng tu la hình thái tới nghiền ép đối thủ, nhưng hiện tại chỉ là đối chiến chứ không phải giết người, nên cô cũng không quá muốn ỉ lại vào lợi thế huyết mạch của mình. Như ảnh tùy hình, vụt, từ trong màn xương, một bóng đen lấp lóe rồi xuất hiện ngay cảnh tú anh phú bà bóng đen không phải ai khác mà chính là ngọc ngân phú bà liên kích vừa áp sát được đối thủ ngọc ngân phú bà đã sử dụng ngay lợi thế linh hoạt của mình tiến hành công kích tốc độ cao mặc dù đã rất cố gắng nhưng tú anh phú bà vẫn là bị ngọc ngân phú bà áp sát thế nhưng như vậy không có nghĩa là tú anh phú bà đã chắc chắn thua cuộc nhiễm hàn chi lực một màng băng xương hình thành cực nhanh quanh thân tú anh phú bà đồng thời cô cũng sử dụng vũ khí của mình đón đỡ đòn đánh của đối phương vũ khí của cô chính là đôi găng tay mà chính nam chế tạo, còn cố ý yêu cầu hắn làm nó thật dẻo dai. Ngọc Ngân Phú bà một đòn không thành công, cô lập tức phát động tấn công liên tục. Cuồng loạn chảm, trí mệnh tảo kích, lòng đằng chảm, liên tục là công kích như cuồng phong vũ bão đổ ập lên người tú anh Phú bà. Trang phục trên người cô đã bắt đầu hư hại nghiêm trọng, thậm chí máu đã bắt đầu đổ. Đúng lúc này, Ngọc Ngân Phú bà cảm thấy không đúng nên lập tức rút lui thật nhanh ra khỏi vòng chiến cô cuối cùng cũng phát hiện ra đối thủ là cố ý trúng đòn để mua thời gian thi triển kỹ năng lôi đình vạn quân bầu trời ùn ùn kéo mây đen rất nhanh những tia sét thô to bằng cánh tay người liên tục đánh xuống hai người đúng vậy là đánh xuống cả hai người tù anh phú bà muốn liều mạng cô không để ý an nguy bản thân mà triệu hoán lôi đình đánh thẳng xuống người mình ý đồ cùng đối thủ chết chung ngọc ngân phú bà đứng ở nơi an toàn cũng sướng sờ trước quyết định táo bạo này của tú anh phú bà Chính Nam thì đứng lên nói nhỏ, trận này Hắc Vô Thường thần sứ thắng rồi. Đang lúc mọi người không hiểu ra sao thì Bão Lôi Đình kia đột nhiên ngừng lại, bên trong là một mặt mờ mịt, ngơ ngác ngọc ngân phú bà. Chính Nam bay lên đài kiểm tra vết thương của hai người, cho họ ăn đan dược rồi nói, hẳn là một loại thời không kỹ năng, hoán đổi vị trí bản thân và đối thủ cho nhau a. À. Rất tốt, đủ táo bảo, nắm bắt thời cơ chuẩn xác, đối với bản thân mình cũng đủ hung ác tù anh phú bà yếu ớt cười vẫn không qua được mắt anh bạch cô rất lợi hại nếu không dùng cách này thì quả thật là tôi không thể thắng được ngọc ngân phú bà lắc đầu nói không có khác biệt thắng chính là thắng thua là thua lần sau tôi sẽ thắng trở lại hai tay kẹp lấy hai vị phú bà rồi bay xuống chỗ quan sát chính nam cao giọng nói mọi người đều thấy a à, rất đặc sắc rất mãn nhãn nhưng cũng không kém phần nguy hiểm và liều lĩnh trận thứ nhất hắc vô thường thần sư thắng tiếp theo bạch hổ giáp tới hai người hai chị em vũ tuyết vũ vân nhìn nhau rồi gật đầu bay lên đài chính nam thì đỡ hai vị phú bà ngồi xuống rồi cao giọng nói trận thứ hai bắt đầu trên đài vũ vân nói chị hai từ bé đến lớn luôn là chị nhường nhịn bảo vệ và chăm sóc em chưa bao giờ em nghĩ là mình sẽ vung tay về phía chị nhưng mà hôm nay em có lý do để phải làm như vậy chị cẩn thận nhé vũ tuyết gật đầu nói tinh thần như vậy rất tốt ha chị cũng muốn xem em gái nhỏ của chị đã đủ khả năng đuổi theo ước mơ của mình mà không có chị hay chưa. Akasuki, một tiếng la đồng thanh đánh dấu trận chiến bắt đầu. Cao hơn em gái mình tới sáu cảnh giới nhỏ, trong đó có một cảnh giới lớn, tất nhiên Vũ Tuyết Phú bà sẽ không ra tay nghiền ép trước mà chủ động nhường sân khấu lại cho Vũ Vân thể hiện khả năng phối hợp chiêu thức của mình. Tuy vậy cô cũng cần làm ra phòng ngự cho bản thân. Bàn thạch hộ giáp tăng khả năng phòng ngự của bản thân bằng cách hình thành một một lớp giáp quanh thân từ đất đá. Vũ Vân cũng biết ý định của chị mình nên cô ra tay không chút nào lưu tình. Linh đồng, một loại đồng thuật cùng loại với Bạch Nhãn của chính nam, nhưng cho khả năng nhìn dòng chảy nguyên khí rất giới hạn. Vũ Phong khớp, Vũ Vân tính toán rất không sai khi cô không dồn nguyên khí tấn công mù quáng mà vận dụng đồng thuật để quan sát dòng chảy nguyên khí của mục tiêu nhằm tìm ra điểm yếu rồi mới tấn công vào vũ tuyết phú bà lách mình tránh né chiêu thức của vũ vân rồi nói em không thể tấn công đối thủ như vậy được việc đầu tiên em phải làm đó là nghĩ cách khóa được đối thủ hoặc có phương án khác đảm bảo chiêu thức của em sẽ trúng hoặc ít nhất là dồn đối thủ vào vị trí cho các chiêu thức tiếp theo tấn công như thế này ngoài hao tổn nguyên khí và lộ bài ra thì không có tác dụng gì cả vũ vân gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ nhiếp hồn chú bách hoa liễu loạn chính nam trên đài lắc đầu không được tinh thần thuật có đôi khi rất lợi hại nhưng dùng nó lên một đối thủ mạnh hơn mình và trạng thái toàn thịnh như vậy là hoàn toàn sai giáp hộ pháp quá non rồi ngay lúc mọi người thậm chí là vũ tuyết phú bà đều có suy nghĩ tương tự như chính nam thì vũ vân trên đài lại có ý tưởng khác linh cơ trong thời gian ngắn mở khóa thức hải để bản thân rơi vào trạng thái gần giống như tàu hòa nhập ma lợi ích là có thể tăng độ cuồng bạo của nguyên khí linh tê lại là trong thời gian ngắn mở khóa huyệt đạo trên thân thể điên cuồng hấp thu linh khí từ ngoại giới. Một kỹ năng cho khả năng hồi phục rất bá đạo, nhưng hậu quả cũng không dễ chịu. Thì ra tất cả phía trước đều là giả tưởng, ý định thật sự của Vũ Vân là ở chiêu thức cuối cùng này khi cô dồn toàn bộ các kỹ năng có hiệu ứng lên người mình cùng một lúc. Dưới trạng thái, linh cơ, và, linh tê, Vũ Vân có thể đẩy giới hạn nguyên khí của bản thân lên tới không minh sơ kỳ và sạc đầy nó trong thời gian cực ngắn. Sau khi tăng giới hạn nguyên khí của bản thân và sạc đầy rồi, vậy thì biến nó trở nên cuồng bạo và tấn công. Thâu thiên hóa nhật, thiêu đốt nguyên khí trong cơ thể. Hoa tiên vũ, một cơn lốc xoáy cực lớn, cực cuồng bạo tấn công về phía vũ tuyết phú bà. Chính nam lắc đầu, đáng tiếc, hắn bay lên đài đỡ lấy loạn trọng muốn té vũ vân. Bên kia, vũ tuyết phú bà có thể dễ dàng tránh né chiêu thức này nhưng cô quyết định ngạnh kháng qua, đây là để cho cố gắng của vũ vân không bị lãng phí. Thế nhưng không có nghĩa là cô sẽ đứng im chịu đòn mà không phòng ngự gì cả. Sa chi thủ hộ, bảo vệ những vị trí hiểm yếu. Nguyên khí hộ thể, trải đều nguyên khí tới tất cả các nơi trên cơ thể để phòng ngự, đây là kỹ năng chỉ có Không Minh Kỳ trở lên sau khi mở ra thức hải mới có thể hiểu được. Làm xong phòng ngự, Vũ Tuyết Phú bà bắt đầu thừa nhận cơn lốc xoáy cuồng bạo kia quét qua người mình. Mọi người đều có chút lo lắng cho Vũ Tuyết Phú bà mặc dù biết sẽ không có nguy hiểm chí mạng nhưng đứng im chịu đòn như vậy cũng quá hung ác chứ. Chính Nam cười nói, không có việc gì đâu, mọi người đừng lo lắng. Trận này bạch hồ thần sư thắng, lốc xoáy tan đi, lộ ra thân ảnh có chút chật vật của vũ tuyết phú bà, nhưng như chính Nam nói, cô một chút vấn đề cũng không có, bởi vì lốc xoáy kia ngay cả hai lớp phòng ngự của cô cũng không có đánh tan, nói chi tới thân thể. Vũ tuyết phú bà lo lắng hỏi, em ấy có sao không? Chính Nam lắc đầu nói, chỉ là thoát lực mọ sáu chút, nghỉ ngơi hồi phục là không sao. Em a à, đúng là cái muội khống, cứ tránh ra hoặc đánh tan nó không được sao, đứng chịu trận ở đó làm gì. Vũ Tuyết Phú bà lắc đầu không nói, nếu cô quá dễ dàng tránh khỏi chiêu thức mà Vũ Vân dồn hết tâm huyết như vậy, cô sợ Vũ Vân sẽ hụt hẫng Để Vũ Tuyết Phú bà đỡ Vũ Vân xuống dưới nghỉ ngơi, chính Nam cao giọng nói, không biết vừa rồi mọi người cảm thấy một phía nghiền ép có chán hay không chứ tôi là cảm thấy khá chán rồi bính em lên đài anh và em đánh trước một trận để lam ra hai ông cháu chờ thêm một lát đi nguyệt vịnh lập tức đứng lên hào hứng nói được a à, em còn là chưa bao giờ thấy anh ra tay đâu lần này phải đánh cho tận hứng mọi người ở đây cũng là tò mò về năng lực của chính nam bởi vì ngoài ngọc ngân phú bà biết được một số ra thì những người còn lại hầu như chỉ thấy hắn sử dụng hỏa độn mà thôi đứng đối diện nhau từ hai mép võ đài, chính nam nói, Bính A, đừng có vì anh là chủ nhân của em mà nương tay nhé, xuất ra bản lĩnh của tân tinh bảng thứ 14 đi. Nguyệt Vịnh gật đầu nói, em sẽ không nương tay, vì em thật sự muốn đánh chủ nhân của em một trận đây. Akatsuki, chương 124, không thần sứ VS Bính Hộ Pháp 1. Chính Nam không nhiều lời mà xông thẳng tới Nguyệt Vịnh để tấn công cận thân, tấn công từ xa không phải là lợi thế của hắn bởi vì chưa từng biết sở trường của chính Nam là gì nên Nguyệt Vịnh vẫn là dựa theo lối đánh của bản thân để chiến đấu Tinh Hoa Thủy Nguyệt tạo ra một phân thân trong khoảng thời gian nhất định Nguyệt Quang Vịnh hai tia sáng từ hai Nguyệt Vịnh giống nhau như đúc bắn về phía chính Nam phân thân của Nguyệt Vịnh có khả năng thi triển mọi kỹ năng cô thi triển gần như cùng lúc Chính Nam với lợi thế bạch nhãn và tà luân nhãn của mình dễ dàng tránh qua cả hai tia sáng rồi tốc độ không giảm tiếp tục tiến tới Nguyệt Vịnh khẽ thì thầm, tốc độ và phản ứng như vậy, công kích bình thường là không có tác dụng a. À? Như thế này thì sao? Minh Âm Vịnh Âm Ba công kích bằng tinh thần lực, tấn công một hướng không có tác dụng. Nguyệt Vịnh quyết định tấn công từ nhiều hướng bằng Âm Ba công kích. Chính Nam lập tức chuyển hướng, tiếp tục lao tới chắc chắn sẽ lọt vào phạm vi công kích tinh thần quỷ gì kia. Đó không phải là thứ mà Bạch Nhãn và Tà Luân Nhãn có thể giúp hắn đối phó được. Âm Ba công kích rất khó phòng ngự nhất là khi người chi triển là tinh thần hệ và người bị đòn là mẫn lực hệ như chính nam vì thế hắn chủ động không thừa nhận chiêu thức này của nguyệt vịnh thấy chính nam không tiếp tục tiến lên nguyệt vịnh cười nói nếu như anh không tiến lên em sẽ ép anh rơi xuống đài nhé là một cái ma nữ tâm lý chiến chính là thứ cô am hiểu nhất chính nam cũng không phải trẻ con chiêu khích tướng này còn lâu mới động được đến tự ái của hắn hắn không nói lời nào mà đưa tay lên kết ấn Ngọc Ngân Phú Bà và Vũ Vân nhìn nhau, ấn pháp này là Nhẫn pháp vụ ẩn thuật, sương mù được chính nam điều khiển vừa đủ để bao trùm tới mép võ đài, hắn muốn lợi dụng ưu thế về tầm nhìn để áp sát Nguyệt Vịnh an toàn hơn. Nguyệt Vịnh quay đầu nhìn quanh, ngoài năm ngón tay ra thì cái gì cũng không thấy, thậm chí tinh thần lực cũng bị hạn chế lại chỉ có 3 mét quanh thân. Nói cách khác, cô hoàn toàn, mù, bên trong màn xương của chính nam. Nguyệt Vĩnh thu hồi lại phân thân, kéo căng tinh thần để phòng bốn phía. Duy trì phân thân trong tình huống này quá hao tổn nguyên khí, trong khi mục tiêu còn không thấy thì như vậy là một sự lãng phí lớn không cần thiết. Bỗng nhiên xung quanh Nguyệt Vịnh lù lù tiến tới thật nhiều thân ảnh. Bên trong màn xương, những thân ảnh kia chậm gì gì từng bước áp sát Nguyệt Vịnh, giống như chúng không hề có ý định tấn công mà chỉ làm như vậy để dọa cô thôi. Nguyệt Vịnh không tin tà, cô vung tay đánh ra một tia Nguyệt Quang về phía cái bóng đen gần nhất, bóng đen lập tức bị cắt ngang làm hai phần nhưng lại chậm rãi đứng lên hai bóng đen khác nguyệt vịnh hít mắt là nguyên khí thể hay là ảo ảnh lại thử tấn công vài bóng đen vẫn là tình huống tương tự diễn ra những bóng đen ngày càng tiến gần tới nguyệt vịnh thậm chí đã có vài bóng đen tiến tới đủ gần để tấn công nhưng chỉ vây quanh thôi chứ không làm gì cả nguyệt vịnh lúc này mới nhìn rõ được những bóng đen này đều là chính nam hoặc là nói có hình dạng của chính nam không thể là phân thân với số lượng phân thân lớn như thế này sẽ cực kỳ tiêu hao nguyên khí anh ấy sẽ không dùng nhiều nguyên khí như vậy chỉ để dọa mình được như vậy đây chỉ là ảo ảnh nguyệt vịnh đưa tay ra vồ lấy một bóng đen hoàn toàn xuyên qua người bóng đen cũng không đánh chúng cô chính nam trốn ở một bên nhìn xem toàn bộ quá trình đối với phản ứng của nguyệt vịnh hắn cảm thấy rất hài lòng nguyệt vịnh sau khi hiểu thấu chiêu này lại nảy sinh một nghi vấn khác anh ấy dùng ảo ảnh vây mình ở đây, chẳng lẽ là để chuẩn bị đại chiêu ở đâu đó? Không được, nếu nãy giờ anh ấy chuẩn bị đại chiêu thì nó sẽ lớn cỡ nào a? À? bị suy đoán của mình dỏa cho sợ hãi, cô quyết định phải làm gì đó trước khi quá muộn. Thải vân chướng nguyệt, thổi bay mây mù che mặt trăng, ý nói chiêu này có thể thổi tan các hiệu ứng bất lợi trên bản thân, nguyệt vịnh dùng nó để thổi tan các phân thân đang tiến đến gần cô. Tà nguyệt giới một kết giới lấy Nguyệt Vịnh làm trung tâm bắt đầu lan ra với tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã bao lấy toàn bộ võ đài, trùm lấy cả màn xương của chính nam. Trên đỉnh kết giới còn có một vầng trăng tròn chiếu sáng toàn bộ không gian bên trong. Dưới khán đài, đám khán giả mộng bức, bởi vì trước đó màn xương đã che hết tầm nhìn mọi người, bây giờ lại thêm tà nguyệt kết giới, này ai còn xem được. Lam Phụng thì thầm, nhìn thật giống trái bong bóng lớn có khói bên trong, đẹp mắt a à. Ngọc Ngân thì mặt hơi đỏ nghĩ, kết giới này, làm sao, xấu như vậy a? À, nhìn nửa hình tròn có một cái mặt trăng nhô lên phía trên, mới qua nhân sự Ngọc Ngân phú bà lập tức nghĩ tới đổi núi của mình. Bên trong kết giới, Nguyệt Vịnh vẫn là cao mày, kết giới do cô làm chủ, theo lẽ thường là cô có thể cảm nhận được mọi ngóc ngách bên trong nó, thế nhưng cô vẫn không cảm nhận được hơi thở của chính nam. Hừ, thế này thì sao, hiểu Nguyệt, mặt trăng treo phía trên kết giới phát ra ánh sáng trói lọi, Toàn bộ màn sương bị ánh sáng này chiếu rõ ràng. Bên ngoài mọi người đều thấy rõ, trên võ đài ngoài nguyệt vịnh ra thì không còn ai cả. Tu Anh Phú bà hỏi, anh ấy đâu rồi, đây cũng là câu hỏi chung của mọi người. Ngọc Ngân Phú bà thản nhiên đáp, bên dưới. Như để chứng minh cho lời của Ngọc Ngân Phú bà, hai bàn tay từ mặt đất thò lên, nắm lấy hai chân rồi kéo nguyệt vịnh xuống lòng đất, chỉ còn trừ lại phần đầu. Chính nam lúc này mới từ lòng đất một nơi khác hiện thân chậm rãi đi tới gần Nguyệt Vịnh nói, như thế nào đây, bính hộ pháp. Tà Nguyệt giới không thể cảm nhận hơi thở của anh sao. Ngoài mặt nói như vậy nhưng trong lòng chính nam thở vào một hơi may mắn, trang phục Akatsuki có khả năng che giấu hơi thở, nếu không thủ đoạn sử dụng, thủ độn tâm trung trảm thủ thuật của hắn có thể là trốn không qua tà Nguyệt giới A. À? Nguyệt Vịnh không nói gì mà ngước mắt nhìn chính nam, qua, 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 chính nam cao mày rồi hóa thành bầy quả bay tán loạn, bởi vì hắn bị một lưỡi đao ánh sáng chém xuyên qua người nhìn bầy quả hợp lại thành chính nam nguyệt vịnh thở dài đáng tiếc lạc nguyệt kích lợi dụng vầng tà nguyệt phía trên phát ra công kích rất thích hợp để đánh lén nhưng nếu đối thủ đã biết được vậy thì chiêu này không thể sử dụng lần thứ hai chính nam trong lòng vuốt mồ hôi nhưng bên ngoài vẫn trang bức nói thế nào em còn gì để nói sao em sẽ không nói mà em làm bỗng nhiên một luồng sáng từ tà nguyệt chiếu thẳng xuống nguyệt vịnh Nguyệt thần đình của cô xuất hiện màu đen ấn ký rồi bắt đầu nở rộ, lan ra toàn thân. Tù anh phú bà cao mày, bính là muốn mở huyết mạch sao? Vũ tuyết phú bà lầm nhầm, muốn triệu hoán Nguyệt thần hộ thể A. À? Tế Nguyệt lễ, kích hoạt Nguyệt thần huyết mạch, triệu hoán Nguyệt quang hộ thể. Ừm, mặt đất vây Nguyệt Vịnh không phải là mặt đất bình thường, nó bị chính nam dùng nguyên khí cố hóa, mật độ phân tử cực cao, cho nên Nguyệt Vịnh mới không thể dễ dàng thoát ra được thế nhưng hiện tại nó đã bị cô phá tan từ bên trong phá ra. Trước mặt chính nam, mặt nạ Akasuki của Nguyệt Vịnh đã vỡ do dư chấn, lộ ra hoa văn màu đen yêu dị đã lan gần như toàn thân. Nguyệt Vịnh lấy ra vũ khí của mình, là một cái câu liêm, giống như thứ mà các tử thần vẫn dùng để câu người chết. Chính nam sướng sờ nói, Nguyệt chi thể, em làm thật a à? Nguyệt Vịnh khóe miệng cong lên nụ cười, kết hợp với khuôn mặt ma mị kia nhìn cực kỳ hấp hồn, tất nhiên là thật em cũng muốn anh phải ra hết sức mới được a à? vân khởi dùng câu liêm kêu gọi một đám mây mù tấn công đối thủ thực chất bên trong che giấu từ ba tháng năm đạo nguyệt quang nhận nguyệt vịnh ra tay trước cô cần tốc chiến tốc thắng bởi vì trạng thái nguyệt chi thể này của cô mặc dù cho cô thăng tiến sức mạnh rất nhiều nhưng tiêu hao nguyên khí cũng nhanh không kém gì tháo nước chính nam nhẹ nhõm tránh qua đòn này rồi nói này chỉ là giao lưu mà thôi em như vậy sẽ suy yếu mấy ngày đó a à? Nguyệt Vĩnh không nói mà liên tục phát ra mấy đảo, vân khởi tất cả cả đều bị chính nam né được. Cô biết tiếp tục cũng không có tác dụng gì nên phải đổi chiến thuật. Để xem lần này anh tránh như thế nào, Nguyệt dẫn lạc Nguyệt kích, lấy bản thân ý chí làm chỉ đường, Nguyệt Vĩnh chỉ định ta Nguyệt thả xuống Nguyệt Quang tấn công chính nam. Nhìn trên đầu rơi xuống cả chục đạo Nguyệt Quang nhận, chính nam có chút vã mồ hôi. mươi 125, Không Thần Sứ VS Bính Hộ Pháp 2 Bát Quái Trưởng Hồi Thiên, Tránh né mãi cũng mất mặt, chính nam quyết định đỡ lấy đòn đánh này. Liên tục xoay tròn bắn hết Nguyệt Quang ra bốn phía, chính nam từ trước đây rất lâu cũng đã phát huy được khả năng phòng ngự tuyệt đối của hồi thiên. Nguyệt Vịnh mỉm cười nói, rốt cuộc không tránh né nữa sao. Vậy thì tiếp tục, Nguyệt dẫn đăng Nguyệt địch. Thay vì sử dụng nhiều tiêu Nguyệt Quang nhỏ, lần này Nguyệt Vịnh gom tất cả lại thành một đạo Nguyệt Quang cực lớn, nhìn như một cái sao trổ nhỏ đang rơi xuống. Chính nam lau mồ hôi hắn cảm thấy nếu đỡ đòn này sẽ trở thành sai lầm lớn nhất trong đời hắn, và hắn chán ghét các sai lầm. Chính Nam ngừng lại hồi thiên, hắn phải hạ gục Nguyệt Vĩnh trước khi bị cô đứng từ xa, núp chết. Thuấn thân thuật, trước hết phải tránh ra khỏi phạm vị công kích của cái sao trổi nhỏ kia trước, sau đó là tiến hành áp sát. Nhu bộ xong sư quyền, kỳ dị bước chân kết hợp với hai bàn tay chân khí có hình hai đầu sư tử, nhìn chính nam từ xa giống như hai con sư tử đang xông tới Nguyệt Vịnh bát quái không trường hừ muốn cận chiến em cũng không sợ anh a à. thần liêm phạt quế một đạo quang nhận từ câu liêm của nguyệt vịnh bắn ra va chạm với trường tình của chính nam phát ra một tiếng nổ vang hai người xông qua dư chấn của vụ nổ lao vào cận chiến với nhau bên ngoài mọi người mộng bức từ lúc nguyệt vịnh biến thân thì võ đài đã lâm vào trạng thái mất điện chỉ có lâu lâu lấp lóe ánh sáng và tiếng nổ vang bây giờ thì nổ lớn rồi trong kết giới Tân tinh bảng thứ 14, Tào Nguyệt, Nguyệt Vịnh, nổi danh là một tế tự thiên tài, vậy mà hiện tại lại đang dùng câu liêm của mình đánh cận chiến ngang ngửa với người mang hai đồng thuật như chính nam. Không nhìn thấy sẽ không có ai tin à, có câu, nhất thốn trường, nhất thốn cường, ý nói trong chiến đấu, vũ khí càng dài thì càng có lợi. Nguyệt Vịnh với lợi thế chiều dài của câu liêm, liên tục là người chủ động công kích, đồng thời vẫn giữ được khoảng cách đủ an toàn bởi vì vũ khí của chính nam chỉ là một thanh cu nai rất ngắn. Thế nhưng cũng có câu, thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Với sự linh hoạt, dẻo dai và lợi thế về đồng thuật, chính nam hoàn toàn đè lên đánh Nguyệt Vịnh khi hắn áp sát cô thành công. Hắn để cô còn đứng tới hiện tại là vì muốn dạy cho Nguyệt Vịnh một bài học mà thôi. Và hiện tại, Nguyệt Vịnh đã hối hận khi quá tự tin vào huyết mạch của mình mà để vướng vào tình huống này, cô muốn rút ra đã không kịp nữa. Lợi dụng Nguyệt Vịnh có chút phân tâm, Chính Nam cúi người tránh khỏi một liềm phạt ngang của cô rồi xoay người gạt chân khiến cô mất trụ. Thông thường thì người ta sẽ té trong trường hợp này, nhưng Nguyệt Vịnh thân thủ cũng không phải tầm thường. Mặc dù bị Chính Nam gạt chân trụ và đang trên đà té xuống nhưng cô cũng kịp chống một tay xuống làm trụ thay chân, cùng lúc đó hai chân ở trên trời của cô cũng đá về phía Chính Nam. Chính Nam một tay bắt lấy chân của Nguyệt Vịnh, nhưng cảm thấy dưới chân sinh gió nên hắn nhấc một chân lên rồi giẫm xuống dưới chân hắn câu liêm của nguyệt vịnh bị hắn dẫm chặt không có cách nào rút ra được chân còn lại của cô tiếp tục làm ra động tác đá nhưng bị chính nam dùng tay còn lại bắt được luôn nguyệt vịnh cắn răng buông ra câu liêm của mình lợi dụng chính bản thân chính nam đang giữ hai chân cô làm trụ để cong người lên dùng hai tay tấn công mục tiêu chính là tiểu chính nam chính nam trong lòng vã mồ hôi nguyệt vịnh chiêu này thực sự hiểm a à. hắn nắm lấy hai chân cô rồi bật mạnh về sau dùng đà đó xoay người ném cô lên không rồi làm ra tư thế chuẩn bị. Trước đó chính Nam đã quy định là trong chiến đấu không được sử dụng phi hành khí, cho nên hiện tại Nguyệt Vịnh hoàn toàn không có điểm tựa để dừng lại xu hướng bay lên của mình cũng như phát lực đánh trả. Bát quái lục thập tứ trưởng lúc Nguyệt Vịnh rơi xuống cũng là lúc cô phải đón nhận đòn kết liễu của chính Nam. Toàn bộ 64 trường được đánh lên người Nguyệt Vịnh, nguyên khí và khí huyết của cô bị hạn chế tối đa, trạng thái nguyệt chi thể và tà nguyệt giới không thể duy trì được nữa, song song tan biến. Chính nam tản đi vụ ẩn thuật vì trận đấu đã kết thúc. Thấy kết giới và sương mù tản đi, mọi người đều tranh nhau xông lên đài nhìn. Ở trung tâm võ đài, mọi người thấy rõ nguyệt vịnh mặt nả tan vỡ, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra tia máu đang nằm im trên mặt đất, câu liêm của cô nằm bên cạnh. Còn chính nam ngoại trừ quần áo có chút lộn xộn thì không có gì xê xích nhiều, gần như là toàn thịnh chỉ có hắn tự mình biết rõ là tiêu hao bao nhiêu mà thôi. Ngọc Ngân Phú bà không lạ lùng gì với tình trạng hiện tại của Nguyệt Vịnh, bởi vì bản cô trải qua nhiều lắm rồi. Cô hỏi chính Nam, anh đánh cô ấy bao nhiêu lần thế? Chính Nam giọng có chút tức tối nói, 64 trường. Mọi người không hiểu vì sao hắn hằn học như vậy, chỉ có bản thân Nguyệt Vịnh biết nên cô có chút mất tự nhiên. Tù anh Phú bà kiểm tra Nguyệt Vịnh chút rồi nói, không có tổn thương, chỉ là rất nhiều kinh mạch bị tắc nghẽn nên mất khả năng hoạt động này cô dùng cả hai sở trường mạnh nhất của mình mà vẫn thảm như vậy a à? nguyệt vịnh khó khăn nói biết sao được một chữ tà của tôi bị đôi mắt kia khắc chế hoàn toàn trận đấu dài như vậy vì hầu hết thời gian là anh ấy đứng im cho tôi đánh mà thôi đáng tiếc là một lần cũng không trúng tu anh phú bà chấn động cả tà nguyệt giới và nguyệt chi thể đều được nguyệt vịnh sử dụng nhưng đánh chính nam không trúng một lần nào này sao có thể Cô quay sang nhìn chính nam như nhìn cây quái vật, chính nam toàn thân khó chịu nói, làm sao, với trạng thái đó của bính, chỉ cần chúng một một đòn thì anh đảm bảo người nằm đó chính là anh á. Nguyệt Vịnh tò mò hỏi, em từ đầu đến cuối là bị anh dồn ép tới mức phải dùng tất cả mọi thứ, nhưng ngoại trừ dùng nguyên khí để tạo sương mù ra, em không thấy anh có bất kỳ tiêu hao gì à? Tại sao lại như vậy? Mọi người mộng bức, ép tân tinh bảng thứ 14, tà Nguyệt, Nguyệt Vịnh dùng tất cả thủ đoạn cuối cùng vẫn là thua thảm thế nhưng bản thân chính nam gần như không cần dùng nguyên khí giả đi chính nam gật đầu nói tại sao anh phải dùng nguyên khí khi lợi thế lớn nhất của anh chính là đôi mắt này anh có thể chỉ sử dụng nó và sức mạnh thân thể liên tục tránh né để em cho rằng tất cả thủ đoạn của em đều vô dụng rồi lần lượt nóng lòng xuất ra át chủ bài cuối cùng lại rơi vào bẫy cận chiến của anh cũng chính là nơi đôi mặt này lợi hại nhất kết quả thì mọi người đều thấy a à, lam chiến thở dài nói ngay từ khi bước lên võ đài này, Bính Hộ Pháp đã bị Không Đại Nhân tính toán, từng chút từng chút bị dẫn vào kết cục đã được dựng sẵn. Nguyệt Vịnh hồi tưởng lại những gì vừa diễn ra, từ đầu tiên bị chính nam dùng sương mù hạn chế tầm nhìn vào ảnh gây nhiễu loạn phán đoán, tới lúc bị hắn kéo xuống lòng đất buộc phải biến thân, cuối cùng vì toàn bộ công kích đều không trúng đích mà bị dẫn dụ chấp nhận cận chiến, hoàn toàn quên đi rằng đối phương mạnh nhất chính là khoản này. Từ đầu đến cuối, Tất cả những gì cô làm đều đã được đối phương vạch sẵn cho một con đường, con đường đi tới thất bại mà cô hồn nhiên không hay biết, cứ như vậy từng bước từng bước đi tới cuối cùng. Thở dài một hơi, Nguyệt Vịnh khôi phục lại đấu trí, nói, lần này em thua tâm phục, khẩu phục, thế nhưng lần sau em nhất định sẽ thắng trở lại. Chính Nam chừng mắt cô nói, lần sau, chờ em khôi phục cũng là chuyện của ba bốn ngày sau rồi, lúc đó rồi nói tiếp. Chính Nam ngẩng đầu lên nói với mọi người, Tôi chỉ muốn mọi người cùng nhau giao lưu trong hòa bình và nhường nhịn a, à, tại sao mọi người phải làm như sinh tử chiến như vậy? Nhìn tình trạng của Giáp và Bính thì trong vòng 3 ngày tới là không có khả năng tái chiến rồi. Giáp hộ Pháp Vũ Vân ngập ngừng nói, "Em, em chỉ là muốn làm hết sức mình mà thôi." Nhìn thấy tân tinh bảng thứ 14 thiên tài bị Chính Nam không chút hao tổn, đánh thành thảm như vậy, cô cũng không có giống như trước kia nhảy nhót trước mặt hắn, thậm chí cảm thấy có chút kính sợ. Chính Nam gật đầu nói, là tôi không suy nghĩ chu toàn. Chuyện này tạm thời gác sang một bên đi, cho tới lúc tôi có phương án tốt hơn, mọi người ai có nhu cầu và thời gian rảnh có thể tùy ý bắt gặp tập luyện. Mà, luyện tập thêm khi có thể nhưng đừng ảnh hưởng đến khả năng nhận nhiệm vụ bất ngờ, có được hay không? Được, mọi người đều đồng ý với phương án này. Chính Nam giải huyệt cho Nguyệt Vịnh rồi cùng Ngọc Ngân Phú bà trở về Lý Gia, kết thúc một ngày chiến đấu vất vả bằng trận chiến trên giường. Chương 126, nhị trường lão nguyệt nhi hôm sau chính nam tới phòng nguyệt vịnh tại thanh vân tông giúp cô kiểm tra thân thể thân thể gần như khôi phục hoàn toàn mặc dù mỗi lần sử dụng đều để lại di chứng không nhẹ nhưng không thể phủ nhận tốc độ khôi phục của nguyệt thần huyết mạch thật sự đáng ngưỡng mộ nói như vậy không có nghĩa là lần sau lại dùng bừa bãi nữa nghe chưa nguyệt vịnh gật gật đầu ánh mắt cún con nhìn chính nam mỗi lần được ở riêng cùng hắn cô đều rất nhu mì và vui vẻ không chút nào lạnh lùng cô quạnh như đối với những người khác. Và mặc dù đây không phải là lần thứ nhất tự ghét bản thân mình phục hồi thương thế quá nhanh, Nguyệt Vịnh vẫn có chút xa suốt nói, có tin tức của tam trưởng lão nói hai ngày nữa gì của em, sẽ tới Hà Thành để hộ tống mọi người và đan dược về tông. Sợ là em cũng phải về cùng, so với về tàu Nguyệt Tông lạnh lẽo và buồn chán kia, Nguyệt Vịnh muốn ở bên chính nam hơn nhiều. Chưa nói tới Akatsuki cũng là môi trường tốt để cô phát triển, hơn là tu luyện với bốn bức tường. Chính Nam khá bất ngờ nói, Lý Sương sơ kỳ nhị trường lão Nguyệt Nhi a, à, đủ cẩn thận. Nhưng anh cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ đâu. Nguyệt Vịnh thấy Chính Nam cố ý hiểu sai trọng điểm câu nói của mình, cô càng xa suốt nói em cũng không biết. Nếu mẹ em đã phái gì tới, vậy bà chắc là cũng có tính toán của mình rồi. Chính Nam gõ đầu Nguyệt Vịnh một cái, cười nói, về nhà thăm mẹ mà làm như đi lấy chồng vậy, phải vui vẻ lên chứ nguyệt vịnh xoa xoa chán nói nhưng mà em không muốn về a à? anh không biết đâu em nói chuyện với mẹ câu thứ nhất câu thứ hai bà đã bảo em cố gắng tu luyện rồi đi mất chán muốn chết chính nam bất đắc dĩ nói chờ em tiếp quản cả một tông môn lớn như vậy thì em sẽ hiểu được áp lực của bà thôi Có những chuyện tính toán và thủ đoạn là không có tác dụng chỉ có thể dùng tu vi để nói chuyện với nhau nguyệt vịnh ngang bướng nói dù cho như vậy thì em trở về cũng có giúp được gì đâu để em ở đây với anh và mọi người em cảm thấy mình còn tiến bộ nhanh hơn. Chính Nam thở dài nói, "Được rồi, anh biết rồi." Cầm lấy đưa cho Nguyệt Nhi trưởng lão, nói là giao tận tay cho Nguyệt Nga tông chủ, nói, hắn đưa cho Nguyệt Vịnh một chiếc hộp gỗ rất tinh xảo, được khóa kỹ càng. Nguyệt Vịnh tò mò hỏi, "Đây là cái gì? Khóa như vậy thật an toàn sao?" Chính Nam trợn mắt nói, "Nguyệt Linh thủy, hòa nó vào nước tắm mỗi ngày sẽ tăng độ đậm huyết mạch lên." ngoài ra còn dưỡng da, giữ dáng, nhiều công dụng khác nữa. Nguyệt Vịnh mắt sáng lên nói, tốt như vậy sao? Em cũng muốn a. À. chính nam lại gõ đầu cô, nói, không có, một bình này là hết rồi. Anh dùng nó đổi lấy em từ mẹ em đấy, muốn dùng thì cùng gì trở về tà Nguyệt Tông dùng. Mà anh nói trước, em dùng thứ này sớm sẽ thúc đẩy huyết mạch em phát triển nhanh hơn, đến lúc đó thiên kiếp sẽ không đơn giản đâu. Nguyệt Vịnh nghe không lọt lời chính nam mà ôm đầu, đỏ mặt nghĩ anh ấy là dùng thứ này hối lộ mẹ mình sao nhìn một mặt phát xuân nguyệt vịnh chính nam giờ khóc giờ cười quát anh nói em có nghe hay không a à? bên trong hộp có sẵn hướng dẫn sử dụng rồi không có tầng hai nguyệt thần huyết mạch sẽ không mở được cái hộp này nên em yên tâm đi chỉ cần gì em không làm mất là được nguyệt vịnh giật mình gật đầu lia lịa nói em biết rồi em sẽ căn dặn gì em cẩn thận thế nhưng trong lòng cô vẫn là đang oai oai lời chính nam nói có sẵn cả hướng dẫn sử dụng không phải là anh ấy chuẩn bị món quà này cho mẹ mình từ lâu rồi chứ ây ra nguyệt vịnh không biết rằng chính nam cũng đang tò mò về nguồn gốc của nguyệt linh thủy này trang cái gọi là nguyệt linh thủy thật ra là gì thế đừng nói với tôi là nước lấy từ mặt trăng nó cũng là một cái hành tinh mà thôi trang phú bà ấp úng khụ khụ đây thật ra là nước giếng của nguyệt thần a đúng vậy vì lâu ngày ở gần nguyệt thần nên nhiễm khí thức của nguyệt thần á chính nam mộng bức cmn một bình nước giếng có chút xíu mà bán tận không thượng phẩm linh thạch Tôi muốn trả hàng, refund gấp Hàng miễn đổi trả, không bảo hành Hắc qua hắc, alo, 113 phải không ạ à? Ở đây có người bán hàng lừa đảo Chính nam cùng trang phú bà nhà rãnh Không biết rằng ở nơi xa xôi nào đó Nguyệt thần, Nguyệt cơ đang tự hỏi Nước tắm hôm nay giống như vơi mất một ít ha Ba ngày sau, tào Nguyệt Tông nhị trường lão Nguyệt Nhi mang theo hai đệ tử tinh anh hội họp cùng tam trưởng lão lương ngọc sau một ngày nghỉ ngơi tối nay toàn bộ đoàn người tào nguyệt tông sẽ lên đường trở về chấm 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 thanh vân tông nghị sự điện chính nam nói tối nay đoàn người tào nguyệt tông sẽ rời khỏi hà thành để trở về cho nên tôi muốn tập trung mọi người lại để thông báo tối nay ai sẽ tham gia nhiệm vụ này mọi người giữ im lặng tuyệt đối chờ chính nam nói tiếp trước hết là giáp và ất ở lại nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm có thể sẽ có Lý Sương đại chiến nổ ra, hai người vẫn là không nên tới. Tiếp theo là Lam đại trưởng lão cũng ở lại, Thanh Vân Tông cần có một người tỏa chấn. Bởi vì Bính đã về hội họp với người của Tà Nguyệt Tông nên nhiệm vụ lần này sẽ do tôi, Hắc, Bạch và Hổ bốn người đi cùng cô ấy. Lam Phụng và Vũ Vân ỉu xìu, mặc dù muốn đi nhưng hai người vẫn là biết thân biết phận mà không cần quấy, ngang bướng. Sau khi bàn thêm các chi tiết nhỏ khác, chính Nam và ba vị phú bà xuất phát sợ rằng đoạn đường này không yên bình, chính Nam còn cố ý chế tác một số loại phù triện để trong tình huống khẩn cấp có thể mang ra cứu mạng. Nhiệm vụ hộ tống lần này chính Nam chỉ cần đi theo đoàn người Tà Nguyệt Tông nửa chặng đường, đảm bảo họ sẽ không lọt vào tập kích của Dương Quang cũng như đám đầu trâu mặt ngựa thèm thuồng đan dược trong tay Nguyệt Nhi trưởng lão. Nửa đoạn đường còn lại đã là địa bàn quản hạt của Tà Nguyệt Tông, nếu có người có can đảm chặn đánh em gái và con gái Nguyệt Nga Tông Chủ, vậy thì chính Nam chỉ có thể giơ ngón tay cái rồi chấm chấm chấm, chính nam bay trên trời nhìn xuống đoàn người tàu nguyệt tông bên dưới. Năm người cưỡi năm con ngựa A, mặc dù mệt mỏi nhưng có thể chọn đường tắt mà đi, giảm được gần một nửa thời gian. Ngoài ra còn có thể dễ dàng tàn nhau ra chạy trốn nếu tình huống quá bất lợi. Chính nam gật đầu đồng ý, bình thường phụ nữ là phải cần đảm bảo dinh dưỡng, ăn ngủ đầy đủ, tắm rửa thường xuyên, thế nhưng những lúc sinh tử tồn vong thế này, tất cả phải gác qua một bên ưu tiên mạng sống. 4 giờ sáng, sau gần 6 tiếng liên tiếp phi ngựa, Nguyệt Nhi trưởng lão ra hiệu cho đoàn người dừng lại nghỉ ngơi, để ngựa uống nước. Nếu tôi là Dương Quang và tôi muốn phục kích người của Tà Nguyệt Tông thì khoảng thời gian từ 5 giờ trở đi sẽ là khoảng thời gian khả thi, vì lúc đó mặt trăng đã lặn và mặt trời bắt đầu ló dạng rồi. Nên mọi người nghỉ ngơi lần này rồi đề cao cảnh giác, có thể đoạn đường tiếp theo sẽ không yên bình. Mọi người ăn uống nghỉ ngơi tại chỗ không ồn ào, không đốt lửa đối với người của tà Nguyệt Tông mà nói, đêm mới là khoảng thời gian họ tỉnh táo nhất. Nguyệt Vịnh thỉnh thoảng nhìn lên trời mỉm cười, cô biết chính Nam vẫn đang ở đâu đó trên kia giúp cô cảnh giác từ rất xa, nên suốt đoạn đường này cô không có gánh nặng chút nào, chỉ có chút tiếc nuối là không được cùng mọi người bay lượn, ngắm trăng mà thôi. Nguyệt Nhi trưởng lão để ý Nguyệt Vịnh cứ thỉnh thoảng nhìn bầu trời mỉm cười, bà còn cho rằng cô là ngắm trăng cười nên lại gần trò chuyện, trăng sáng như vậy, hẳn là không có ai đôi mù mà tập kích chúng ta đâu nhỉ Nguyệt Vịnh gật đầu đúng vậy không ai có thể tập kích chúng ta được khi mà anh ấy còn ở trên đó thấy Nguyệt Vịnh tự tin như vậy Nguyệt Nhi Trường Lão rất hài lòng bà lại hỏi đoạn thời gian trước cháu làm gì mà bật vô âm tín vậy nghe được tin Dương Khang chết cả dì và mẹ cháu đều rất lo lắng a may là còn có thư của cháu về báo bình an Nguyệt Vịnh liếc mắt nói mẹ cháu sẽ lo lắng cho cháu là lo lắng như một người mẹ, hay lo lắng với vị trí là tà Nguyệt Tông Tông Chủ. Nguyệt Nhi trưởng lão cười khổ, đối với tính tình của chị mình bà là người biết rõ nhất. Có thể trong lòng thật lo lắng cho con gái thì chị của bà cũng không bao giờ nói ra. Hai dì cháu yên lặng ngắm trăng một lát, Nguyệt Nhi trưởng lão đứng dậy nói, chúng ta tiếp tục lên đường, trước khi trời sáng phải cố gắng tìm được thành trấn nào đó để nghỉ ngơi mới được. Đoàn người lại tiếp tục lên đường, toàn bộ thời gian nghỉ ngơi chưa tới 5 phút chính nam bay trên bầu trời, ngước mắt về phía đằng đông. Mặt trời, lên rồi a à. chương 127, Lạc Nguyệt Giản, 6 giờ 30 phút sáng, một thanh phi tiêu không biết từ đâu bay tới, cắm xuống mặt đất trước mặt Nguyệt Nhi trưởng lão khiến đoàn người tà Nguyệt Tông nháo nhào cảnh giới. Nguyệt Nhi trưởng lão nhìn về phía phi tiêu bay tới, chỉ thấy một bóng áo đen mây đỏ dần tan biến vào không khí đang nhìn về phía bên này. Người của Akasuki, đây là muốn cảnh báo chúng ta sao, nói, bà xuống ngựa nhặt phi tiêu lên xem xét. Ở đuôi phi tiêu có cột theo một mảnh giấy, viết, phía trước 10 km có một chấn nhỏ, nước bên trong đều bị người động tay chân. Ngoài ra còn có ba lý xương kỳ là Dương Quang và hai tên rong binh phục kích. Nguyệt Vịnh lại gần hỏi, gì, có chuyện gì sao? Nguyệt Nhi trưởng lão đưa tờ giấy cho Nguyệt Vịnh rồi nói, cháu xem đi. Chúng ta nên làm gì? Nguyệt Vịnh xem xong thẳng thắn nói, đi vòng qua, không biết đây là thật hay giả chúng ta cũng phải vòng qua nguyệt nhi trưởng lão ánh mắt thường thức hỏi vì sao nếu lỡ là giả thì đi đường vòng sẽ tốn nhiều thời gian và thể lực hơn chứ nguyệt vịnh nhún vai nói nếu lỡ là thật thì chúng ta sẽ tốn mạng a à? nhiệm vụ có thể thất bại nhưng mạng nhất định phải còn cô nói lại chính xác những gì chính nam đã nói với cô nguyệt nhi trưởng lão cười hài lòng nói được vậy thì đi vòng bà rất vừa ý với biểu hiện của nguyệt vịnh ngày hôm nay phía trên bầu trời, Ngọc Ngân Phú bà nói, anh không định nói với họ về gian tế sao. Chính Nam lắc đầu đáp, không cần, tin là bính biết nhưng cô ấy còn muốn tương kế tựu kế, hắn đưa mắt nhìn xuống một người cứ một khoảng thời gian lại để lại ký hiệu, thì thầm nói ăn cháo đá bát, loại người này nên chết. Chấm chấm chấm, đột nhiên được lệnh đổi hướng từ nhị trường lão khiến mọi người khá khó hiểu nhưng cũng không nghi vấn nhiều, ai cũng biết chuyến đi này nguy hiểm như thế nào, nếu đi vòng có thể đảm bảo an toàn thì không ai tiếc một chút công sức này hơn là tiếc mạng. Đến lúc trời sáng rõ thì đoàn người Tà Nguyệt Tông đã đi được nửa đường vòng qua địa điểm chính Nam phát hiện có tập kích, đoạn đường vòng này sẽ làm họ tốn thêm mấy tiếng so với đi thẳng. Nguyệt Vĩnh thúc ngựa chạy lên song song với Nguyệt Nhi trưởng lão rồi nhỏ giọng nói, gì nói chúng ta nên xử lý người kia như thế nào. Nguyệt Nhi trưởng lão híp mắt đáp, dì và mẹ cháu đã bàn với nhau về kế hoạch rút lui, nếu không có gì sai lầm thì chỉ cần trưa ngày mai mẹ cháu sẽ đích thân đến đón chúng ta. Nguyệt Vịnh gật đầu đáp, trưa mai sao? Vậy chúng ta vẫn còn một ngày rưỡi nữa phải duy trì cảnh giác và tiếp tục diễn kịch. Bởi vì biết được đội hình đối phương có tới ba lý xương kỳ nên phía tàu Nguyệt Tông không dám chậm trễ mà cứ vậy đi liên tục không ngừng. Tới lúc mặt trời gần lặn họ mới tới được một tòa thành chỉ gọi quang thành. Vừa qua được cổng thành, Nguyệt Vịnh và Nguyệt Nhi trưởng lão đều thở phào một hơi coi như an toàn, ngày mai chỉ cần nửa ngày nữa là ổn, Nguyệt Vịnh lại ngước lên bầu trời mỉm cười. Không giống với thành chỉ biên giới trung lập như Hà Thành, Quang Thành được Thiên Đạo Tông sắc phong và quản lý, trong thành thậm chí có độ kiếp kỳ ngoại môn quản sự của Thiên Đạo Tông tỏa trấn để đảm bảo những luật lệ như cấm bay, cấm tư đấu được duy trì. Nhìn thấy đoàn người Tà Nguyệt Tông vào thành an toàn, chính Nam nói, tối nay chúng ta ở ngoài thành nghỉ ngơi, anh không muốn bị một độ kiếp kỳ nhìn chằm chằm cử động của mình. Ba vị phú bà cũng đồng ý với quyết định của chính Nam, dù sao lợi thế có thể bay của họ hoàn toàn không tồn tại đối với độ kiếp kỳ, chưa tính tới việc họ chưa muốn lọt vào tầm ngắm của thiên đạo Tông sớm như vậy. Một buổi tối yên bình trôi qua, chính Nam tỏ ra rất tiếc điểm nhiệm vụ hàng ngày nhưng bị người khác nhìn chằm chằm, hắn cũng không thèm thường tới mức lôi ngọc ngân phú bà đi giã chiến giã ngoại A, à, mặc dù nghĩ lại thì thật sự rất kích thích. Chấm chấm chấm, trời sáng, đoàn người tào Nguyệt Tông bắt đầu lên đường chỉ cần đi theo đường lớn thêm nửa ngày nữa sẽ tới Nguyệt Thành. Đây là tòa thành thuộc quyền quản lý trực tiếp của Tào Nguyệt Tông, coi như đã có thể tuyên bố chuyến đi thành công. Thế nhưng trước đó họ còn phải đi qua một nơi có địa thế khá là hiểm trở, đây khả năng sẽ là nơi xảy ra đại chiến. Chính Nam Cao Mày nói bạch. Em dùng tốc độ cao nhất chạy tới Nguyệt Thành thông báo cho người quản sự của Tào Nguyệt Tông tình hình ở đây, cầm lấy cái này làm tín vật, nói, hắn đưa cho Ngọc Ngân Phú bà một thứ giống như là kẹp tóc. Ngọc Ngân Phú bà liếc chính nam một cái rồi gật đầu bay đi. Tù Anh Phú bà giọng sạc mùi giấm hỏi, đó không phải là kẹp tóc của Bính A, thân nhau như vậy. Tín vật cũng trao rồi. Chính nam liếc xéo cô nói, Bính mới đổi một cái mới nên đưa cái này cho anh để làm tín vật với mẹ cô ấy thôi. Nếu không em đưa cho anh kẹp tóc của em, anh sẽ rất vui vẻ nhận lấy A. Tù Anh Phú bà trường mắt hắn, anh nghĩ hay lắm. Ai mà thèm, cô lập tức nghẹn lời khi thấy vũ tuyết phú bà đã, Thật thà, đưa cho chính Nam kẹp tóc của cô. Hừ lạnh một tiếng, tú anh phú bà cũng không chịu thua kém. Cô đưa cho chính Nam thiếp thân ngọc bội của mình, không quên căn dặn hắn, anh dám làm mất em sẽ giết anh. Dùng con mắt dám bảo của chính Nam cũng nhìn không ra đây là từ cái gì làm thành. Hắn gật gù đáp, tất nhiên A, à, A hát sẽ xem cả hai như bảo bối để cất giữ, hắc hắc. Trên trời ba người dỡn thành một đoàn trong khi đó bên dưới lâm vào bầu không khí nặng nề khi phía trước đoàn người tà nguyệt tông là một vách núi cao dựng đứng bị cắt ra làm đôi để lại ở giữa một lối đi lạc nguyệt giản tương truyền từ không biết bao lâu về trước có một người thân mang nguyệt thần huyết mạch cùng người khác chiến đấu ở đây trận chiến ấy đánh được long trời lở đất thiên hôn địa ám thậm chí vách núi phía trước cũng là bị người mang nguyệt thần huyết mạch kia sử dụng lạc nguyệt kích cắt thành hai nửa như vậy đây cũng là lý do vì sao Nguyệt Thành được xây dựng phía sau lạc Nguyệt giản bởi vì theo đúng kế hoạch là từ tối hôm qua bọn họ đã có thể tới nơi này nhưng phải đi đường vòng nên chậm trễ mất nửa ngày Nguyệt Nhi Trường Lão quyết định hạ trại nghỉ ngơi chờ trời tối mới vượt qua lạc Nguyệt giản trại dựng xong trong lều Nguyệt Nhi Trường Lão và Nguyệt Vịnh ngồi chung với nhau thì thầm gì đó bỗng nhiên lại một thanh phi tiêu bay từ bên ngoài vào cắm trên bàn phía sau còn cột một tờ giấy hai người liếc nhau rồi Nguyệt Nhi Trường Lão mở ra xem bên trong viết đã cho người đi thông báo Nguyệt Nga Tông chủ chậm nhất ba giờ nữa bà ấy sẽ đến Nguyệt Nhi trưởng lão vui mừng nở nụ cười đưa tờ giấy cho Nguyệt Vịnh nói không biết vì sao Akasuki phải giúp chúng ta nhưng thật sự đây là tin tức nhẹ nhõm nhất mà gì được nghe mấy ngày gần đây Nguyệt Vịnh cũng nở nụ cười đúng vậy không đúng tại sao anh ấy lại nói chậm nhất ba giờ mẹ sẽ đến chẳng lẽ là ầm 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 trời lòng đất lờ tiếng nổ liên tục vang lên cùng với chấn động và ánh lửa. Tiếp theo là tiếng cười càn rỡ của Dương Quang, ha ha, ta nguyệt tông mấy con gà mái mẹ, ngày hôm nay là nguyệt sản sẽ là mồ chôn của chúng mày, để tao xem nguyệt thần của chúng mày có tới giúp chúng mày được không? Nguyệt Nhi trường lão và Nguyệt Vịnh liếc nhau trong mắt đầy lo lắng. Cuối cùng hai người cũng đã hiểu được thông báo kia không phải là chúc mừng, mà là muốn nói cầm cự ba giờ mới có viện binh. Bên ngoài, Dương Quang và hai người trùm kín mít đứng chung chỗ chỗ, phía sau là mấy chục người cầm theo vũ khí. Thấy Nguyệt Nhi trưởng lão và Nguyệt Vĩnh xuất hiện, dương quang ánh mắt dâm tà, miệng liên tục phun phân nói, ồ, cá lớn xuất hiện rồi a à? Mọi người, thấy đệ tử Tào Nguyệt Tông thế nào? Có phải đều là quốc sắc thiên hương, vạn dặm mới có một mỹ nữ không? Hôm nay chỉ cần đánh thắng trận này, tất cả tiền tài, mỹ nữ mọi người đều có, ha ha. Ai cũng có phần, thay nhau hưởng dụng một người thân là cao cao tại thượng tàu Nguyệt Tông nhị trưởng lão, người còn lại là đương đại tuyệt đỉnh thiên tài, bị trêu chọc dâm tục như vậy khiến Nguyệt Nhi trưởng lão và Nguyệt Vịnh đều nghiến răng nghiến lợi. Nguyệt Nhi trưởng lão căm tức nói, Dương Quang, mày đường đường cửu dương các nhị trưởng lão, lại cấu kết đám ô hợp này làm việc xấu. Còn đây là ai, che che giấu giấu, không phải là số danh lan xa huyền hoàng nhị lão sao? Làm việc xấu nhiều ra ngoài không dám gặp người. Chương 128, hỏa long thuật phát uy. Vừa nghe được hai người thần bí kia là huyền hoàng nhị lão, mấy chục người phía sau đều lùi lại hai bước. Không có cách, hai người này nổi danh dùng độc, thậm chí đã từng vì, lỡ tay, mà độc chết cả một cái chấn nhỏ mấy ngàn người. Bị người nhận ra, huyền hoàng nhị lão cũng không che giấu nữa mà lật ra mũ trùm đầu. Huyền lão là anh, khuôn mặt gầy gò, làn da vàng như nghệ, đôi mắt hõm sâu, tóc chỉ có loe ngoe mấy sợi, nhìn giống như sắp chết tới nơi nhưng là cái hàng thật giá thật lý xương sơ kỳ. Hắn cười the the nói, Nguyệt Nhi trưởng lão A, ngài tuổi cũng không ít hơn tôi, thế nhưng mà dung nhan như gái 20 vậy. Người khác không biết sẽ tưởng là ngài trẻ đẹp, nhưng mà thân là một cái mấy trăm tuổi lão yêu bà, ngài không nên ra ngoài lừa gạt trai trẻ như mấy người đằng sau tôi đâu. Đó mới là chuyện xấu, mày nói ai là lão yêu bà, con chó này, hôm nay mày chết chắc rồi. Nguyệt Nhi trường lão lập tức xù lông, có vẻ như tuổi tác và dung nhan là kẽ hở lớn trong lòng bà. Nguyệt Vịnh vội vàng ôm lấy gì của mình, nhỏ giọng nói, gì đừng bị họ khích tướng A, chỉ cần chúng ta đấu võ mồm với họ ba tiếng, chờ mẹ tới thì không ai có thể thoát được hết. Nguyệt Nhi trường lão hít sâu mấy hơi, ổn định tâm tình rồi nở nụ cười xinh đẹp. Ha ha, tao có như thế nào thì ít nhất tao đứng ở đây không làm gì cũng có người vì ngưỡng mộ danh tiếng và nhan sắc tao mà tới. Tu luyện là để trường thọ và tự làm chủ vận mệnh mình, nhưng mà với cái vận mệnh xấu mặt dẹp như hai đứa chúng mày thì có muốn chết Diêm Vương cũng không dám tu nữa. Đồ cái thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tao nghĩ là hai đứa chúng mày không cần tu luyện vẫn trường thọ thôi. Nói không phải khen chứ tên của chúng mày còn làm trẻ sơ sinh nín khóc, người nghe người chạy a, à, cứ nhìn đám người đằng sau thì thấy rõ nhất. Ôi, có người không nhịn được mùi của chúng mày đã bắt đầu nôn mửa rồi kia kia đáng thương, tao đứng tận đây còn phải phong bế khư giác để khỏi bị hai đứa chúng mày hôn chết, mấy người kia hẳn là cũng phải có người muốn chết rồi á. Tê Dương Quang, mày dám nói với tao là mày không phong bế khư giác không? Hắc ha ha, Nguyệt Vịnh nín cười không nổi mà phì ra thành tiếng. Người khác có thể không biết chữ bà gì này của cô, cô biết rõ, độc mồm độc miệng thì mấy thím ngoài chợ phải gọi bằng sư phụ. Phía bên kia Dương Quang sắc mặt lúng túng, hắn quả thật phải phong bế khưu giác, thậm chí vị giác cũng phong bế bởi vì aura của huyền hoàng nhị lão quả thật có chút, khó tiếp thu. Huyền hoàng nhị lão nghiến răng nghiến lợi, mặt đen như đáy nồi. Xấu không phải là hai người sinh ra đã như vậy, nhưng do tu luyện độc công cần thời gian dài tiếp xúc với độc trùng, độc thảo khiến hai người càng ngày càng giống quỷ hơn. Thế nhưng không ai muốn bị người khác vạch trần khuyết điểm A, nhất là ở đây có tới cả trăm con mắt đang nhìn. Hừ, đúng là cái lão yêu bà, sống lâu thành tinh, độc công của tao cũng không độc bằng miệng mày huyền lão coi như nhận thua nói nhiều vô dụng hôm nay được dương quang nhị trưởng lão mời anh em tao quyết định xuống núi dậy cho tào nguyệt tông đám gà mái chúng mày một bài học để coi đến lúc nằm dưới háng tao mày còn nói được nhiều như vậy không hay là chỉ lo thở ha ha hoàng lão nhan sắc cũng không kém anh mình bị nói động tới tự ái liền muốn ra tay đánh người dương quang cũng không muốn nhiều lời nơi này cách nguyệt thành không phải là rất xa nếu bất thình lình Nguyệt Nga Tông Chủ chạy tới đây thì hắn cũng không còn mạng để về, nói gì tới đan dược và gái gú. Bà lão già liếc nhau một cái rồi lớn tiếng la lớn, xông lên, bắt lấy đám tà Nguyệt Tông gà mái kia, ai bắt được là của người ấy. Nguyệt Nhi trưởng lão cũng la lớn, bày trận, chuẩn bị chiến đấu. Nguyệt Vịnh vẻ mặt đầy lo lắng, ba cái lý xương kỳ đã khó làm, không ngờ Dương Quang còn kiếm ở đâu tới một đám ô hợp mấy chục người, quả thực là cho căn áo rách. Ơ... Ừ. Tưởng ai tụ tập ở đây bắt nạt phụ nữ, thì ra là người quen. Dương Quang a, à, mày đúng là càng sống càng trở về. Một giọng nói trẻ trung mang theo đầy khinh thường và châm chọc vang lên, đồng thời một bóng người mang áo đen, mây đỏ hiện thân trên bầu trời, hai tay liên tục làm kỳ quái ấn pháp. Hỏa độn hỏa long thuật, chính nam dồn hết một nửa chân khí của mình thổi ra một con hỏa long cực lớn. Hỏa long bay thẳng về phía đám đông đang lao tới đoàn người Tà Nguyệt tông là có hình thù rõ ràng Hỏa Long, không phải là ví von. Bản thân Hỏa Độn Hỏa Long thuật chỉ là một cách chơi chữ, chứ trong Naruto chưa có ai từng thấy qua rồng a, làm sao biết rồng như thế nào được. Nhưng chính Nam thì khác, hắn không chỉ thấy qua rồng, còn đánh qua, thậm chí còn đang nuôi dưỡng một con đây, cho nên Hỏa Độn Hỏa Long thuật từ tay chính Nam phát ra mới chân chính toát ra được cái thân và cái thần của Hỏa Long mặc dù có đánh lén hiểm nghi nhưng không thể phủ nhận một đòn hỏa độn hỏa long thuật này của chính nam có tính chân nhiếp rất lớn, bởi vì khi lửa tàn đi, đám ô hợp kia đã trụi mất một mảng lớn, người chết không la hét, không đau đớn và không còn vết tích. Tù Anh Phú Bà, Vũ Tuyết Phú Bà, Nguyệt Vinh, Dương Quang, hai bên đám người đều há hốc mồm. Thủ đoạn giết người này cũng quá tàn bạo chứ, không phải là chết không toàn thây mà là chân chân chính chính chết không còn thây. Nguyệt Vịnh nuốt ngụm nước miếng nói thầm, hôm đó nếu từ trong sương mù anh ấy làm một chiêu này. Chính Nam đứng dậy vỗ vỗ cho bụi trên người, cười nói, Dương Quang trưởng lão, lâu rồi không gặp, mày vẫn là vô lại như ngày nào. Mấy chục người đàn ông hợp nhau khi dễ mấy người phụ nữ ở đây, ngày đó làm sao vợ mày lại chịu cưới mày a? À? cái thứ không biết tôn trọng phụ nữ. Không phải là mày bỏ thuốc rồi ép bà ấy gạo nấu thành cơm chứ. Mà tao nghĩ có khi thật là như vậy cũng nên, dù sao, Bản của mày cũng là chuyên gia dùng mấy thủ đoạn như vậy mà, đúng không? Nhìn thấy kẻ thù của mình xuất hiện phá kế hoạch của mình, còn liên tục xỉ vào hắn, Dương Quang mặt đỏ bừng, không nói một lời liền xông lên tấn công Chính Nam. Chính Nam lập tức bay lên trời, cười nói, lần trước không phải tao đã nói rồi sao, muốn đánh tao thì mày phải biết bay đã, ha ha. Dương Quang nghiến răng nghiến lợi nói, mày có giỏi cứ ở trên đó, chờ tao giết hết đám gà mái này sẽ tới tìm mày, nói. Hắn lại dẫn đầu đám người tấn công cả Nguyệt tông đoàn người. Chính Nam cười nói, muốn ỉ mạnh hiếp yếu, tao cũng không sợ mày a. À. Từ trên bầu trời một chiếc thuyền bay chậm rãi hiện ra trước mặt mọi người. Nguyệt Vịnh vẻ mặt sung sướng nói, anh ấy mang cả khởi nguyên chiến hạm tới, lần này được cứu rồi. Nguyệt Nhi trưởng lão há hốc mồm nhìn cái thuyền bay khổng lồ đang dần hiện hình, lắp bắp nói, đó, đó là cái gì? Thuyền, thuyền có thể bay, bay được sao? Nguyệt Vĩnh kéo tay Nguyệt Nhi trường lão rồi la lớn, mọi người chạy mau, chạy ra khỏi tầm bắn của nó, nhanh lên. Phía bên đối diện, mọi người đều ngơ ngác nhìn không rời mắt cả, tòa thành, bay trên trời hiện hình, chỉ có Dương Quang và Huyền Hoàng Nhị lão tu vi cao hơn nghe được Nguyệt Vĩnh la hét. Ba người nhìn nhau rồi quay đầu chạy thật nhanh, nhớ tới mấy ngày trước hai tông môn trong một đêm bị người san bằng, Dương Quang chỉ hận không có thêm hai cái chân để chạy được nhanh hơn. Chiếu, bùm, ầm, ầm, ầm ừ, một cột sáng từ khởi nguyên chiến hạm chiếu xuống phía đám người đang ngơ ngác nhìn sau đó liên tiếp tiếng nổ kinh thiên động địa lần này chính nam chỉ sử dụng một không trung phẩm linh thạch làm đạn để mở linh pháo nên cũng không quá đau lòng nhưng mà hắn đang bị ba vị phú bà nhìn chằm chằm chất vấn anh mang theo khởi nguyên chiến hạm còn dám bắt mọi người qua đêm dã ngoại bay mấy ngày đêm như vậy làm chiến từ trong phòng điều khiển thò đầu ra giải cứu chính nam không phải như vậy đâu ba vị thần sứ không đại nhân vừa hồi nãy mới bóp vỡ truyền tin phù ra lệnh cho thuộc hạ điều khiển khởi nguyên chiến hạm tới chính nam gật đầu nói ban đầu anh cũng không muốn sử dụng nó nhưng nhìn thấy huyền hoàng nhị lão thì anh biết chuyện này ngoài tầm kiểm soát rồi cho nên mới phải mang khởi nguyên chiến hạm tới a à. thứ này bay một lần cũng hao không ít linh thạch anh cũng không phải như hắc vô thường nói giàu như vậy đâu ba vị phú bà trừng mắt chính nam một cái rồi tha cho hắn để hắn âm thầm cho lam chiến một ngón tay cái khích lệ Lam Chiến không biết hành động đó có ý gì nhưng cảm thấy đặc biệt tốt. Chính Nam và ba vị phú bà lại bay xuống xem xét hiện trường, chỉ thấy một cái hố to bên trong toàn là tàn chi, nội tạng và mùi thịt cháy khét trong không khí. Hắn cằn nhằn với Trang phú bà Trang, không có loại nào giống tia gamma hay phản vật chất sao, thật sự khó chịu. ụ. Trang phú bà xù lông đáp, được voi đòi tiên đúng không? Muốn súng gamma hay bom phản vật chất thì sang chuyện khoa huyễn độc, đây là chuyện huyền huyễn, đừng mong có mấy thứ như vậy xuất hiện. chương 129, Hổ, Sói và Thợ Săn một Chính Nam lập tức ngậm miệng, người khác hắn có thể cãi, nhưng trang phú bà thì không. Gác qua chuyện trong lòng, chính Nam ánh mắt hài hước nhìn Dương Quang nói, này Dương Quang trưởng lão, có muốn thử một pháo hay không? Đối với mày thì tao đảm bảo là sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ không phải mất tay mất chân gì cả. Tao sẽ thổi mày tan thành bụi luôn. Dương Quang sợ hãi, thực sự sợ hãi nhớ tới lần hắc lang chạy bị thứ gì đó thổi một hơi biến thành cái lòng chảo dương quang cuối cùng cũng hiểu được vì sao Akatsuki không dùng thứ này giết hắn trong hà thành không phải bởi vì sợ liên lụy người bình thường mà là lo lắng lộ nó ra ngoài phải chạy khỏi đây phải báo cho đại ca về thứ này không thể để akasuki mang nó tới cửu dương cắt được hắn đã sinh ra thoái ý đúng lúc này huyền lão nói dương quang không phải mày nói chỉ có tà nguyệt tông sao ở đâu ra tên ma quỷ này lần này hai ông bị mày lừa thảm rồi, nói, hắn và Hoàng Lão quay đầu chạy thật nhanh, không muốn ở đây thêm một giây nào. Dương Quang cũng muốn chạy, nhưng không biết từ lúc nào đã bị Nguyệt Nhi trưởng Lão chặn phía sau, chỉ có thể lắp bắp nói, mày, mày và Tào Nguyệt Tông quan hệ, quan hệ như thế nào? Tại sao, tại sao năm lần bảy lượt phải giúp Tào Nguyệt Tông, đối đầu, đối đầu với tao và cửu Dương Các? Hỏi rất hay, chính Nam rất rộng lượng khen Dương Quang một câu, rồi liếc mắt qua Ngọc Nhi trưởng lão sau lưng hắn, giọng hài hước. Tao tất nhiên sẽ ưu tiên giúp đỡ một môn phái toàn những cô gái đẹp a, à? không lẽ sẽ giúp một bang toàn mấy thằng được dựa chúng mày. Lại nói, tao cảm thấy rất vừa mắt, tao nguyệt, nguyệt vị nga, có khi, ai ra. Chính nam đang muốn tiếp tục nói nhảm nhưng hai bên hông bị hai bàn tay ngọc ngà xoắn vào thịt cho có chút thở không nổi. Bên cạnh hắn, tù anh phú bà và ngọc ngân phú bà ánh mắt đầu phát ra tia sáng lạnh đang lúc dương quang mặt như ăn khổ qua còn nguyệt vịnh mặt đã đỏ thành trái cà, trong không khí bỗng vang lên tiếng nói lạnh lẽo như gần như xa, ồ, nếu không thần sứ cảm thấy có hứng thú với tiểu vịnh, vậy mời ngài tới nguyệt thành làm khách có được hay không? Bịch, bịch, huyền hoàng nhị lão bị người ném như hai bao giáp trước mặt dương quang, đều đã tắt thở mà trên mắt còn chưa hết kinh hoàng. Cùng lúc đó, một bóng người toàn thân đồ trắng như tuyết, vẻ mặt lạnh lùng. Dung nhan có tới bảy phần tương tự Nguyệt Vịnh nhưng đôi mắt đã bị thời gian in lên dấu vết, chậm rãi từ trên trời hạ xuống bên cạnh Nguyệt Vịnh. Nguyệt Vịnh vui mừng nói, mẹ, sao mẹ tới nhanh như vậy a? À? Nguyệt Nga, ta Nguyệt Tông Tông Chủ, độ kiếp trung kỳ đại cao thủ, mẹ của bính hộ Pháp Nguyệt Vịnh. Bà vẻ mặt giống như vạn năm hàn băng vậy, thậm chí gặp lại đã rất lâu mới gặp đứa con gái duy nhất cũng không khiến bà cười được một cái. Chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Nguyệt Vịnh rồi quay qua chính nam nói, nhờ không thần sư báo tin nên mẹ mới tới đây kịp lúc, cũng kịp nhìn thấy thứ khổng lồ trên kia chiếu một tia sáng xuống biến cả một đám người thành không khí a không thần sứ ngài thấy đề nghị của tôi thế nào vừa rồi lúc tú anh phú bà và ngọc ngân phú bà nhéo hông hắn chính nam cũng biết nguyệt nga tông chủ tới rồi thế nhưng hắn cũng không ngờ là nhanh như vậy mà dung nhan của bà cũng làm cho hắn thật sự choáng ngợp mỹ nữ ngự tỷ loại hình a tới một bộ đồ vest vuông sở và cặp mắt kính chính nam hít sâu một hơi rồi ngâm một vầng trăng sáng, một nguyệt nga, cảnh vắng, đêm khuya, thế mới là, say đắm chi tình, chim biếng lượn, Hùng hùng tuyết tuyết, cợt đùa ta, cảm ơn ý tốt của nguyệt nga tông chủ, nhưng danh tiếng của Akasuki hiện tại không tốt, xuất hiện ở đây hôm nay đã khiến người ta nghi ngờ Tà nguyệt tông. Hẹn ngày hôm khác, chúng ta có thể hi tê tê tê, còn chưa nói hết câu chính nam lại hít vào một ngụm hơi lạnh, bởi vì lần này vũ tuyết phú bà cũng từ sau lưng xoắn thịt hắn. Đối diện, Tào Nguyệt Tông đám người một mặt thấy quỷ nhìn chính nam. Đáng thương chính nam, hắn không biết ở thế giới này ngâm thơ tặng phụ nữ là việc làm cực kỳ lẳng lơ. Bởi vì thi nhân hầu hết bị coi là ăn không ngồi rồi, dùng ba tắc lưỡi tán gái cho nên hành động vừa rồi của hắn không khác gì trước mắt mọi người công khai tán tỉnh Nguyệt Nga Tông Chủ. Đang lục Nguyệt Vịnh mặt đen như đáy nồi thì Nguyệt Nga Tông Chủ càng làm mọi người choáng váng khi lần đầu tiên sau mấy trăm năm bà nở nụ cười mặc dù chỉ là khẽ mỉm cười rồi thu lại nhưng ở đây toàn là hung ác hạng người làm gì có ai không thấy a à. bà lạnh nhạt nói cảm ơn bài thơ vừa rồi của không thần sứ tôi rất thích đám người há hốc mồm rơi xuống đất bị công khai tán tỉnh băng sơn mỹ nữ nguyệt nga độ kiếp trung kỳ đại cao thủ không chỉ không tức giận mà còn khẳng định là mình rất thích không không ổn không ổn rồi mọi người trong lòng gào thét đặc biệt là nguyệt vịnh cảm thấy không khí có chút, mập mờ, Nguyệt Nga Tông Chủ ngay lập tức lái qua hướng khác. Nếu không thần sứ cảm thấy không tiện thì tôi cũng không cưỡng ép, nhưng hôm nay ngài cứu tiểu vịnh và cao tầng của Tào Nguyệt Tông là sự thật không chối cãi được, cho nên hy vọng ngài cho tôi cơ hội chọn đạo làm chủ nhà. Có được hay không, chính Nam bất đắc dĩ nói cũng được, nếu ngài muốn nói chuyện thì mời lên trên thuyền. Còn nữa, mạng của Dương Quang tôi muốn, Nguyệt Nga Tông Chủ gật đầu nói, cái này đơn giản, nói, bà vung tay về phía dương quang, bắn ra một luồng nguyệt quang mà chính nam dùng hai đồng thuật của mình cũng không kịp nhìn thấy đó là cái gì. Không, không, tha, tha mạng, một đời anh danh cửu dương các nghị trường lão, ngay cả phản ứng cũng không có đã bị người đánh phế tứ chi, toái đan điền, nguyên anh vỡ tan, trở thành chân chân chính chính phế nhân. Chính nam tặc lưỡi, âm thầm sợ hãi sức mạnh của độ kiếp kỳ. Hắn cố giữ giọng bình tĩnh nói, mời, rồi nắm lấy dương quang bay lên khởi nguyên chiến hạm. Nguyệt Nga Tông Chủ quay về phía Nguyệt Nhi trưởng lão nói, ổn định tình hình, quét dọn chiến trường, chờ chị quay lại, nói, bà mang theo Nguyệt Vịnh bay lên. Đối với tính cách của chị mình Nguyệt Nhi trưởng lão cũng đã quen, nhưng mà như vậy cũng không ngăn được bà hâm mộ được lên, thuyền bay, tham quan A. À. Chấm chấm chấm, trong phòng điều khiển, chính nam để Lam Chiến mang theo Dương Quang tới nơi khác, còn lại bốn cao tầng Akatsuki, Nguyệt Nga Tông Chủ và Nguyệt Vịnh đối mặt nhau. Nguyệt Nga Tông Chủ liếc mắt qua bóng lưng Lam Chiến, trong lòng lật lên sóng lớn, Lý Sương viên mãn, pha trà, thậm chí còn không được ở đây nghe chuyện mà phải làm chân chảy. Ngoài mặt bà vẫn một bộ ngàn năm băng giá, không chút nghi ngại uống một ngụm trà, chậm rãi nói tin rằng không thần sứ đã sớm tính được tới ngày hôm nay. Như vậy, xin hỏi mục đích của ngài là gì? Hoặc là nói, ngài cần gì ở tôi, ở tà Nguyệt Tông? Chính Nam cười nói, Nguyệt Nga Tông chủ, để tôi kể cho ngài một câu chuyện. Ở cánh rừng nỏ có một con hổ và một con sói chia nhau con mồi nhiều năm. Con sói chỉ chủ trương kiếm đủ ăn cho mình và con của nó, nhưng con hổ muốn nhiều hơn thế, nó muốn tất cả đều phải là của mình. Vậy với vị thế là một người thợ săn, ngài nghĩ như thế nào?" Nguyệt Nga tông chủ hơi híp mắt, nói, "Mong muốn chỉ là mong muốn. Nếu cả sói và hổ đã có thể yên bình chia nhau con mồi nhiều năm, như vậy giữa cả hai đã có cân bằng nhất định." Trong tình huống này mà nói, thợ săn ngoại lai mới là thù Trung a Nguyệt Vịnh âm thầm lau mồ hôi, cô không hiểu vì sao mẹ cô phải như vậy. Ba vị phú bà cũng đã âm thầm tụ tập nguyên khí, đề phòng bất chắc. Chính Nam gõ gõ bàn, nếu như thợ săn chỉ cần hồ cốt, sau đó ông sẽ đổi nghề làm nông dân thì sao? Nguyệt Vịnh sợ hãi, động tác gõ bàn của chính Nam cô rất quen thuộc, đó là thói quen của hắn khi tính toán thứ gì đó rất, rất xấu cho những kẻ đối đầu. Cô kéo kéo tà áo mẹ mình dưới gầm bàn, vẻ mặt lo lắng. Nguyệt Nga Tông chủ mặt không đổi sắc nói, ồ, hổ bì, hổ chảo, hổ huyết đều không cần. Thợ săn có thể hào phóng như vậy sao? Chính Nam Ho khan nói, nếu có thể, tôi nghĩ là ông ấy có thể sẽ muốn lấy thêm. Hổ tiên A, Nguyệt Nga Tông chủ phì cười nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ lạnh lùng, nói, nhưng nếu chỉ như vậy thì tôi cảm thấy vẫn không công bằng cho sói, bởi vì ngoài bản thân nó ra nó còn con, còn tộc đàn nữa vừa mới thả lỏng vì thấy mẹ mình cười, Nguyệt Vịnh lại một lần nữa kéo căng tinh thần, trong lòng đang gào thét mẹ a à. Đừng làm con gái sợ hãi, mẹ không biết mình đang đi giày băng trên lửa đâu. Chính Nam híp mắt nói, vậy sao? Nhưng ngài đừng quên, thợ săn cũng có thể cùng hồ hợp tác đấy. Thơ mình siêu tầm trên, Google ạ, à, không phải tự sáng tác lau. mươi 130, hổ, sói và thợ săn hai Hai người nhìn nhau chằm chằm, không khí trở nên cực kỳ kìm nén. Nguyệt Nga Tông Chủ thì đang cố gắng đoán xem đôi mắt màu đỏ ma mị kia đang suy nghĩ gì, còn chính Nam thì đang dùng thiên nhãn nhìn độ thiện cảm của bà, may mắn là nó đang dừng lại ở con số 31 an toàn. Bỗng nhiên Nguyệt Nga Tông Chủ hỏi chính Nam một câu, không thần sứ, ngài thích nuôi chó không? Chính Nam không chút suy nghĩ, gật đầu nói, có câu, chó là bản thân nhất của người, chỉ có người không xứng với chó, chứ không có chó không xứng với người, cá nhân tôi cảm thấy rất tâm đắc với câu nói này. Nguyệt Nga tông chủ gật đầu nói, rất tốt, tôi muốn đi xem nơi này một chút, có thể không? Chính Nam cười gật đầu, tất nhiên có thể, tôi rất hân hạnh là người hướng dẫn cho ngài. Chính Nam đứng dậy dẫn Nguyệt Nga tông chủ đi tham quan Khởi Nguyên chiến hạo, để lại ba vị phú bà mặt đầy mộng bức cùng Nguyệt Vịnh mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Nguyệt Vịnh nhịn không được hỏi, mọi người, như vậy là đàm phán thành công hay không? lại nói tại sao đang nói chuyện sói hổ và thợ săn lại có chó xuất hiện nhỉ hay tôi bỏ sót chi tiết nào tu anh phú bà ánh mắt lấp lóe nói ra suy nghĩ của mình tôi nghĩ là thành công như mọi người đều hiểu anh ấy ví mình là thợ săn cửu dương các là hổ và tà nguyệt tông là sói còn chó tôi nghĩ chính là nói tới cô đó bính mọi người đều trầm tư chó là bản thân của thợ săn cũng là bản yếu hơn của sói nói như vậy cũng không sai a à. Vũ Tuyết Phú bà lên tiếng, nói như vậy, anh ấy là trực tiếp thừa nhận Bính là người của Akatsuki với Nguyệt Nga Tông Chủ rồi, có lỗ mãng quá hay không? Ngọc Ngân Phú bà nói, nếu như muốn hợp tác với nhau thì một chút tín nhiệm cơ bản là phải có A. Tu anh Phú bà nhìn chăm chăm Nguyệt Vịnh nói, thế nhưng nếu một ngày mẹ cô và anh ấy đứng ở hai bên chiến tuyến thì sao? Cô sẽ làm gì? Hoặc là nói, cô sẽ chọn bên nào, Bính? Nguyệt Vịnh sướng sờ chốc lát rồi nở nụ cười xinh đẹp nói, tôi sẽ dùng cái mạng này để xin anh ấy cho mẹ tôi được sống. Ngọc Ngân Phú bà trầm giọng nói, cô biết anh ấy sẽ không tổn thương cô. Nguyệt Vịnh liếc ba vị phú bà, khẽ nhún vai, nhưng ba người sẽ làm thay anh ấy a. À. Ba vị phú bà nhìn nhau, đúng lúc này chính Nam và Nguyệt Nga tông chủ trở lại. Cảm thấy bầu không khí có chút không đúng hắn tò mò hỏi, có chuyện gì không? Bốn người ăn ý với nhau lắc đầu. Nguyệt Nga Tông Chủ nói cảm ơn về chuyến tham quan này của không thần sứ. Tiểu Vịnh, chúng ta về thôi. Thấy Nguyệt Vịnh nhìn qua mình, chính Nam khẽ gật đầu. Mà này lọt hết vào mắt Nguyệt Nga Tông Chủ nhưng bà không nói gì, chỉ nắm tay Nguyệt Vịnh rồi bay xuống bên dưới. Nguyệt Nga Tông Chủ đi rồi, chính Nam mới vươn vai một cái, nói chúng ta trở về thôi. Làm đại trưởng lão, mở hết tốc lực trở về Thanh Vân Tông. Rõ, khởi nguyên chiến hạm chậm rãi quay đầu, bay lên cao rồi rất nhanh mất hút trong tầm nhìn đoàn người tào nguyệt tông. Nhanh và thần bí y như lúc nó xuất hiện vậy, có thể nói chính Nam đã rất thành công trong việc tạo ấn tượng tốt ban đầu đối với cả cao tầng hiện tại và những nòng cốt tương lại của tào nguyệt tông. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng bỗng nhiên có một bóng lưng chắn trước mặt mình, vung tay, nhấc chân đã đủ để giết sạch kẻ địch, cuối cùng điều khiến thuyền bay khổng lồ bay đi không một lần quay đầu lại. Tất cả những thứ đó, đối với một môn phái toàn nữ như Tào Nguyệt Tông, có lực trùng kích không thể nói là nhỏ a." À? Nguyệt Nga tông chủ vỗ vai Nguyệt Vịnh, khẽ nói, người ta đã đi rồi, chiếc thuyền bay đó bay còn nhanh gấp 10 lần mẹ." Nguyệt Vịnh cũng không ngại ngùng thừa nhận mà tự hào cười nói, "Không sao, con tin là con sẽ sớm gặp lại anh ấy thôi." Nguyệt Nga tông chủ liếc mắt Nguyệt Vịnh một cái, không có ai hiểu con cái bằng cha mẹ a, à? bà cũng là người từng trải, hiểu được con gái của bà đang nghĩ gì lúc này. Khẽ lắc đầu bỏ ra ngoài những suy nghĩ không liên quan. Nguyệt Nga tông chủ nói: "Tất cả trở về tông đi, còn rất nhiều chuyện phải xử lý đây." "À đúng, chuyện hôm nay nếu như có nửa chữ truyền ra ngoài, hậu quả mọi người có thể hiểu rõ a." À. Cả đoàn người Tà Nguyệt tông đồng thanh một tiếng rồi thẳng hướng Nguyệt Thành. Buổi tối ngày hôm đó, Tam trưởng lão Lương Ngọc đột nhiên lùi ra khỏi vị trí trưởng lão của mình rồi mất tích ly kỳ, không ai biết lý do. Trở về tới Thanh Vân tông, chính Nam bàn giao lại chốt công việc rồi lập tức trở về Hà Thành. Hắn là sợ Gia Nguyệt Phú bà cả ngày hôm qua không gặp hắn sẽ nháo sự. Thế nhưng khá bất ngờ là cô bé cũng không có hành động gì kỳ quái, chỉ hỏi thăm hắn một lát rồi chuyên tâm học luyện đan và tu luyện. Có lẽ cô cũng biết chính Nam ra ngoài làm việc còn tu vi của cô thì quá thấp, chỉ có thể ở nhà ngoan ngoãn cho hắn bất lo thôi. Thấy Gia Nguyệt Phú bà tâm tính bắt đầu trưởng thành, chính Nam rất vui mừng. Hôm nay hắn bắt lấy Dương Quang, đồng nghĩa với chính thức cùng cử Dương các khai chiến cho nên kẻ địch của hắn sẽ càng ngày càng mạnh, hắn cần mọi nguồn trợ giúp có thể. Gia Nguyệt Phú bà tuy chưa trưởng thành nhưng khả năng luyện đan rất nghịch thiên, có thể giúp hắn không ít việc. Chấm chấm chấm, ổn định được tình hình Gia Nguyệt Phú bà, chính nam mới có thời gian xem xét bảng thông tin của mình. Tí chủ, chính nam nhân tộc 18 tuổi tiểu bạch kiềm tiểu thành. Đẳng cấp 29, hòa hợp tầng 9, thiên phú cấp 5, huyết mạch, bạch nhãn huyết kế giới hạn, saringan huyết kế giới hạn. Mị lực 3, kỹ năng Tam thân thuật 5, ô nha phân thân thuật 3, hỏa độn hào hỏa cầu thuật 3, hỏa độn hỏa long thuật 3, hỏa độn phụng tiên hỏa thuật 3, thủy độn thủy lao thuật 3, tâm truyền thân thuật 3, thông linh thuật 3, thuần thân thuật 2, vụ ẩn thuật 2, vụ ảnh thuật 2, phi tiêu thao khống thuật 2, vụ trung quỷ ảnh thuật 2, ma huyễn đại lạc kiến thuật, một thủ độn tâm trung trảm thủ thuật, một ảnh phi tiêu thuật, một kim phược thuật, bát quái trưởng 9 kỹ năng, nhu quyền, 2 kỹ năng, nhu bộ, thú mao châm, thủy châm Nghề cấp 5 luyện dược sư, cấp 5 trận pháp sư, cấp 5 luyện khí sư, cấp 5 y sư, cấp 5 phù văn sư, cấp 5 đầu bếp, cấp 1 tuần thú sư. Phú bà Khương Ngọc Ngân S, 91 phần 100 Lý Gia Nguyệt S, 80 phần 100 Trần Mai Tú Anh C 73 phần 100 Lý Gia Như C 81 phần 100 Vũ Tuyết C 42 phần 100 Diệp Liên Hoa S, 57 phần 100 dự bị. Điểm dư, 4 điểm cấp, 6 điểm kỹ năng. 12 điểm nghề. Ba lô, cấp 5 tụ linh trận bàn, 10 thẻ đạo cụ đan dược cấp 5, 7 thẻ đạo cụ đan dược cấp 3, 5 thẻ thăng cấp không vượt quá không minh kỳ, gói quà cấp 30, không thể sử dụng. Nhiệm vụ, chính tuyến tiến thêm một bước giai đoạn 3, phụ tuyến, nam nhân đảm đương giai đoạn 3, 29 phần 30, còn 46 ngày, phụ tuyến, nam nhân bản lĩnh giai đoạn 5, ẩn thành lập thế lực giai đoạn 3, tu chân, nguyên anh. Đánh giá, tạp học vương giả, đóng lại bảng thông tin, chính nam thì thầm, phải sắp xếp lại công việc rồi đi làm nhiệm vụ tu chân. Nguyên anh a, à, đúng là rất đáng chờ mong. chấm chấm chấm, sau một buổi tối điên cuồng cùng Ngọc Ngân Phú bà, hai người xuất phát tới Thanh Vân Tông. Chờ chính nam và Ngọc Ngân Phú bà tới nơi, quảng trường chính của Thanh Vân Tông đã đứng rất nhiều người, không có thường ngày quạnh quẽ nữa. Hơn 10 ngày kể từ lần được Akatsuki cứu thoát khỏi động quỷ, liệt hỏa môn, các cô gái gần như đã bình phục hoàn toàn lấy lại được nét thanh xuân mà đáng ra họ nên có. Mặc dù vẫn bị nhiều hạn chế và không thể rời khỏi trận pháp bảo vệ Thanh Vân Tông nhưng đãi ngộ so với bị xích lại một chỗ chờ bị rút máu tới chết đã tranh lệch quá nhiều. Ngày hôm nay mọi người được lệnh triệu tập của Tông Chủ, Lam Phụng tại quảng trường nên đều đã có mặt đầy đủ. Mặc dù không được thông báo lý do nhưng các cô đều biết tương lai của mình sắp sửa được định đoạt. Ông, ông nội, lát nữa, lát nữa nhớ nhắc lời cho cháu nha lam phụng không phải ngày đầu giả vờ làm tông chủ thế nhưng đứng trước hàng trăm con mắt nhìn mình để phát biểu thì quả thật có chút quá sức với cô may mắn là ông nội lam chiến và đại sư tỷ vũ tuyết vẫn luôn bên cạnh giúp cô giải tỏa không đại nhân đã nói có cách tức là có cách cháu chỉ cần nghe theo ngài ấy là được rồi anh ấy tới rồi bắt đầu thôi vũ tuyết phú bà ngược lại không có gì hồi hộp dù sao cô trên từng là đại gia tộc thiên kim dưới đã làm trộm cướp không có gì đặc biệt Lam Phụng cũng nhìn thấy được Chính Nam đang chạy vội từ dưới các bậc thang lên, trên miệng không tự chủ nở nụ cười an tâm. Chỉ cần chủ nhân có mặt, mọi chuyện đều dễ dàng. Chương 131, diễn một vở kịch, xin lỗi tông chủ, xin lỗi mọi người, để mọi người phải chờ lâu. Chính Nam hớt ha hớt hài chạy lên đài, còn không quên lớn giọng xin lỗi mọi người rồi mới ngồi xuống ghế đại sư huynh của mình. Đó là, ai vậy a? À? Còn dám để tông chủ phải đợi? Không sai ngồi ở vị trí đó thì hẳn là đệ tử rồi, thật không biết trên biết dưới. Mà, các cô có thấy người mới tới kia rất xinh đẹp hay không? Làn da, khuôn mặt kia, ai ra? Này, cô bớt phát xuân đi, chấm chấm chấm, bên dưới các cô gái phát ra tiếng bàn tán xì sầm không ngớt. Một người phụ nữ với một con vịt đã thành cái chợ, mà đây lại là hơn 200 người đó. Trung tâm thương mại có hay không? Im lặng, làm chiến đứng dậy, dùng nguyên khí gầm lên một tiếng những người bên dưới không biết trên dưới còn dám bàn tán chính nam đơn giản rượu mời không uống muốn uống rượu phạt lam phụng lúc này mới ôn nhu nói đại trưởng lão đừng làm các cô ấy sợ mọi người chào buổi sáng tối hôm qua mọi người ngủ có tốt không tất cả đều là xáo lộ chính nam cố ý đến muộn tạo điều kiện cho các cô gái làm rộn buổi họp này lên ngay lập tức lam chiến sẽ nhảy ra với vai trò đại trưởng lão khó tính cuối cùng để lam phụng dàn xếp bằng hình tượng trẻ trung ôn nhu tiểu tông chủ nhân sinh như ý tất cả nhờ diễn kỹ a chính nam âm thầm thán phục câu nói này vừa mới bị quát rụt cổ như gà mắc mưa các cô gái giống như tìm được tâm phúc đều đổ về phía tiểu tông chủ tuyên cáo xáo lộ xây dựng hình tượng của chính nam thành công lam phụng vẫn rất hiền hòa nói tôi nghe được gần đây hầu hết mọi người đều trải qua không sai không phải rất tốt nhưng so với trước đó đã khác biệt rất nhiều tôi cũng rất hài lòng Thế nhưng, Lam Phụng đổi giọng ác liệt, tôi thông cảm cho tao mộ của mọi người nên khi cứu được mọi người ra tôi mới quyết định giữ lại và chăm sóc, đó là giữa người với người đồng cảm. Nhưng tôi cũng không thể nuôi không mọi người mãi được, vì vậy hôm nay tôi tập trung mọi người lại đây chỉ là để nói muốn có ăn thì phải làm, muốn có chỗ ở thì phải lao động. Trong các cô, ai muốn tiếp tục ở lại đây thì bước sang bên phải, còn ai muốn rời đi thì bước sang bên trái hai trăm ba mươi hai cô gái nhìn nhau rồi lựa chọn đội hình cho mình hơn năm mươi người bước sang bên trái còn lại là bên phải thế nhưng có một cô bé vẫn đứng ở giữa vẻ mặt rụt rè lam phụng lên tiếng hỏi cô bé không nghe rõ chị nói hay sao em muốn trở về nhà hay muốn ở lại đây cô bé rụt rè nói em em muốn muốn ở lại vì vì em không còn nhà để về nhưng nhưng em rất vụng cái gì cũng không không biết làm nên nên Chính Nam dùng Thiên Nhãn nhìn cô bé này, không có gì bất ngờ, chỉ được đánh giá N13 tuổi, thiên phú cấp 2, không thể bình thường hơn. Hắn truyền âm cho Lam Phụng, giữ lại đi, để rót nước, pha trà cũng được. Lam Phụng khẽ gật đầu, được rồi, em đã không muốn đi thì cứ bước qua bên phải, sẽ có sắp xếp cho em. Chờ cô bé vào hàng, cô tiếp tục cao giọng nói, 58 người muốn rời đi cứ ra bên ngoài sẽ có người sắp xếp cho các cô. Gặp được nhau là duyên. Chúc các cô sau này có cuộc sống tốt hơn và cẩn thận hơn, đừng để bị kẻ xấu lợi dụng nữa nha. Còn lại 178 người, trong đó có 23 người có thiên phú cấp 4 trở lên được Lam Phụng, giao cho, chính Nam xử lý, còn 150 người khác thiên phú lác đác cấp 2, 3 thì được giao cho Lam Chiến xử lý. Trong một căn phòng khác, chính Nam, Vũ Tuyết Phú bà và Vũ Vân đối diện 23 cô gái. Xin chào, tôi tên là chính Nam, cũng chỉ là một tên đệ tử thôi, không có gì hơn người. Mà, các cô biết vì sao tông chủ lại gọi riêng các cô ra đây với chúng tôi không? 22 người mờ mịt lắc đầu, chỉ có một cô gái Tu Vi đã linh hư kỳ, ấp úng nói, "Vì, vì bọn em có có thiên phú hơn những người kia." Chính Nam gật đầu nói, "Không sai. Trong các cô người có thiên phú thấp nhất là cấp 4, cao nhất là cấp 6, đều không tệ. Tôi không biết trước đây các cô vì sao không có tu luyện, cũng không được tông môn nào đó tìm thấy." nhưng hôm nay tôi ở đây muốn hỏi các cô các cô có muốn tu luyện hay không vẫn là cô gái linh hư kỳ kia lên tiếng nói nhưng em em không có tiền chỉ biết làm chút việc vặt không biết chính nam bật cười chú ý trọng tâm câu chuyện tôi hỏi các cô là có muốn tu luyện hay không trả lời có hay không đã các cô gái nhìn nhau rồi đồng thanh nói có chính nam lớn tiếng nói lớn hơn có các cô gái đều ra sức la lớn hơn ở thế giới này người thường chính là tầng lớp thấp kém nhất của xã hội thậm chí nếu lỡ tay làm chết thú nuôi của người khác người ta sẵn sàng giết chết lại thủ phạm nếu người đó không phải là tu luyện giả đủ để thấy sinh mạng đê tiện đến như thế nào giống như các cô gái này nếu không được chính nam cứu ra họ sẽ bị nuôi nhốt như gia súc từng ngày sống trong sợ hãi chờ đến lượt mình bị rút máu có tư sắc sẽ bị lạm dụng không xinh đẹp sẽ bị tươi sống rút hết máu mà chết sau đó vứt xác trong rừng cho dã thú chuột bỏ ăn không khác gì rác rưởi nếu ngay từ đầu các cô là tu luyện giả, có thể sẽ đánh không lại người đã bắt các cô nhưng ít nhất có cơ hội tự sát ra, còn hơn phải sống tủ nhục rồi trước sau cũng sẽ phải chết không ai thương tiếc. Bây giờ thù đã có người trả, người thân cũng không còn vì bị diệt khẩu, thậm chí có còn cũng không ai dám tin các cô còn sống. Như vậy, đối với thế giới ngoài kia mà nói, các cô đều là người đã chết. Là tông chủ đã cho các cô cơ hội sống tiếp, chân chân chính chính sống, chứ không phải lay lắt cho đổ kiếp châu ngựa. Như vậy còn chưa hết, thậm chí bây giờ còn muốn cho các cô tu luyện, cho cơ hội trở thành người trên người, trở thành các cô đã từng mơ ước có thể khai sơn, đoạn thủy cường giả, thử hỏi làm sao không quyết tâm được. Chính Nam rất hài lòng quyết tâm của 23 cô gái trước mặt. Hắn chỉ tay vào một cô gái trong hàng, nói: "Cô, đúng, chính là cô, tách ra khỏi hàng đi." Mọi người tò mò không biết Chính Nam muốn làm gì, nhưng không ai hỏi mà chỉ im lặng xem tiếp. Cô gái Linh Hư kỳ ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lắp bắp nói: "Em, em không, cô cảm thấy sợ hãi, sợ rằng mình lạc loài sẽ bị đuổi đi." Chính Nam cười nói: "Không có gì phải sợ. Cô tên gì?" Cô gái trở thành tâm điểm của toàn trường nên giọng nói có vẻ rất mất tự nhiên: "Em, em tên Tâm, Đặng Thanh Tâm." Chính Nam gật đầu nói: "Thanh Tâm đúng không? Từ nay em sẽ là đội trưởng, những người còn lại là đội viên." Quyết định bất thình lình của Chính Nam ngay lập tức nhận được phản hồi không tích cực. Sư Huynh, tại sao cô ấy lại là đội trưởng? Đúng vậy, mọi người đều ở đây với nhau, không có lý do gì để cô ấy chẳng làm gì cả cũng cao hơn tụi em một cái đầu. Sư Huynh giải thích đi chứ ạ? À? Chấm chấm chấm, chính nam không nói gì mà chỉ híp mắt nhìn một vòng, vũ tuyết phú bà lập tức hiểu ý. Ào, 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 không minh kỳ uy áp ngập cả phòng, để quần áo mọi người bay phần phật, đồ đạc cũng là lung lay muốn đổ. Uy áp nháy mắt liền qua nhưng để các cô gái đều ngậm miệng, sợ hãi nhìn vũ tuyết phú bà sợ hãi vũ tuyết phú bà là một chuyện đối với chính nam lại là kính sợ mạnh như vậy còn chưa có quyền nói chuyện vậy người đang nói kia mạnh cỡ nào a à? vậy mà các cô những người bình thường này còn dám lên tiếng chất vấn hắn mọi người muốn biết lý do vì sao để tôi nói với mọi người tôi để thanh tâm làm đội trưởng bởi vì cô ấy mang trong người cấp 6 thiên phú tức là chỉ cần không chết trẻ thì thanh tâm có thể tu luyện tới lý sương kỳ viên mãn ngang ngửa với đại sư tỷ vũ tuyết ở đây. Mọi người có thể không phục, không ai có thể tự quyết định thiên phú của mình đúng không? Không sao cả, làm đội trưởng nhiệm vụ chính là gì, là làm cái mục tiêu cho những người khác đuổi theo. Các cô đều là người bình thường, chưa từng tu luyện qua, đối với tu luyện còn rất mờ mịt và không hiểu. Để các cô lấy chúng tôi những nguyên anh kỳ, không minh kỳ này làm mục tiêu là quá cao, quá xa, một khi không tốt có thể để đạo tâm lung lay, tâm ma theo đó mà sinh ra nhưng nếu lấy thanh tâm làm mục tiêu thì khác, cô ấy tuổi tác ngang bằng, xuất thân ngang bằng, tao mộ tương tự, tu vi, cao hơn mọi người một chút nhưng tu luyện không phải là đi ngược dòng nước sao, mục tiêu chỉ cách mình vài bước chân, cố gắng vì nó mà vươn lên chẳng lẽ các cô làm không được. Trong phòng mọi người đều im lặng, không ai nghĩ ra được, một quyết định nhìn như bất thình lình của chính nam lại trải qua nhiều suy tính và áp lực như vậy. chương 132, Nhiệm vụ tu chân Nguyên Anh Chính Nam quay qua nói với Thanh Tâm, còn với cô, bản thân sinh ra với thiên phú tốt hơn người khác là một lợi thế, nhưng không thể lấy đó làm lý do để lười biếng, cô hiểu không? Thanh Tâm gật đầu, em hiểu, em nhất định sẽ làm tấm gương tốt cho mọi người. Chính Nam gật đầu hài lòng, quyết tâm rất tốt nhưng nói xuông thì ai cũng nói được. Như thế này đi, tôi thay mặt tông chủ mở cái cuộc thi nho nhỏ cho mọi người, ai thấy thích có thể tham gia. Luật rất đơn giản, 22 người đội viên có thể tu luyện riêng, cũng có thể tổ đội với nhau, một nhóm tối đa ba người. Đến lúc cảm thấy đánh qua được đội trưởng của mình, cứ việc khiêu chiến, thua thì coi như biết mình đang ở đâu, còn thắng nha. Lên thay Thanh Tâm làm đội trưởng, 22 cô gái quay sang nhìn Thanh Tâm, ánh mắt hừng hực chiến ý. Như chính nam đã nói, tu luyện là đi ngược dòng nước. Mơ xa thì các cô không dám, nhưng mục tiêu ngắn hạn là vượt lên trên mọi người, trở thành đội trưởng trước thì không có gì là không thể làm được thanh tâm bỗng nhiên trở thành mục tiêu cho mọi người nhìn chằm chằm, cô có chút cười khổ. Được rồi, thanh tâm trước hết đi cùng đại sư tỷ tu luyện, đừng để lãng phí thiên phú của mình, cũng đừng làm tôi mất mặt vì đã chọn cô làm đội trưởng, chính nam cười nguy hiểm, tôi là người thù rất sai đấy. Vũ tuyết phú bà có chút vui mừng gật đầu nói, không có việc gì, em sẽ quản lý tốt cô ấy. Em cũng biết anh là người thù rất sai mà, ngày thường cô rảnh đến hoảng, bởi vì có đan dược của chính nam nên chuyện tu luyện đã không có nhiều áp lực, bây giờ có việc để làm thật sự hợp ý cô. Mọi người trong phòng cười vang, chỉ có Thanh Tâm là rụt rụt cổ, đi theo Vũ Tuyết Phú bà ra ngoài. "Vân, em tạm thời đốc thúc 22 người này tu luyện. Nếu mà làm tốt, em nhìn gương Bạch Vô Thường a." À, chính Nam ném cho Vũ Vân một quả tháo ngọt, nhưng không cho cắn, chỉ được nhìn. Vũ Vân hai mắt tỏa sáng, gật đầu lia lịa, "Em biết rồi, nhất định sẽ làm hết sức." đợi trong phòng không còn ai ngoài chính nam, Ngọc Ngân Phú bà mới hiện thân giúp chính nam bóp vai, không nói lời nào. Chính nam nắm lấy bàn tay Ngọc Ngân Phú bà trên vai hắn, mỉm cười nói, em chuẩn bị một chút đi, chiều nay chúng ta ra ngoài có việc. Ngọc Ngân Phú bà vui vẻ gật đầu rồi đi chuẩn bị. Nhớ lại lần trước cùng với chính nam ra ngoài, hai người gặp phải một con rồng, là chân chính rồng, không phải cái con bị chính nam nuôi thành ngoan như cuốn dao long kia, cô lúc ấy đã sợ đứng hình, lần này không thể để chuyện như vậy lặp lại. Chính nam truyền âm cùng Vũ Tuyết Phú bà bàn bạc một số chi tiết trong huấn luyện những người mới, cũng dặn dò cô hợp tác với Tú Anh Phú bà phân phối đan dược. Đâu vào đó xong xuôi, hắn mới đeo lên mặt nạ, cùng Ngọc Ngân Phú bà tiến vào vạn tượng xâm lâm. Chấm chấm chấm. Nhiệm vụ tu chân chính nam đã nhận được từ trước khi đoàn người tà nguyệt tông rời Hà Thành nhưng khi đó hắn không có thời gian rảnh đi làm. Hiện tại mọi chuyện đã đi vào gường, chính nam cũng không thể chờ được nữa muốn nhanh chóng đột phá tới Nguyên Anh kỳ. Tuyên bố nhiệm vụ tu chân, Nguyên Anh, mô tả, đã cùng thiên địa hòa thành một thể, vậy nên dùng thiên địa để cường hóa bản thân rồi. Nhiệm vụ yêu cầu, diệt ít nhất 20 con quỷ diện độc chu cấp 29 thu thập 10 cái quỷ diện. Diệt ít nhất 20 con thạch khôi thú cấp 30 thu thập 10 thạch tâm. Diệt ít nhất 20 con thiết giáp nghiêu cấp 31 thu thập 10 cái nghiêu giáp. Dùng vật phẩm nhiệm vụ chế tạo quỷ diện cụ, thủ hộ thạch phù, thiết nghiêu giáp. Phần thường, đạt tu chân nguyên anh, 4 điểm cấp, 4 điểm kỹ năng, 4 điểm nghề, 4 điểm mị lực, một lần thiên địa tẩy lễ. Phạt, không, chính nam vừa xem lại lóc nhiệm vụ vừa cùng Ngọc Ngân Phú bà chạy băng băng trong rừng. Thời gian còn khá sớm nên hắn quyết định đi tới địa điểm làm nhiệm vụ thứ nhất, anh cần một thứ gọi quỷ diện, chính là phần xương màu trắng dưới bụng của quỷ diện độc chu. Đi theo anh, theo chỉ dẫn của bản đồ, chính nam và ngọc ngân phú bà tới một mảnh rừng cây cực kỳ âm u khắp nơi là mạng nhện răng đầy trên cây mặt đất cục đá chỗ nào cũng có nơi này thật ngột ngạt thật mẹ nó hôi thối chính nam thật sự không chịu nổi giống như mùi toilet 10 năm không dọn vậy mặc dù hắn cũng không biết 10 năm không dọn toilet nó thành cái mùi gì ngọc ngân phú bà cũng không chịu nổi cái mùi này cô nói nhận hình yêu thú thường sợ lửa không bằng chúng ta đốt trụi nơi này dùng lửa có thể nhưng nhất định phải khống chế cẩn thận mới được, bởi vì anh cần quỷ diện phải thật lành lặn. Trong lúc nói chuyện, hai người từng bước đi sâu vào trong khu vực bị mạng nhện răng, rất nhanh liền bị bao vây. Chính Nam mở ra bạch nhãn, trước mắt hắn đều là nhện, con nào con nấy to bằng bình nước 20 lít đang từ khắp nơi bỏ tới. Xài chân nó đặc biệt dài, phải tới 3 mét, dưới bụng còn có một phần giống như xương, lại giống như vảy khuôn mặt. Nói là khuôn mặt vì nó có kích cỡ gần như vậy thôi, chứ nhìn nó sần sùi, không đối xứng, mỗi con đều khác nhau, có điểm giống vân tay. Tới rồi, cố gắng một đòn giết một con, giữ lại phần xương cốt dưới bụng nó lành lặn. Động thủ, chính nam la lên một tiếng, sau đó bắt đầu kết ấn. Hỏa độn phụng tiên hỏa thuật, chính nam chủ động chế tạo hoàn cảnh có lợi cho bản thân bằng cách đốt trụi cây cối và mạng nhện xung quanh. Nhện hình yêu thú rất nguy hiểm khi được di chuyển thoải mái, bởi vì nó có thể phóng ra tơ nhện và nọc độc từ rất nhiều hướng nếu xung quanh có cây cho nó trèo lên, chưa nói tới chiến thuật nhện nhảy dù với vô số nhện con từ trên cây nhảy xuống nữa. Bạch, chuẩn bị, chính nam la lên một tiếng, sau đó nhảy thẳng vào giữa bầy nhện. Kim phược thuật, cấp đê nhẫn thuật, có thể tạm thời tạo ra những sợi dây tinh thần buộc chặt thân thể đối thủ. Xung quanh bầy nhện đột nhiên có thật nhiều sợi dây vô hình buộc lại tay chân chúng, dãy rụa thế nào đều vô dụng. Ngọc Ngân Phú bà bắt lấy thời cơ, liên tục sử dụng, như ảnh tùy hình, để cao tốc dịch chuyển tới mấy con nhện, sau đó một chiêu, liên kích, đâm từ năm tới bảy lần liên tiếp vào nhiều điểm khác nhau trên thân thể chúng, hai kỹ năng điển hình của thích khách hình tu luyện giả. Cô đều rất khéo léo đâm vào phần đầu và lưng nhện, vừa đảm bảo nó sẽ chết, vừa không làm hỏng quý diện theo lời chính nam. Sau khi có tới năm sáu con nhện bị giết, bầy nhện mới dậy thoát ra khỏi chói buộc của chính nam, phát ra tiếng giết chói tai chính Nam và Ngọc Ngân Phú bà đều nhảy lui trở ra, tựa lưng vào nhau. Nơi này có khoảng 30 con nhện, như vậy trừ vừa rồi là còn 25 con, chúng ta thi xem ai giết nhiều hơn nhé. Ngọc Ngân Phú bà hứng thú hỏi, có phần thưởng gì hay không? Ai thắng tối nay ở trên? Đồng ý, không chút suy nghĩ. Chính Nam lấy ra hai cái shuriken lớn bằng nửa người hắn, mỗi cái đều được cột vào tơ tầm ngàn năm để đảm bảo độ dai, sau đó hắn ném mạnh cả hai về phía bầy nhện rồi bắt đầu chơi yo yo. Trò này là hắn học được từ lần Hoàng Sơn, Ngọc Ngân Phú bà sướng sờ nhìn chính nam đứng một chỗ ném đi, kéo về liên tục hai cái vũ khí kỳ quái, mỗi lần như vậy lại có vài con nhện bị hắn chém đứt hết cả chân. Chờ đến lúc Ngọc Ngân Phú bà kịp tình hồn, chính nam đã bắt đầu sách theo cu nai đi bổ đao mấy con nhện bị hắn phế trước đó rồi. Ngọc Ngân Phú bà thua bắt đầu không nhận nợ, anh ăn gian anh, dùng đạo cụ, đúng vậy, anh không phải là chiêu thức mà là đạo cụ. Chính Nam cười sảng khoái, nói, đúng là đạo cụ nhưng điều khiển nó cần rất nhiều kỹ thuật a. À. Đừng có tìm cớ không nhận nợ, tối nay em phải nằm dưới, cấm có lật lên, ha ha. Ngọc Ngân dậm chân, anh thật ăn gian, không nói với anh, em qua thu thập quỷ diện. Lát sau, nhận quỷ diện từ Ngọc Ngân phú bà, chính Nam lại hỏi Trang Trang, có 16 cái quỷ diện còn nguyên vẹn, có thể chế tạo luôn hay phải gom đủ cả ba loại vật liệu, hắn là muốn biết có thể hoàn thành từng phần hay phải đủ một lần. Có thể chế tạo luôn, ký chủ bỏ vật liệu vào ba lô, trang sẽ tự lấy. Tiêu hao 16 quỷ diện, chế tạo được 7 quỷ diện cụ. Ngoá, còn không được 50%, thật sự là hố cha, chính Nam nhổ nước bọt, sau đó lại cùng Ngọc Ngân Phú bà đi tìm một nơi qua đêm trước, hôm sau lại giết nhện. Chương 133, Thạch Khôi thú vương 1 Hôm sau, trong một hang núi, chính Nam cầm cây chọc chọc đống lửa đang nướng thỏ, nói, ngày mai chúng ta lên đường tới gần ngọn núi lửa phía tây nam, mục tiêu là thạch khôi thú. Đường khá xa nên ít nhất cũng mất hai ngày. Hai, không bay được quả thật là quá chậm. Ngọc Ngân Phú bà không nói gì mà khẽ gật đầu nhìn chầm chầm con thỏ nướng trên khay. Mặc dù không phải lần đầu nhưng cô luôn bị tài nấu ăn của chính nam chinh phục. Chấm chấm chấm, hai ngày sau, tại chân một ngọn núi lửa đã tắt, Chính Nam và Ngọc Ngân Phú bà đang ngồi trên một cành cây, quan sát bãi đất trống cách hai người khoảng 200 mét, nơi đó có mấy cục đá đang đi lại. Ngọc Ngân Phú bà thấp giọng nói, thạch khôi thú này toàn thân có lớp phẩy bằng đá bảo vệ, chỉ có lõi ngay trước ngực nó là nguồn cung năng lượng chính, chính là cái anh gọi là thạch tâm. Nói như vậy, là muốn dùng cường lực đánh tan lớp vỏ bên ngoài mới lấy được thạch tâm sao, chính Nam vút cằm, cường lực tấn công là món hắn yêu thích. Không cần phiền như vậy, Ngọc Ngân Phú bà lắc đầu, anh nhìn giữa các khớp nối của nó chỉ là năng lượng thể. Chỉ cần chặt đứt kết nối này là nó không thể cử động nữa, khi đó có thể dễ dàng lấy ra thạch tâm. Có kinh nghiệm, có học thức chính là khác biệt. Vậy anh dùng vụ ẩn thuật chế tạo hoàn cảnh, em tới vô hiệu hóa chúng nó, sau đó chúng ta từ từ lấy thạch tâm. Đồng ý, có kế hoạch, hai người lập tức hành động. Vụ ẩn thuật, nhãn lực tinh thông, từ lần trước cùng chính nam phối hợp chiến đấu bên trong sương mù ngọc ngân phú bà đã cố ý tu luyện một môn đồng thuật không có gì cao cường chỉ là một môn dùng nguyên khí để tăng độ linh động và khả năng nhìn của con mắt trong thời gian ngắn một đám thạch khôi thú như cừu non mắt mù chờ bị làm thịt trong màn xương không phản kháng có chút nào chính nam cảm thấy câu nhà có lão như có bảo quả thật không sai mặc dù ngọc ngân phú bà còn lâu mới lão đang lúc chính nam và ngọc ngân thu lại sương mù chuẩn bị tiến hành thu gặt thạch tâm biến cố lại xuất hiện mặt đất đột nhiên rung lắc dữ dội, sau đó nổ ra một cái hang lớn. Cách cái hố 100 mét, chính Nam và Ngọc Ngân Phú bảo ổn định thân hình quan sát. Chính Nam cũng không bất ngờ, bạch nhãn của hắn nhìn rõ dưới lòng đất còn có một con thạch khôi thú vương đang ngủ, chỉ là có chút khó chịu cách nó làm, thú. Thật sự là không thể nói nổi, nó ở dưới lòng đất nhìn chúng ta giết con cháu, họ hàng nó, nó mới chịu mò mặt ra. Có cái thủ lĩnh như vậy, bị ai a nếu anh không giết một con thạch khôi thú nào thì nó sẽ tiếp tục mặc kệ anh, dù sao loại yêu thú này ăn đất đá sẽ hồi phục lại. Nhưng nếu anh giết dù chỉ một con, khí tức nó vừa biến mất sẽ dẫn tới thạch khôi thú vương thức tỉnh. Con thạch khôi thú vương này có vẻ là nguyên anh tầng năm, có chút khó làm rồi. Ngọc Ngân uy kỳ hân hạnh tài trợ, chính nam vỗ vai Ngọc Ngân phú bà, nói em ở đây yểm hộ, anh ra thử lửa với nó. Không đợi Ngọc Ngân Phú bà phản ứng, chính nam đã xông thẳng tới thạch khôi thú vương đánh tới quên trời quên đất, chủ yếu là thạch khôi thú vương bị đánh. Loại yêu thú da dày thịt béo, hành động chậm chạp này chủ yếu là dựa vào khả năng phòng ngự mạnh, đòn đánh có sức sát thương lớn tiêu diệt đối thủ, nhưng không may cho nó, chính nam lại là mẫn tiệp hình. Lợi dụng tốc độ và sự linh hoạt của thân thể, cùng với lợi thế của đồng thuật, chính nam liên tục vờn quanh thạch khôi thú vương, tấn công vào các khớp nối của nó, nếu thạch khôi thú vương không có câu trả lời, bị đánh hạ chỉ còn là vấn đề thời gian. Lúc này thạch khôi thú vương bị đánh hoài cũng đã phẫn nộ. Nó giơ hai tay với đầu nắm đấm khổng lồ của mình đập mạnh xuống mặt đất, mục đích phá hoại các điểm đặt chân mượn lực của chính nam. Đáng tiếc, chính nam còn lá bài khác, hắn nhảy lên cao, sau đó bung cánh ra. Thú mau châm, chính nam sử dụng một biến thể của chiêu thú mao châm. Thay vì bắn ra thật nhiều mũi kim khâu, lần này hắn phóng ra hàng loạt cu nai, tinh chuẩn cắm vào thật nhiều khớp nối quanh vùng đầu của thạch khôi thú vương. mỗi cây phi tiêu đều được hắn bọc vào nguyên khí đặc thù của bản thân cùng với bùa nổ. ầm um, một tiếng nổ lớn vang lên, thạch khôi thú vương loạn trọn lùi hai bước. vụ nổ rõ ràng không gây ảnh hưởng gì nhiều tới nó, thế nhưng nửa người trên của nó đã hoàn toàn bất động vì bị cu nai của chính nam khóa khớp. nhu quyền thủ phá sơn, chính nam không bỏ lỡ cơ hội, lập tức vận sức tung một trường đánh thẳng vào đầu thạch khôi thú vương. Bùm, ầm, um, đầu của thạch khôi thú vương nổ tan tành, thân hình đồ sộ đổ xuống gây ra một mảnh bụi bặm. Ngọc Ngân sóng mắt lưu truyền, từng bước tới gần, liên tục vỗ tay. Lợi hại, đầu tiên dùng phi tiêu khoa các khớp nối quanh vùng đầu ngăn chúng truyền năng lượng lên, sau đó đốt cháy để tiêu hao phần năng lượng còn lại, cuối cùng là ngạnh công phá tan. Khả năng quan sát, phán đoán và bắt thời có thể nói là tuyệt vời. Chủ nhân, thật sự lợi hại nha tương đương chính nam chỉ chỉ vào má của mình cười nói tới cái môi thơm chứ sao ha ha nhận lại là ngọc ngân phú bà bạch nhãn anh đừng vội mừng nó còn chưa có chết đâu như để chứng minh cho lời ngọc ngân phú bà các mảnh đá vụn xung quanh khẽ rung lắc rồi như có nam châm bay trở về phần thân thể không đầu của thạch khôi thú vương chỉ lát sau nó đã lại đứng lên khỏe mạnh như chưa từng nằm xuống chính nam lắc đầu bất đắc dĩ đều đã như vậy còn không chịu chết đi sống lại chi để người ta đánh đập hoài cho khổ vậy ha. Rao, thạch khôi thú vương gầm lên một tiếng giận dữ, đất đá xung quanh bắt đầu rung lắc dữ dội rồi chịu một lực lượng vô hình dẫn dắt liên tục bắn về phía chính nam và ngọc ngân phú bà. Ngọc ngân phú bà vừa tránh né mưa đá, vừa nói thạch khôi thú vốn là địa linh, tu luyện tới nguyên anh kỳ nó đã có độ thân hòa rất cao với thổ linh khí, chỉ cần nó còn ở trên mặt đất thì nguyên khí của nó sẽ không bao giờ cạn. Vậy chỉ cần hất tung nó lên không là được chứ gì, chính nam cười lạnh. Tiêu hào 6 điểm kỹ năng, kích hoạt và nâng cấp mục diệp liệt phong, một diệp toàn phong, một diệp thăng phong, lên cấp 2 thành công. Bạch, em tới giữ chân nó một lát, anh cần 5 phút, chính nam thoát ly vòng chiến rồi ngồi xếp bằng xuống cành cây lớn. Hắn muốn tĩnh tâm hấp thu quán đỉnh, như vậy sẽ nhanh hơn là để trang phú bà một mình ghi thông tin cho hắn. Ngọc Ngân không biết vì sao chính nam đang chiến đấu lại chạy qua một bên người tĩnh tọa nhưng nếu hắn đã tin tưởng cô tới như vậy thì không có lý do gì để cô phải làm hắn thất vọng. Bách bộ thần hành quyết, có tác dụng tương tự như kỹ năng, tật phong hành, mà chính nam tặng cho cô nhưng hiệu quả mạnh hơn nhiều, có thể nói là bản cường hóa của tật phong hành, thế nhưng cái giá phải bỏ ra cũng không ít, bởi vì gần một nửa nguyên khí của Ngọc Ngân phú bà ngay lập tức biến mất không còn. Ngọc Ngân Phú bà sử dụng áp đáy hòm tuyệt kỹ tới đối đầu với thạch khôi thú vương. Chính Nam đã nói, cầm chân, chứ không phải, hạ gục nó, cô nhất định sẽ nghe lời hắn. Kích hoạt cho mình, bách bộ thần hành quyết, Ngọc Ngân Phú bà thân hình càng trở nên phiêu giật, bất định hơn, cô tránh thoát tất cả phi thạch mà thạch khôi thú vương bắn về phía mình còn có dư lực cản lại những viên đạn lạc có khả năng quấy nhiễu chính Nam. Rào, một chiêu, phi thạch, không mang lại bất kỳ tác dụng gì, Thạch Khôi Thú Vương lại lao tới cận chiến với Ngọc Ngân Phú Bà. Đáng tiếc, ngày hôm nay chú định nó phải không vui khi cùng lúc gặp hai cái nhân loại đều là mẫn tiệp hình. Vờn nhau mãi không có kết quả, Thạch Khôi Thú Vương đánh chủ ý lên ngồi một bên không có động tĩnh chính nam. Nó mặc dù trí tuệ không cao nhưng cũng đủ để nhận ra hai nhân loại này là một nhóm và tên đang nhảy nhót này khó chơi hơn tên đang ngồi im kia. Thấy Thạch Khôi Thú Vương bỗng nhiên quay đầu về phía chính nam, Ngọc Ngân Phú bà thầm than một tiếng không tốt rồi bắn lên chặn trước mặt hắn. Rào, thấy hai tên nhân loại đứng chung một chỗ, thạch khôi thú vương lại tới một chiêu, phi thạch. Có câu, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Cùng lúc thạch khôi thú vương bỗng nhiên thông minh chuyển sang tấn công chính nam thì hiệu quả của bách bộ thần hành quyết cũng chậm rãi biến mất. Ngọc Ngân cắn răng, muốn tổn thương anh ấy, bước qua xác tao trước đi. chương 134, Thạch Khôi Thú Vương 2 hàng ngàn viên đá lớn nhỏ không đều nhau được bọc bởi nguyên khí của thạch khôi thú vương lao vun vút về phía chính nam và ngọc ngân phú bà. Ngọc ngân phú bà liều mạng đánh tan từng viên, từng viên một có khả năng đánh chúng cô và chính nam nhưng đá nhiều lắm, một mình cô chỉ bảo vệ bản thân thì quá dễ nhưng che chở cho một người nữa thì không đơn giản chút nào. Chỉ sau chốc lát, ngọc ngân phú bà đã trúng không ít đá nhưng cô vẫn không hề rên một tiếng. Vẫn được, phải cố gắng, 5 phút mà thôi, cố lên đúng lúc này một tảng đá lớn bằng cả một chiếc ô tô được thạch khôi thú vương bốc lên ném thẳng vào hai người ngọc ngân phú bà cũng chú ý tới tảng đá lớn này cô tụ lực chuẩn bị sẵn sàng phá tan tảng đá lớn đó nhưng một viên đá nhỏ hơn khác lại vô tình bay thẳng vào đầu chính nam khiến cô phải từ bỏ tụ lực và đánh bật viên đá kia ra nhìn tảng đá lớn càng lúc càng tới gần ngọc ngân phú bà cười khổ quay mặt lại phía hai mắt vẫn nhắm chặt chính nam thì thầm xin lỗi anh em thật sự là vô dụng nói cô nhắm mắt gồng mình chuẩn bị thay hắn gánh chịu viên đá lớn kia chết thì hẳn là không nhưng gãy vài cái xương và chấn thương nội tạng là chắc chắn không thể tránh khỏi ầm ừ, một tiếng nổ lớn vang lên đau đớn trong tưởng tượng còn chưa kịp ập tới thì ngọc ngân đã được một vòng tay ôn nhu và một giọng nói đầm ấm bao trọn lấy đồ ngốc em không sao chứ ngọc ngân phú bà ngẩng đầu lên nhìn trước mặt cô không phải ai khác mà chính là chính nam một tay ôm cô một tay vẫn đang trong tư thế gia quyền ánh mắt ôn nhu đầy quan tâm Cô lắc đầu, em không sao, em, xin lỗi. Lại một lần nữa cô để hắn phải tự mình ra tay, phải bảo vệ cô, bảo vệ người hộ pháp, nô tỳ này. Được rồi, không có gì phải buồn, chính nam khẽ nhéo mũi quỳnh của Ngọc Ngân phú bà, cười nói, nếu anh không chạy qua một bên ngồi xuống giữa chiến đấu thì em đã không phải bị dồn đến mức khó xử như vậy. Nói đi nói lại thì lỗi bắt đầu từ anh mà thôi. Chúng ta huề nhé, thấy chính nam đã vậy còn quá hào phòng nhận lỗi về hắn để làm mình vui, Ngọc Ngân Phú bà càng tự trách hơn. Nhưng nói nhiều lúc này cũng vô dụng, thay vì dành nhau lỗi về ai, biến nó thành động lực tu luyện còn thiết thực hơn nhiều. Ngọc Ngân Phú bà cũng không bút tích mà gật đầu nói, anh không sai, em cũng không sai, tất cả đều là lỗi của con thạch khôi thú vương kia. Chính Nam rất hài lòng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với thuyết pháp này của Ngọc Ngân Phú bà. Đúng vậy, chính là lỗi tại nó, có lỗi thì phải bị phạt a. Nếu thạch khôi thú vương có thể nói, giờ này hẳn là nó sẽ hỏi thăm 18 đời tổ tông của hai người. Rõ ràng là hai người tới giết con dân nó, phá giấc ngủ của nó, còn ra tay đánh đập nó tàn tàn nhẫn, bây giờ vì tán tỉnh nhau mà bao nhiêu tội nợ đều do nó gánh chịu. Không có ai vô sỉ như vây a. À. Rào, không biết vì bị đổ tội oan hay là vì hai nhân loại kia ngay trước mặt nó ôm ấp yêu thương, thạch khôi thú vương gầm lên một tiếng giận dữ rồi xông thẳng tới hai người, mỗi bước nó bước ra đều để lại một vết lõm sâu trên mặt đất em chuẩn bị sẵn chờ tín hiệu của anh, chính nam trầm mặt xuống, cho dù xuất phát từ bất kỳ lý do gì thì có một sự thật không thể phủ nhận là phú bà của hắn vừa mới bị ngược đãi, thủ phạm nhất định phải chết, hừ, đánh đập nữ nhân của tao nãy giờ thoải mái lắm đúng không, nói, hắn cũng xông thẳng tới thạch khôi thú vương. Khi cả hai chỉ còn cách nhau khoảng 5 mét, thạch khôi thú vương vung cánh tay với nắm đấm to gấp đôi chính nam thẳng về phía hắn chính nam cũng không ngu mốc tới mức chính diện ngăn cản cú đấm này mà cực kỳ mềm dẻo xoay tròn trên mũi chân, hoàn mỹ như vũ công ba lơ tránh qua cú đấm của thạch khôi thú vương rồi phản đòn. Mục diệp toàn phong, dồn lượng lớn chân khí vào chân phải, chính nam cúi thấp người tung cú đá xoáy vào chân thạch khôi thú vương, thành công hất tung nó lên không. Nếu đã bất tử trên mặt đất, vậy thì cho mày bay một lát đi. Mục diệp liệt phong, chính nam nhún người từ dưới mặt đất nhảy lên không trung hắn tung ra liên hoàn cước đá liên tiếp vào phía dưới thạch khôi thú vương khiến nó càng bay càng cao. Đáng thương thạch khôi thú vương chỉ có thể ở trên không trung cồi quảng và gào thét. Tách ra khỏi đất mẹ thiện lành, nó không là gì ngoài một cục đất sét mà thôi. Bạch, cho anh một điểm mượn lực, chính nam la lên ra hiệu cho Ngọc Ngân Phú Bà. Ngọc Ngân Phú Bà lập tức hiểu ý chính nam, cô ném ra một cây trùy thủ thẳng về hướng hắn. Tuyệt vời, chính nam dẫm lên trùy thủ mà Ngọc Ngân Phú Bà ném ra, dùng đó làm điểm mượn lực để phát chiêu thức tiếp theo. Mục diệp thăng phong, lại là một đòn liên hoàn nữa của Rock Lee, lần này chính nam sử dụng cả cùi trỏ, nắm đấm, đầu gối, như vũ khí để tấn công chứ không chỉ là dùng chân. Sau khi combo kết thúc, chính nam lại lần nữa la lớn, bạch, tới lượt em, nói, hắn tung cánh bay lên phía trên thạch khôi thú vương rồi đá mạnh nó về phía ngọc ngân phú bà. Em chờ nãy giờ rồi đây, Ngọc Ngân Phú bà nhìn chính nam, tầng bóng thạch khôi thú vương trên không cũng là nhiệt huyết dâng trào, bản năng sát thủ trong cô cũng đã không nhịn được nữa. Từ trong nhẫn chưa đồ lấy ra một thanh đoàn đao, Ngọc Ngân Phú bà đeo nó vào tay rồi bắt đầu truyền nguyên khí vào. Là đeo vào, không phải cầm lấy, bởi vì trên thân thanh đoàn đao kia có bốn lỗ nhỏ vừa khít ngón tay để người dùng đeo vào, lưỡi đao cũng không dài lắm nhưng đen nhánh, cảm giác cực kỳ sắc bén. Đây là vũ khí chính nam đặc chế cho Ngọc Ngân Phú bà từ một loại cấp 5 vật liệu cực hiếm mà hắn mua từ trong cửa hàng hệ thống. Tác dụng chính là có thể tích trữ nguyên khí vào vũ khí để tạo ra một lưỡi dao vô hình, ý tưởng được lấy trực tiếp từ Sarutobi Asuma. Cảm thấy đoàn đao trong tay mình đã đạt độ sắc bén nhất định, Ngọc Ngân Phú bà khom người xuống, tụ lực, ra đòn. Thăng, long chảm, cô dẫm mạnh xuống đất rồi bật lên chém thẳng về phía thạch khôi thú vương, đoàn đao trong tay cô mơ hồ hình thành đầu một con rồng đang há rộng miệng cắn về phía mục tiêu. Rết, thạch khôi thú vương gầm lên đau đớn, nhưng chỉ chốc lát lại im bặt đi vì nó đã bị Ngọc Ngân Phú bà một chiêu thăng long chảm cắt thành hai nửa. Nhanh, không thể để nó hấp thu thổ linh khí khôi phục lại thân thể. Ngọc Ngân Phú bà cũng không vì đòn đánh của mình mà hào hứng, cô biết vết thương như thế này chưa đủ để giết chết thạch khôi thú vương. Yên tâm, anh lo được, chính nam nhanh chóng bay xuống phía dưới hai nửa thạch khôi thú vương kết ấn hỏa độn hào hòa cầu thuật một quả cầu lửa lớn bao lấy hai nửa thạch khôi thú vương rồi bắt đầu thiêu đốt nó thạch khôi thú vương nếu như còn nguyên khí chống đỡ thì ngọn lửa này của chính nam nhiều nhất chỉ làm nó khó chịu mà thôi thế nhưng hiện tại đã bị ngọc ngân phú bà cắt ra làm hai nửa mất đi liên hệ với thạch tâm nó không có cách nào chịu nổi bị hỏa thiêu như thế này lát sau đất đá bị chính nam thiêu thành không khí để lại trên mặt đất một tảng đá màu xanh xám đập lên từng nhịp như nhịp tim mỗi lần nó nhảy lên đất đá xung quanh lại gom tới một ít dính có thể thấy được nếu để cho nó có thời gian thạch khôi thú vương chắc chắn sẽ sống lại chính nam tấm tắc lấy làm kỳ nói thạch tâm này đúng là kỳ quái a à, rõ ràng là một tảng đá lại có thể nhảy nhót như vật sống vạn vật có linh chuyện kỳ quái trên đời này còn nhiều lắm ký chủ tập làm quen dần đi Trang phú bà không biết từ đâu ngoi lên mặt nước nhà rãnh chính Nam một câu. Không để ý tới trang phú bà, chính Nam thu viên thạch tâm kia lại rồi mình cười nhìn Ngọc Ngân phú bà, chúng ta thắng rồi. Ngọc Ngân phú bà lắc đầu, là anh thắng rồi, em không? Chúng ta thắng rồi, chính Nam nhắc lại câu nói của mình, còn cố ý cường điệu hai chữ chúng ta. Ngọc Ngân phú bà trong lòng ngọt lịm, nở nụ cười xinh đẹp, đúng vậy, chúng ta thắng rồi đổi lại là nụ cười hài lòng của chính nam. Hai người chia nhau thu thập thạch tâm, may mắn lần này theo phe chính nam, một lần chế tác đã đủ 10 cái thủ hộ thạch phù. Như vậy là chỉ còn thiết giáp nghiêu nữa là xong. Hôm nay tới đây thôi, nghỉ ngơi khôi phục trước, ngày mai lên đường tiếp. Anh đi tìm chỗ ở, vậy em đi tìm thức ăn. chương 135, thiết giáp nghiêu. Thiết giáp nghiêu, một loại quần cư nghiêu hình yêu thú. Không giống thanh nghiêu là loài ăn cỏ có tính cách hòa bình, thiết giáp nghiêu ăn thịt sống, cực kỳ hiếu chiến, thường xuyên tập trung thành bầy đi cướp địa bàn yêu thú khác. Loại yêu thú này da dày thịt béo, sừng sắc nhọn, khi nổi nóng còn có thể kích hoạt kỹ năng, cuồng bạo, rất ít tu luyện giả muốn cùng chúng nó va chạm, đơn giản hao sức mà độ nguy hiểm quá cao. Hai ngày này, chính Nam và Ngọc Ngân Phú bà đã thử mọi cách dẫn ra từng con một để tiêu diệt nhưng đều không thành công. Một khi trêu chọc một con, chỉ cần nó kêu một tiếng liền kéo tới một bầy, quả thực đúng với định nghĩa cho đàn. Chấm chấm chấm, như vậy chỉ có cách chiêu cuối cùng, chính nam vừa quan sát bầy thiết giáp nghiêu, trong lòng đang tính kế. Chiêu cuối, anh còn chiêu gì hữu dụng sao, Ngọc Ngân Phú bà cũng coi như mò ra gần hết kỹ năng của chính nam, cũng không nghĩ ra cái gì hữu dụng. Chính là cái này, chính nam xòe ra trong lòng bàn tay một nắm đan dược, cấp 4 thượng phẩm minh độc đan. Hạ độc, có thể, nhưng làm sao đảm bảo một bầy trâu lớn như vậy toàn bộ chúng độc, vậy thì chỉ có thể đi bắt thật nhiều thỏ, gà, rồi mỗi con nhét một viên độc đan, con trâu nào ham ăn chỉ có thể bị độc chết, con nào ăn ít cũng bị độc giảm sức chiến đấu, khi đó chúng ta ra tay. Chính Nam luyện rất nhiều cấp 4 độc đan, toàn bộ là thượng phẩm. Không có cách ha, lò luyện thì tú anh phú bà đã cho hắn nhưng dị hỏa vẫn bật vô âm tín, chỉ có thể hài lòng với những gì mình đang có. Cứ như vậy trước đi, còn hơn ở đây chờ đợi mù mịt. Ngọc Ngân Phú bà đồng ý, sau đó hai người đi bắt mấy chục con thú nhỏ mỗi con một viên độc đan nhét vào miệng chúng nó sau đó bay lên trời thả xuống trước mặt bầy châu bầy châu đang uống nước bỗng nhiên tới một trận mưa thức ăn hào hứng tận trời tranh thủ hô hào nhau mở tiệc bay trên bầu trời chính nam nhìn màn này lắc đầu cười nói không có kiến thức thật kinh khủng phòng ngự hình yêu thú như thiết giáp nghiêu bình thường đều không có đầu óc đơn giản vì năng lượng từ thức ăn chúng nó thu được toàn dùng để nuôi cơ bắp dẫn tới não thời gian dài thiếu dưỡng sẽ tiến hóa nhỏ đi. Bù lại là chúng nó sống thành bầy đàn để giúp nhau che đi nhược điểm này. Đáng tiếc, bây giờ bầy đàn rủ nhau đi chết. 15 phút sau, nhìn có tới 70-80% bầy trâu nằm gục xuống, chính Nam và Ngọc Ngân Phú bà bắt đầu ra tay. Chính Nam không có sử dụng chiêu thức gì cụ thể mà lợi dụng bạch nhãn nhìn tới nhược điểm của thiết giáp nghiêu rồi cầm cu nai đi bổ đao. Tất nhiên là ưu tiên lựa những con bị độc nặng trước phía bên kia, Ngọc Ngân Phú bà cũng không chịu thua kém. Như ảnh tùy hình, tỏa hầu chạm, thiết giáp nghiêu và các loại nghiêu hình yêu thú, phần đầu và lưng đều cực kỳ cứng rắn, nhưng phần cổ và bụng lại là mềm, đây chính là nhược điểm. Sau một giờ liên tục chém giết, bầy châu toàn bộ quỳ, còn chính Nam và Ngọc Ngân Phú bà cũng thở hồng hộc. Mẹ, may là dùng độc trước, cái lũ châu điên này thật mẹ nó cứng rắn, chính Nam vừa uống nước vừa chửi, mệt mỏi không được thật sự là nếu không có độc dược muốn diệt một bầy châu này ít nhất cũng phải không minh trung kỳ ngọc ngân phú bà văn nhã hơn nhiều phần tiếp theo là thu thập gia châu và công tác của trang phú bà chính nam coi như xong xuôi tối nay ở lại một đêm sáng mai về hà thành em có ý kiến gì không tu dọn xong chiến trường chính nam cùng ngọc ngân quay về hang núi mà hai người ở tối qua không cần thiết tìm hàng núi khác em không có ý kiến ở đâu có anh là được tương đương Ngọc Ngân Phú bà cũng biết lấy lòng đàn ông của mình nha. Chấm chấm chấm, hai người quay về tới hang núi, lại phát hiện nơi này có ba người tiến vào, đang ở bên trong nghỉ ngơi. Thấy có người đi tới, ba người lập tức đề phòng, một người đàn ông trung niên có vẻ là trưởng bối lên tiếng, hai người là ai, có chuyện gì không? Chính Nam cùng Ngọc Ngân liếc nhau, sau đó Chính Nam nói, hang núi này là chúng tôi ở lại tối hôm qua, hôm nay ra ngoài một chút quay về lại gặp mấy vị được rồi chúng tôi không có ác ý người kia lại nói nếu hai người đã đi rồi vậy nơi này chúng tôi tới trước là của chúng tôi mời hai người rời đi lời nói tuy không có ác ý nhưng muốn đuổi hai người đi là rõ ràng chính nam cũng không phải là không nói lý trời lại cũng chưa quá muộn hai người quyết định đi tìm nơi khác dù sao chính nam có bản đồ không sợ tìm không được thấy hai người rời đi ba người kia cũng thở phào một hơi chỉ có người đàn ông trung niên ánh mắt nghi hoặc tự hỏi trang phục này là gần đây danh tiếng đang lên Akatsuki sao? Chấm chấm chấm, tối, chính Nam cùng Ngọc Ngân ở trong một cái hàng núi khác nướng thỏ, lại nghe có người chạy tới. Chính Nam nhanh chóng dập lửa, con thỏ chưa nướng chín cũng cất vào ba lô, tiến vào trạng thái đề phòng. Ồ, lại là hai người, làm ơn giúp một chút, có người đuổi giết chúng tôi, vẫn là người đàn ông trung niên lên tiếng. Chính Nam thấy màn này quen thuộc, cũng không bỏ qua đề phòng, nói, đừng nói đùa, tu vi mấy người không thấp, sợ là những người kia cũng không kém đi đâu, tôi không muốn rước phiền phức vào người, người này Ngọc Ngân Phú bà nhìn không ra tu vi, rõ ràng là cao hơn cô. Người đàn ông kia vừa thở vừa giải thích, tôi trước đó bị thương, cho nên mới bị đám người kia thừa cơ đánh lén. Đường bên này, các vị tiếp tục chảy, không tiễn, chính nam quyết tâm không ăn bộ này, rừng dậm đêm hôm, ở bên cạnh cái người xa lạ, tu vi lại nhìn không thấu, hắn cũng không phải ngu ngốc. Bên kia cô gái nhỏ nhất, khoảng chừng 15-16 tuổi không nhịn nổi, quát lên, này, anh có phải đàn ông hay không? Làm sao thấy chết không cứu? Đàn ông hay không cũng không liên quan tới cô, tôi tại sao phải giúp mấy người? Nếu ba người lại ở đây tốn thời gian, năm người kia phải đuổi tới, chính nam lập tức ngắt lời, hắn đã nhìn thấy một km bên ngoài có năm người đang chạy nhanh tới. Tiểu thư, người ta không giúp thì thôi, chúng ta tiếp tục chạy, trung niên kia lên tiếng, sau đó lôi kéo hai người chạy nãy giờ vẫn im lặng không nói thanh niên quay đầu nhìn kỹ chính nam sau đó biến mất trong màn đêm chính nam và ngọc ngân phú bà liếc nhau sau đó cùng nhau trốn đi một phút sau năm người mặc áo đen che mặt đuổi tới bọn họ dừng lại kiểm tra dấu vết một lát sau đó tiếp tục chạy đi không nói câu nào anh thật không muốn giúp ba người kia ngọc ngân phú bà truyền âm không sao phân thân của anh sẽ đánh lạc hướng năm người vừa rồi chúng ta cũng rời đi nơi này thôi chính nam cũng không phải loại người thấy chết không cứu, vừa rồi hắn đã vụng trộm cho phân thân độn thổ đi đánh lạc hướng. Chính nam và Ngọc Ngân Phú bà suốt đêm hướng Hà Thành chạy, chỉ dừng lại điều thức và xác định phương hướng một lần. Đối với người có bản đồ và bạch nhãn như chính nam, hành tàu đêm trong rừng không phải là vấn đề lớn, chỉ là hắn làm biếng muốn ngủ mà thôi. Bây giờ tình thế bắt buộc thì đành phải xuất ra bản lĩnh. Chấm chấm chấm, buổi chiều ngày hôm sau, Chính Nam và Ngọc Ngân Phú bà về tới Hà Thành. Cả đêm cao độ đề phòng và di chuyển khiến hai người mệt mỏi không nhẹ, bây giờ cần ngủ bù hồi phục. Chính Nam ngủ một mạch tới 8 giờ tối, Ngọc Ngân Phú bà đã rời đi từ lâu. Truyền âm cho các phú bà hỏi thăm tình hình một lát, Chính Nam quyết định sẽ đột phá trên khởi nguyên chiến hạm. Trang, trận pháp của khởi nguyên chiến hạm đủ đảm bảo đúng không? Chính Nam vẫn là không yên tâm mà hỏi kỹ lại một lần, mỗi lần đột phá đều thành tâm điểm để người khác chú ý không hợp với cách làm việc của tôi a à. trang phú bà bực bội nói ký chủ có phiền hay không đã nói được là được giống như nghĩ tới điều gì trang phú bà lại đổi giọng thần bí mà nguyên anh kỳ là một bước nhảy vọt về chất có thể lần này đột phá xong sẽ có bất ngờ lớn cho ký chủ đấy chính nam không ăn bộ này hắn lơ đãng cái gì bất ngờ nhiều lắm là a y hệ thống từ cai nhí nhảnh tim gơn lột xác thành hot gơn chứ gì cái gì tôi lạ lẫm chứ gái sinh thì thôi đi hàng ngày xung quanh cả trăm cô gái, thêm một hay bớt một cũng không khác biệt lắm đâu. Trang phú bà mất hứng nói, hừ, chờ mất mặt đi, đến lúc đó xem ai hơn ai. Chấm chấm chấm, một mình trên khởi nguyên chiến hạm đã được hắn cho bay lên độ cao tối đa và tiến vào trạng thái ẩn thân, chính nam mở ra bảng thông tin. Chương 136, Nguyên Anh Kỳ, Đại Lục Chi Mê, ký chủ, chính nam nhân tộc 18 tuổi tiểu Bạch Kiềm tiểu thành. Đẳng cấp 29, hòa hợp tầng 9. Thiên Phú, cấp 5, huyết mạch, bạch nhãn huyết kế giới hạn, gần huyết kế giới hạn. Mị lực, 3, kỹ năng, tam thân thuật 5, ô nha phân thân thuật 3, hỏa độn hào hỏa cầu thuật 3, hỏa độn hỏa long thuật 3, hỏa độn phụng tiên hỏa thuật 3, thủy độn thủy lao thuật 3, tâm truyền thân thuật 3, thông linh thuật 3, mục diệp liệt phong 2, mục diệp toàn phong 2, mục diệp thăng phong 2, thuấn thân thuật 2, vụ ẩn thuật 2, vụ ảnh thuật 2, phi tiêu thao khống thuật 2, vụ trung quỷ ảnh thuật 2, ma huyễn đại lạc kiến thuật 1, thủ độn tâm trung trảm thủ thuật 1, ảnh phi tiêu thuật 1, kim phược thuật, bát quái trưởng 9 kỹ năng, nhu quyền, 2 kỹ năng, nhu bộ, thú mau châm, thủy châm. Nghề cấp 5 luyện dược sư, cấp 5 trận pháp sư, cấp 5 luyện khí sư, cấp 5 y sư, cấp 5 phù văn sư, cấp 5 đầu bếp, cấp 1 tuần thú sư. Phú bà Khương Ngọc Ngân S, 91 phần 100 Lý Gia Nguyệt S, 80 phần 100 Trần Mai Tú Anh Sinh 73 phần 100 Lý Gia Nhược Si Nhơ, 81 phần 100 Vũ Tuyết Si Nhơ, 44 phần 100 Diệp Liên Hoa S, 57 phần 100 Dự Bị. Điểm Dư, 5 điểm cấp, 4 điểm kỹ năng, 14 điểm nghỉ. Ba lô, cấp 5 tụ linh trận bàn, 10 thẻ đạo cụ đan dược cấp 5, 6 thẻ đạo cụ đan dược cấp 3, 5 thẻ thăng cấp không vượt quá không minh kỳ, gói quả cấp 30 không thể sử dụng. Nhiệm vụ, chính tuyến tiến thêm một bước giai đoạn 3, phụ tuyến, nam nhân đảm đương giai đoạn 3. 29 phần 30, còn 38 ngày phụ tuyến, nam nhân bản lĩnh giai đoạn 5, ẩn thành lập thế lực giai đoạn 3, tu chân, nguyên anh. Đánh giá, tập học vương giả. Được rồi, tới thôi. Tiêu hao 3 điểm cấp tăng lên cấp 30 thành công. Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến, nam nhân đảm đương giai đoạn 3, thu được 3 điểm cấp, 3 điểm kỹ năng. Thông báo, chuỗi nhiệm vụ, nam nhân đảm đương chính thức kết thúc. Tiêu hao một cái quỷ diện cụ, một cái thủ hộ thạch phù, một cái thiết nghiêu giáp hoàn thành nhiệm vụ tu chân Nguyên Anh tu được 4 điểm cấp, 4 điểm kỹ năng, 4 điểm nghề, 4 điểm mị lực, một lần thiên địa tẩy lễ. Nhấp nhở, sau khi ký chủ hoàn thành thiên địa tẩy lễ, hệ thống sẽ sắt đao và bảo trì trong 8 giờ. Thiên địa tẩy lễ bắt đầu, không giống như người khác đột phá Nguyên Anh kỳ là phải nén chân khí lại thật nhiều lần để nó hóa lỏng thành trạng thái nguyên khí, đồng thời trong thức hải phải trải qua quá trình tạo anh. Tất cả những quá trình dườm già tốn thời gian này được hệ thống từng bước hoàn thành từ lâu, chính Nam bây giờ chỉ là tới nghiệm thu kết quả mà thôi. Trong thức hải chính Nam, một người tí hon giống hệt hắn đang ngồi xếp bằng tu luyện, toàn thân tỏa ra màu vàng thần bí. Bỗng nhiên, bên cạnh xuất hiện một bóng người, tuy nhìn không rõ dung mạo nhưng có thể xác định đây là một người đàn ông. Người đàn ông thần bí kia xuất hiện cùng không có hành động gì cả, chỉ nhìn nguyên anh của chính Nam một chút, sau đó vung tay lên lượng lớn bay tán loạn khí tức của đảo giống như bị cái máy hút bụi hút lại tập trung về phía cơ thể chính nam bay tới thẩm thấu qua ra theo kinh mạch tập trung ở đan điền rồi thật nhanh tràn vào thức hải tụ tập lại bao quanh lấy chính nam mini có cường giả giúp ký chủ thúc đẩy hấp thu khí tức của đảo quá trình tẩy lễ rút ngắn 50%, trang phú bà lên tiếng cũng không cảnh báo nguy hiểm như vậy chính nam cũng không lo lắng có vẻ con đã thành công đột phá nguyên anh kỳ chứ con trai của ta lần này không phải chỉ có tiếng nói đây chính là người đàn ông kia mở miệng mặc dù dung mạo vẫn mờ ảo không rõ nếu như con đã đạt tới nguyên anh kỳ một số việc con cũng đã có quyền được biết thủy giới bao gồm nam việt đại lục bắc băng đại lục và tây phương đại lục đều được bao phủ bởi một trận pháp cực lớn tức là tất cả chúng ta những người sinh ra và lớn lên bên trong thủy giới này đều là gia súc được người ta nuôi nhốt trong lồng thiên đạo tông bắc băng cung thánh giáo đường theo điều tra của cha và mẹ con, chúng ta có manh mối vững chắc để chứng minh ba thế lực này thực chất là con cờ của chủ trận Pháp. Bọn họ được phái tới ba đại lục vừa là để kiểm soát, thu gom thiên tài địa bảo, vừa ngăn chặn các tai nạn mang tính diệt chủng và cũng là để tiêu diệt những người có ý đồ điều tra sự kiện mỗi 1,005, sự kiện mà chúng ta gọi là đại đồ sát. Thiên đạo tông do hai đại gia tộc thay phiên nhau trưởng quản nhưng trịnh gia mới là chân chính tay sai, Nguyễn Gia chỉ là được trịnh gia dựng lên làm bề nổi mà thôi. Nhớ kỹ lời cha, chưa tới độ kiếp kỳ, đừng để lộ ra bất kỳ manh mối gì. Đúng, sau này các hình chiếu của cha sẽ giúp con rút ngắn thời gian tiên địa tẩy lễ, có thể sẽ giúp con tránh được một số phiền phức không đáng có. Cố gắng lên, chúng ta chờ con, chính Nam yên lặng nghe toàn bộ, cho tới lúc bóng người đàn ông kia dần biến mất, hắn vẫn không có bất kỳ động tác gì. Thế nhưng trong lòng đã cuồn cuộn sóng trào, cá chậu chim lồng toàn bộ thủy giới là một cái trận pháp cực lớn dùng để nuôi nhốt nhân loại. Ai, từ bao giờ, để làm gì, chấm chấm chấm, thật nhiều câu hỏi lướt qua suy nghĩ của chính nam nhưng tất cả đều không có câu trả lời, chỉ có thể tìm những người biết để hỏi. Hừ, thiên đạo tông, quả nhiên không phải thứ tốt lành gì. Gạt mọi suy nghĩ ra khỏi đầu, chính nam tĩnh tâm lại để trang hoàn tất nốt quá trình tẩy lễ. Uy áp trôi qua quá nhanh, lại thêm chính nam thật sự bay rất cao và cũng rất thông minh khi lựa chọn đột phá vào ban đêm nên may mắn không để người khác chú ý. Một số người có cảm thấy uy áp thì chỉ lắc đầu thở dài, lại một người nữa bị thiên đạo bỏ qua. Chấm chấm chấm, bước lên bong tàu nhìn mặt trăng sáng vàng vặc, mặc dù kỳ quái mặt trăng ở thế giới này làm sao không bao giờ khuyết nhưng cũng không ngăn được chính nam nghĩ tới nguyệt vịnh, cô gái nhỏ kia làm sao giờ này vẫn chưa trở lại a à? Cùng lúc đó, tại xa xôi tà nguyệt tông, nguyệt vịnh đang ở trong phòng nguyên nga tông chủ bà hỏi muốn đi rồi sao con và người kia quen biết nhau như thế nào nguyệt vịnh hơi sướng sờ ánh mắt hồi ức nói chính là lần trước bị dương khang tập kích may mắn có anh ấy xuất hiện nếu không con gái cũng không thể còn sống được đến hôm nay nhớ tới chính nam một đôi cánh trắng ánh mắt lạnh lùng đầy ma mị từ bầu trời hạ xuống cứu mạng mình nguyệt vịnh khóe miệng không tự chủ được cong lên nụ cười nguyệt nga tông chủ khẽ thở dài nói, nếu đã như vậy thì con đi đi, cố gắng tu luyện, bà cũng không phải không thương con gái, nhưng tính cách lạnh nhạt đã quen nên những lời bịn dịn bà không nói được. Đối với tính cách mẹ mình, Nguyệt Vịnh hiểu rất rõ. Cô cũng có gì thất vọng, ngược lại tươi cười lấy ra một chiếc hộp trong nhẫn chứa đồ đưa cho mẹ cô, anh ấy tặng cho mẹ đây, rất quý đây nhé. Nguyệt Nga Tông Chủ cũng hơi tò mò, bà cầm lấy chiếc hộp rồi mở ra, bên trong có một bình ngọc. Hé ra nắp bình ngọc, một luồng khí thức thần thánh lập tức tràn ngập trong phòng khiến bà toàn thân lỗ chân lông đều mở rộng và hô hào thoải mái. Nguyệt nga tông chủ nhịn không được lim dim hai mắt hưởng thụ. Mẹ, mẹ, mau đóng, đóng nó lại. Nguyệt vịnh vất vả nói từng chữ một. nghe được con gái mình đau khổ cầu cứu, Nguyệt nga tông chủ mới giật mình tỉnh lại. bà nhanh chóng đậy lại nắp bình rồi đi đỡ Nguyệt vịnh. lúc này đã nằm bẹp trên nền nhà nói đây là cái gì? vì sao uy áp huyết mạch với con lớn như vậy a? À? vạn năm hàn băng khuôn mặt Nguyệt Nga Tông Chủ cũng không nhịn được hỏi gấp. Nguyệt Vĩnh nhăn nhó phùi quần áo, chừng mắt nói, bên trong hộp có hướng dẫn sử dụng, mẹ tự xem đi. Thật là, Nguyệt Nga Tông Chủ mặt không đổi sắc gật đầu, tìm trong hộp tới một tờ giấy rồi lật ra xem. Khuôn mặt bà từ lạnh nhạt chuyển sang cau mày, sau đó là hưng phần, cuối cùng là há hốc miệng hút vào một một ngụm khí lạnh. Nguyệt Vĩnh cũng tò mò thò đầu sang nhìn xem, kết quả biểu tình của cô giống y hệt mẹ mình. Nguyệt Nga Tông Chủ trầm giọng nói, thứ này ngoài chúng ta ra còn ai biết nữa. Nguyệt Vĩnh lắc đầu, anh ấy tận tay đưa cho con, nói là tận tay đưa cho mẹ, ngoài ra không còn ai biết nữa. Nguyệt Nga Tông Chủ gật đầu, tốt, chuyện này mẹ sẽ có tính toán, con đừng để lộ ra ngoài. Đúng, nếu con muốn đi thì đi nhanh đi, đừng để người ta chờ lâu. Không tiến, nói rồi bà ôm chiếc hộp vào lòng, âu yếm như con, còn Nguyệt Vĩnh bị bà không chút quan tâm bán ra bên ngoài nguyệt vịnh há hốc mồm lắp bắp mẹ a à, mẹ vì một bình nước mà bán con gái ra ngoài như vậy không tốt lắm đâu nguyệt nga tông chủ hơi sững sờ nhưng ngay lập tức quay sang nhìn nguyệt vịnh hào hứng nói đúng a à. nếu không con cố gắng làm tới hai bình nữa như vậy là tốt rồi nguyệt vịnh mặt đen như đáy nồi nói mẹ nằm mơ đi lần này con đi luôn không thèm về với mẹ nữa nhìn nguyệt vịnh vùng vằng bỏ đi nguyệt nga tông chủ mới khôi phục vẻ lạnh nhạt thì thầm nói, Nguyệt Linh Thủy, huyết mạch phản tổ. Nguyệt Vĩnh ra bên ngoài cũng khôi phục vẻ mặt tươi cười rồi tranh thủ bay về Thanh Vân Tông ngay trong đêm. chương 137, vô đề, lại nói chính nam, ngắm trăng một lát cũng hết thấy thú vị, hắn quyết định tìm Vũ Tuyết Phú bà hỏi thăm tình hình tu luyện của mấy đệ tử mới. Nói gì thì nói, quang hết việc cho mọi người rồi bật vô âm tín mấy ngày, về cũng không hỏi han lại thì quá mức. Đi một vòng Lam Vân Tông cũng không thấy Vũ Tuyết Phú bà đâu, Ngược lại gặp thật nhiều cô gái mặc đồng phục đệ tử và tạp vụ Lam Vân Tông cúi đầu chào, Chính Nam đành phải hỏi đại một người, "Này, cô có thấy đại sư tỷ ở đâu không?" Cô gái kia lắp bắp nói, "Đại, đại sư huynh, Bạch, Bạch sư tỷ ở, ở trong phòng, phòng đối chiến." Chính Nam cười nói, "Làm gì run như vậy a, à? tôi cũng không có ăn thịt cô." Đưa tay ra cho tôi xem. Cô gái kia rụt rè đưa cánh tay ra cho Chính Nam, vẻ mặt đỏ hồng. Đối với các cô những người đệ tử tầng thấp nhất mà nói, Đại sư Huynh chính là một người rất đáng ngưỡng mộ. Vì sao? Bởi vì không biết ai đó tung tin hành lang nói Đại sư Huynh mới 18 tuổi đã đánh thắng Đại sư Thị Tu Vi không minh trung kỳ, cũng có tin đồn nói Đại sư Huynh mới là chân chính trưởng khống giả của Tông Môn. Hiện tại mặc dù bị hắn nắm chặt tay, cô gái này cũng không có chút nào cảm thấy bất nhã, ngược lại là cực kỳ sung sướng. Thấp cổ bé họng nên luôn cảm thấy thua người khác một cái đầu a à chính nam không biết cô gái nghĩ gì, hắn bắt mạch cho cô rồi dùng bạch nhãn quan sát kinh mạch một lát, nói tu vi của cô không cao, không nên thức khuya như thế này nhiều, sẽ ảnh hưởng tới thể trạng. để xem, cô đừng im. chính nam liên tục điểm vào các huyệt đạo trên người cô gái, mỗi lần đều truyền vào một lượng nhỏ nguyên khí giúp cô khơi thông và vững chắc kinh mạch. sau khi điểm hơn chục cái, hắn nói, được rồi, bận biệu gì thì nhanh chóng hoàn thành rồi trở về ngủ ngon một giấc sáng mai có thể sẽ có bất ngờ cho cô đấy. Tôi đi trước, cô gái kia bị chính nam, sờ soạng một vòng, mỗi chỗ bị hắn điểm còn tê dần dần rồi có một dòng nước ấm lan tỏa ra xung quanh khiến cô thoải mái rên gì. Nhận ra mình thất thố, cô nhanh chóng bịt miệng mình rồi nhìn quanh. Phát hiện không có ai, cô thở vào một hơi rồi cúi đầu về phía chính nam rời đi, nói cảm ơn đại sư huynh. Chính nam chỉ là giúp cô gái kia sớm chút đột phá một tiểu cảnh giới luyện thể kỳ, không có gì để hắn lăn tăn trong lòng. Đến phòng đối chiến, hắn cũng không gõ cửa mà cứ vậy đi vào mà không gây ra bất kỳ động tĩnh gì, bởi vì trận pháp nơi này là do chính hắn thiết lập. Trong phòng, Vũ Tuyết Phú Bà không ở mà thay vào đó là Tú Anh Phú Bà và Ngọc Ngân Phú Bà đang cùng nhau tập luyện. Để chính Nam khá bất ngờ là Tú Anh Phú Bà lại không công kích đối thủ từ xa mà lại trực tiếp cận chiến với nhau. Hắn hứng thu đứng một bên nhìn. Cô và anh ấy ra ngoài mấy ngày có chuyện gì thế? Tu Anh Phú bà dùng MU bàn tay gạt ra cú đấm thẳng của đối thủ, đồng thời nghiêng đầu tránh quyền phong, tay còn lại cũng không để rảnh mà đang làm ra động tác móc sườn. Ngọc Ngân Phú bà xoay tròn 180 độ tránh né đòn phản công, đồng thời cúi thấp người quét chân đối phương, cô muốn biết thì hỏi thẳng anh ấy đi, tôi không phải là người nhiều chuyện. Tu Anh Phú bà không nói thêm mà co một chân lên để tránh qua cú đá quét của đối phương đồng thời dùng sẵn đà của cú đấm móc trước đó để xoay người phản đòn một cú quay gió lái thẳng vào đầu của Ngọc Ngân Phú bà. Chính Nam cao mày, từ lúc hắn tới bây giờ chỉ qua có khoảng 5 giây nhưng đã nhìn thấy Tu Anh Phú bà tấn công phần đầu của Ngọc Ngân Phú bà hai lần rồi. Cô nàng này làm gì nóng nảy như vậy a? À? Hắn cũng không phải lo lắng sẽ xảy ra chấn thương mà là lo lắng hai người có khúc mắc trong lòng với nhau, giống như cảm nhận được tâm trạng có chút bực dọc của đối phương. Ngọc Ngân Phú bà hoàn tất đòn quét cũng không có đứng dậy mà xoa thẳng hai chân, đầu cúi thấp xuống để cú đá sượt qua tóc mình rồi vặn eo, như người, dùng một tay làm trụ để một chân tiếp tục tấn công chân trụ của Tú Anh Phú bà, một chân đá chéo vào phần ngực. Tú Anh Phú bà bị bất ngờ, cô chỉ có thể dùng chân mới quét qua đầu đối phương làm trụ, lùi chân kia về sau một bước rồi bắt chéo hai tay trước ngực đỡ lấy cú đá chính diện. Hai người bật ra hai đầu sân đấu, đang muốn tiếp tục xông lên thì chính nam lên tiếng, Chăm chỉ quá nhỉ, nếu ai trong Akatsuki cũng chăm chỉ như thế này thì thật tốt ha. Nghe được tiếng chính nam, hai người đều quay đầu về phía hắn. Tù anh Phú bà hỏi, đêm hôm anh không ngủ mà đi lòng vòng làm gì thế? Muốn hái hoa đêm đúng không? Chính nam nún vai nói, ngủ từ sáng tới giờ, không ngủ được nữa nên đi lòng vòng thôi. Hai người đêm không ngủ hay sao mà lại ở đây tập luyện thế? Ngọc Ngân Phú bà nói, em cũng không ngủ được nên đi tìm anh tập luyện lại vô tình gặp hắc vô thường nên rủ cô ấy luôn chính nam nhảy lên đài đang muốn mở miệng nói chuyện thì bất ngờ bị hai cô gái lao vào tấn công không có chuẩn bị tâm lý nên chính nam hoàn toàn bị đè lên đánh thế nhưng chỉ sau vài chiêu lợi thế về khả năng quan sát và thân thủ đã giúp hắn dần lấy lại thế trận hai vị phú bà phối hợp với nhau khá tệ không có sự ăn ý cũng như chiến thuật cụ thể nào ngọc ngân phú bà thân thủ tốt hơn chỉ lo điên cuồng tấn công để thú anh Phú bà đau khổ trèo chống chính Nam phản đòn. Kết quả không tới 100 chiêu, cô đã hoàn toàn bị chính Nam phế bỏ, huyệt đạo trên người bị hắn phong kín. Đến lúc này Ngọc Ngân Phú bà nhận ra thì đã muộn, thân thủ cô mặc dù lợi hại nhưng trước đôi mắt như hách của chính Nam cũng đã mất hết không còn lại chút gì. Lại qua thêm gần 200 chiêu, cô cũng ngoan ngoãn nằm im một chỗ. Chính Nam mặc dù thắng nhưng cũng không dễ dàng, chủ yếu là lúc bắt đầu hắn bị tấn công quá rồn rập buộc phải làm ra nhiều tư thế khó để phòng ngự và tránh né nên tiêu hao thể năng rất nhiều nhìn hai vị phú bà nằm ngay đơ trên mặt đất chính nam cũng ngồi phịch xuống thờ hồn hển cằn nhằn hai người làm gì vậy a à? không nói một lời lại đánh lén anh tù anh phú bà trừng mắt hắn mau giải huyệt cho em ở đó mà nói nhiều chính nam biết tù anh phú bà không vui nên hắn cũng không giận cô nhưng mà không có nghĩa là hắn sẽ không làm gì đó a à. chậm rãi đi tới rồi ngồi xổm cạnh người đẹp hắn tặc lưỡi nói, hừm, có vẻ như em không rõ vấn đề bây giờ a à? Giải huyệt, nên giải huyệt nào trước đây? Ở đây, hay là ở đây? Nói, hai ngón tay hắn làm động tác điểm huyệt ngay phía trên hai, đỉnh núi của cô, chỉ cần hạ xuống thêm một cm là sẽ đụng vào. Tù anh phú bà nhìn hai ngón tay chính nam cô qua cô lại trước ngực mình, trong lòng cô xảy ra đấu tranh dữ dội, nửa muốn hắn ấn xuống, nửa lại không chính nam thấy đối phương chỉ im lặng nhìn chòng chọc vào tay mình thì mất cả hứng hắn nhanh chóng giải huyệt cho cô rồi tới giải huyệt cho ngọc ngân phú bà miệng còn không quên căn dặn này đừng có lại đánh lén anh nếu không không chỉ là điểm huyệt đơn giản như vậy đâu tù anh phú bà thở phào một hơi nhưng trong lòng có một chút thất lạc khó hiểu cô xoa xoa mấy chỗ bị điểm huyệt nói ai dạy cho anh thủ pháp điểm huyệt vô lại này thế chính nam cười nói một người cũng vô lại hơn anh nhiều tranh thủ trang phú bà không có ở đây để nói xấu một lần. Chờ hai người khôi phục thể lực, chính nam hỏi, hắc vô thường, mấy ngày nay mọi chuyện trong tông môn đều ổn chứ? Nói tới chính sự, tu anh phú bà cũng nghiêm túc lên, theo Bạch Hồ đề nghị thì 22 người mới được chia thành hai đội, cứ mỗi tuần sẽ tiến thành tỷ đấu nhỏ một lần. Hình thức tỷ đấu có hai loại là so tu vi và so thực lực. Tu vi thì cứ vậy đo thôi, không có gì đặc biệt. Còn thực lực thì do các cô ấy mới tu luyện, không biết chiến đấu nên chúng em yêu cầu nâng tạ đá là được anh có ý kiến gì thêm không chính nam vuốt cằm thi đấu kích thích tu luyện a hình thức khuyến khích không sai nội dung không có gì phức tạp nên anh để mọi người toàn quyền quyết định nói cho anh biết nội dung cụ thể cuối cùng là được tu anh phú bà gật đầu cô nói thêm bởi vì các cô ấy đều còn ở luyện thể kỳ nên phần thưởng cá nhân cho người thắng trận đơn chiến là một viên hoàn mỹ thối thể đan phần thưởng cho đội thắng cuộc Nói tới đây Tú Anh Phú bà bỗng có chút ngập ngừng. Chương 138, hệ thống thức tỉnh. Cô dừng một lát rồi nói, mọi người đều đồng ý là đích thân anh sẽ dành ra một buổi để chỉ đạo các cô ấy tu luyện. Chính Nam sướng sờ, làm sao còn có anh ở đây, anh không có kinh nghiệm làm việc này à? Ngọc Ngân Phú bà nói, anh không hiểu sao, phần thưởng này chủ yếu mang giá trị tinh thần, khích lệ các cô ấy là chính. Chính Nam híp híp mắt nói, ý các cô là bán tôi đi làm phần thưởng hai vị phú bà nhìn nhau rồi nói, nếu như anh không thích. Chính nam lập tức hớn hở nói thích, ai bảo không thích, hắc hắc. Nhìn thấy hai vị phú bà lại muốn nhào lên đánh mình, chính nam vội vàng nói, phần thưởng anh không có ý kiến, nhưng như vậy không phải sẽ kéo khoảng cách của đội thua với đội thắng càng ngày càng xa sao. Ngay từ ban đầu anh đã không muốn phân tầng bồi dưỡng theo thiên phú chính là để tránh xuất hiện tình trạng khoảng cách quá lớn, cho các cô ấy tự kích thích lẫn nhau tu luyện bây giờ lại có vẻ đi ngược lại ý định ban đầu rồi tù anh phú bà lưỡng lự nói có thể cho đội thắng hai phần và cho đội thua một phần thiệt thòi em nghĩ ra được chính nam trừng mắt chẳng lẽ anh phải mất hai ngày với đội thắng và một ngày với đội thua à? rồi sau này cứ như vậy ngọc ngân phú bà nói anh ấy nói đúng bây giờ các cô ấy tu vi còn thấp thì không có vấn đề nhưng sau này khi tu vi tăng lên lại thêm số lượng tăng lên nữa thì nhất định sẽ có vấn đề anh có cách rồi chính nam vỗ đùi nói đội thua thì cứ cho đan dược bình thường đi còn đội thắng anh sẽ tự tay khơi thông kinh mạch cho các cô ấy vừa tiết kiệm được đan dược vừa đảm bảo được tính lâu dài và công bằng đúng cmn là diệu kế chính nam tự cảm thấy mình là thiên tài không sai được ngọc ngân phú bà hít mát anh chắc chắn là vì đảm bảo tính lâu dài và công bằng chứ không phải là vì muốn mò các cô ấy chính nam nghĩa chính ngôn từ một mặt quân tử mò Mò cái gì, anh là y sư, các cô ấy lại là sư muội của anh, thân làm đại sư huynh, có bản lĩnh thì giúp các sư muội chứ sao? Lại nói, nếu anh thật muốn mò, ngay bây giờ không phải có hai cực phẩm mỹ nữ bên cạnh hay sao, anh vì cái gì phải bỏ gần lấy xa chứ? Quả nhiên là chính nhân quân tử, không hổ danh tiếng gần xa, quân tử tiện, nhạc chính nam. Ngọc Ngân Phú bà mặc dù biết rõ chính nam là mở mắt nói mò thế nhưng nếu hắn đã nói cô là cực phẩm mỹ nữ vậy thì chiều hắn một lần đi và lại tay mò mà thôi tiểu chính nam vẫn là của cô độc quyền tu anh phú bà cũng đồng ý với thuyết pháp cực phẩm mỹ nữ của chính nam không sai có cả khích lệ tinh thần và khích lệ thực tế chuyện này em sẽ nói lại với bạch hồ chính nam đứng dậy vươn vai nói tạm thời như vậy đi anh về ngủ trước đây ngày mai gặp lại mọi người thế nhưng lại lén lúc truyền âm cho ngọc ngân phú bà tiểu hồ ly lát nữa tôi tìm bản đạo trưởng ra cố phong ấn ngọc ngân phú bà mặt hơi hồng nhưng giọng không đổi nói em cũng trở về nghỉ ngơi tạm biệt mọi người mai gặp Tù anh phú bà cũng cảm thấy có chút buồn ngủ nên quyết định về nghỉ ngơi luôn mai gặp chấm 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 lại là một đêm vất vả của chính nam đạo trưởng thế nhưng mà ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ sẽ dành phần ai a à. hai sáng hôm sau đang cùng ngọc ngân phú bà ôm cùng một chỗ ngủ ngon chính nam bị trang phú bà gọi tỉnh. Hắn mở trường hai mắt, hưng phấn hôn nhẹ vào chán người đẹp trong ngực rồi nhẹ nhàng rời giường, trước khi đi cũng không quên kéo chăn lên đắp kín cho cô. Trong phòng tắm, vừa làm vệ sinh cá nhân, chính nam nửa hỏi trang phú bà, lần này bảo trì xong sao không thấy có intro vậy trang. Trang phú bà có vẻ không vui, giọng cực kỳ chua có, nhưng mà người ta đang bận ôm người đẹp a à. Sống xa đọa buông thả, có ngày đốt đèn tìm cũng không thấy hai quả thận đâu, Hừ, trang đại nhân cay a à, bảo trì xong lập tức online, vậy mà chính nam chỉ biết hùng hục cầy cấy, bỏ mặc người bạn phương xa này của hắn ngồi trong góc vẽ vòng tròn nhốt kiến. Chính nam mộng bức, nhưng rất nhanh cười hèn mọn nói, thân thể này của tôi chưa tới 20 tuổi, tu vi lại là nguyên anh kỳ, muốn tinh tận, nhân vong thì mỗi ngày một lần như vậy cũng phải tốn 400 năm, hắc hắc. Rất hiển nhiên trang phú bà mặt không dày bằng chính nam nên chỉ có thể chịu thua, thế nhưng thua keo này ta bày keo khác, vậy bây giờ ký chủ có muốn xem cập nhật mới không hay là như thế nào hừ đấu với bản cung đam phồng mũi chính nam lập tức biến thành cái nô tài giả giả trang nương nương mời nói trang phú bà nghiêm túc nói cập nhật lần này có sự thay đổi khá lớn về nội dung bởi vì nguyên anh kỳ là đẳng cấp thứ tư có bước bay vọt về chất rất lớn ký chủ nên theo dõi kỹ rồi vạch ra kế hoạch phát triển bản thân thế lực cũng như các phú bà của mình một cách hợp lý nhất chính nam cao mày lần này trang phú bà còn nhắc nhở hắn kỹ như vậy, không bình thường a à. Hắn nói, tôi hiểu, trước lướt qua các mục đã có đi. Trang phú bà đáp, đồng ý, trước tiên đào qua những mục được nâng cấp. Như thông lệ cũ, mời ký chủ chọn cách tiến hóa thiên nhãn. Chính nam ngắt lời, không cần nghĩ, lựa chọn tà luân nhãn song câu ngọc. Bắt đầu quá trình tiến hóa thiên nhãn, kích hoạt trạng thái phong bế ngũ giác. Thời gian dự kiến, 15 phút. 15 phút sau, Chính nam mở lớn hai mắt đã kích hoạt tả luân nhãn song câu ngọc của mình quan sát xung quanh. Không ngoài dự đoán của hắn, tả luân nhãn song câu ngọc là đôi mắt chiến đấu, bình thường chỉ cường hóa rất ít khả năng nhìn. Trang Phú bà nói, đôi mắt này nếu không tới tam câu ngọc thì sẽ không có lợi thế quá rõ ràng so với bạch nhãn, còn sau đó nữa thì quả thật nghịch thiên. Chính nam hoàn toàn đồng ý với nhận xét này của Trang Phú bà, đồng thuật lợi thế là thuấn phát và cường hóa ánh mắt, hiện tại bạch nhãn vẫn đủ trèo chống chiến đấu ngang cấp nên vẫn còn thời gian để cường hóa tả luân nhãn không có gì lo lắng tới phần tiếp theo đi trang một số thay đổi nhỏ khác về giao diện sửa một số lỗi hệ thống không quan trọng tý chủ có muốn tới ngay với những thay đổi lớn không chính nam gãi đầu đủ cơ bản a à? tới tôi cũng muốn xem thử thay đổi lớn là bao lớn như vậy trước hết đến với hệ thống cửa hàng từ lần trước cập nhật cửa hàng tới lần cập nhật này là trải qua gần 2 tháng, ký chủ chỉ sử dụng cửa hàng không tới 20 lần, chủ yếu là mua sắm phi hành khí và đạo cụ đơn giản, kim ngạch cao nhất là khởi nguyên chiến hạm, như vậy chứng tỏ cửa hàng vẫn chưa hoạt động đủ hiệu quả. Vì thế hệ thống tiếp tục cập nhật, thay mới cửa hàng, đồng thời mở ra thêm tính năng nhiệm vụ và thế lực. Nhiệm vụ sẽ phát ra ngẫu nhiên hai quyển trục nhiệm vụ, độ khó chia thành E, D, C, B, A, SS được ưu hóa cho từng cấp tu chân. Ký chủ có một lần làm mới danh sách nhiệm vụ miễn phí, sau đó nếu ký chủ muốn tiếp tục làm mới sẽ cần tiêu hao cực phẩm linh thạch tối đa 3 lần một ngày. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được điểm tích lũy, điểm này tăng theo độ khó của nhiệm vụ. Điểm tích lũy sẽ là tiền tệ để sử dụng một số tính năng đặc biệt khác. Chi tiết tại cửa hàng, dấu lớn, nhiệm vụ. Thế lực sẽ cho ký chủ quyền mua sắm các kiến trúc, công trình có thể tăng tốc phát triển cho thế lực của ký chủ. Bởi vì hiệu quả của các công trình này có tính dài hạn và rộng khắp cho nên sẽ không được bán ra bằng linh thạch mà sử dụng, điểm tích lũy, làm giá cả. Cụ thể ký chủ có thể tự mình xem xét trong mục cửa hàng dấu lớn thế lực. Sùng vật ngoài mở rộng và cải thiện sùng vật không gian ra thì mục vĩ thú cũng được điều chỉnh lại giá, ký chủ nếu hứng thú có thể ghé thăm. Ấm áp nhắc nhở là với thực lực ký chủ hiện tại mua vĩ thú về có thể sẽ bị nó phản bội chính nam sướng sờ, mộng bức, kế hoạch phát triển trước đây của hắn là dùng hệ thống để cường hóa bản thân, lại thông qua phó chức nghiệp trợ giúp các phú bà và xây dựng thế lực, có thể nói là mọi bước đều cần hắn tự mình nhúng tay vào. Thế nhưng bản cập nhật mới này hoàn toàn đảo lộn kế hoạch của hắn theo một hướng thật CMN tốt. Nhanh tay ấn mở cửa hàng, rồi vào mục nhiệm vụ chính nam thấy được hai nhiệm vụ đã được ban bố, đều là màu trắng. chương 139, Tiểu Bạch Kiềm Tông Chủ Hệ Thống 1. E thu thập 200 phần thịt tươi bất kỳ cá, gà, heo, thỏ. Phần thưởng 100 XP thế lực, 1 điểm tích lũy. Ghi chú, có thể tổ đội hoàn thành, giới hạn đẳng cấp thành viên từ 1 tháng 10. E thu thập 200 loại linh dược bất kỳ, không phân biệt đẳng cấp, tác dụng. Phần thưởng 100 XP thế lực, 1 điểm tích lũy. Ghi chú, có thể tổ đội hoàn thành, giới hạn đẳng cấp thành viên từ 1 tháng 10. Chính nam cao mày hỏi, XP thế lực. Trang, thứ này có tác dụng gì thế? Trang Phú bà đáp, à, lại là một thay đổi lớn nữa của bản cập nhật lần này. Thế lực của ký chủ cũng có thể lên cấp bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ do hệ thống ban bố. Mời ký chủ đăng ký thông tin thế lực, chính nam gật gù, tất nhiên là Akatsuki rồi. Mà lên cấp thế lực có gì tốt hay không? Có chứ, rất nhiều nữa là đằng khác. Phía trước Trang đã nói tới ban bố nhiệm vụ và kiến trúc thế lực cho ký chủ, lên cấp thế lực sẽ trực tiếp cường hóa các mục này cụ thể là đẳng cấp thế lực có tối đa 10 cấp, mỗi lần tăng cấp sẽ mở thêm hai ô nhiệm vụ hàng ngày và quyền tăng cấp kiến trúc đã xây dựng cũng như loại kiến trúc có thể xây dựng. Ký chủ có thể tự tìm hiểu thêm khi có điểm tích lũy đủ nhiều, bây giờ thì còn hơi sớm á. Chính Nam nghĩ cũng đúng, hắn ấn nhận thử hai nhiệm vụ được ban bố ngày hôm nay thì nghe được trang phú bà thông báo. Chúc mừng ký chủ lần đầu nhận nhiệm vụ thế lực, đặc biệt tặng cho ký chủ một tấm thế lực bi đã được chuyển đến ba lô cho ký chủ. Chính Nam ngẩn người rồi mở ba lô ra xem, bên trong là một tấm bia đá, phía trên còn có tên của tất cả mọi người nhưng không có tên hắn, khỏi nghĩ hắn cũng biết đây là thứ để đánh giá điểm tích lũy cá nhân. Tí chủ có thể lấy tấm bia đá này đặt ra giữa quảng trường để mọi người có thể theo dõi. Nhìn nó nhỏ vậy thôi chứ mang ra ngoài đặt có thể lớn bằng một tòa nhà ba tầng đấy, trang phú bà ấm áp nhắc nhở. Chính Nam vuốt cầm nói, thứ này theo dõi thông tin như thế nào nó cũng không thể tự động biết tất cả mọi thứ chứ. Trang phú bà hiếm thấy một lần khen chính nam, ký chủ hỏi rất đúng trọng tâm nha. Muốn được lưu tên phía trên tấm bia đá này thì ít nhất phải có 60% độ trung thành với thế lực của ký chủ và tất nhiên là phải dùng tinh huyết làm dẫn. Ngoài ra tấm bia đá này cũng có thể theo dõi sinh tử của thành viên trong thế lực. Đặc biệt là mỗi khi thế lực lên cấp, thế lực bi sẽ mở khóa một kỹ năng đặc thù trợ giúp cho thế lực phát triển. Chính nam gật gù, giống như hình thức donate phát triển view, nhưng thay vì thu tiền thì sẽ tích lũy điểm hoàn thành quét view. Dễ hiểu, dễ hiểu, nói, hắn ấn làm mới danh sách nhiệm vụ. Trang phú bà đã nói mỗi ngày có một lượt làm mới nhiệm vụ miễn phí nên chính nam phải tranh thủ nhận ngay khi có thể. Danh sách nhiệm vụ sau khi làm mới lại xuất hiện hai nhiệm vụ, một màu trắng và một màu xanh lá cây. Trang phú bà thốt lên, ồ, ký chủ may mắn thật đấy, lại xuất hiện cấp D nhiệm vụ khi thế lực vẫn còn ở cấp một cơ à. Chính Nam cao mày, có tới 7 cấp độ nhiệm vụ cơ mà, xuất hiện một loại khác cấp E rất bất ngờ sao. Trang Phú bà giải thích, nói là ngẫu nhiên nhưng tất cả mọi thứ đều phải có tỷ lệ của nó để cho cân bằng A. Nếu thế lực của ký chủ đang cấp 1, danh sách nhiệm vụ ngẫu nhiên xuất hiện toàn cấp S và cấp SS nhiệm vụ thì ký chủ hoàn thành như thế nào? Như vậy có phải là hoàn toàn lãng phí mất nhiệm vụ một ngày rồi, đúng không? Chính Nam gật đầu, nói không sai, nhưng cấp E và cấp D nhiệm vụ dường như không có khác biệt nhiều A, à, tại sao lại nói tôi rất may mắn. Bởi vì để cho công bằng nên tỷ lệ xuất hiện cấp E nhiệm vụ khi thế lực ký chủ cấp 1 là 79%, cấp D là 6%, giảm dần tới cấp SS là 1%. 6% so với 79%, ký chủ nói có may mắn hay không, trang phú bà giọng nói có chút khó tin. Chính Nam cũng là hơi sướng sờ, không biết thông tin bên trong quả thật không thể tin được tỷ lệ thấp như vậy a. À. Hắn tranh thủ xem kỹ cấp D nhiệm vụ là có khác biệt như thế nào. D, sán giết ít nhất 25 con dã lang, thu thập 100 cái nanh sói. Phần thưởng 200 XP thế lực, 2 điểm tích lũy. Ghi chú, tổ đội vô hiệu, giới hạn đẳng cấp từ 1 đến 20. Chính Nam vút cằm, nhiệm vụ này phần thưởng gấp đôi, hắn rất động tâm, thế nhưng độ khó này so với cấp E nhiệm vụ quả thật là phải gấp 10 lần thông tin nhiệm vụ tuy ngắn gọn nhưng rõ ràng phân chia thành hai nhiệm vụ nhỏ hơn, một là giết ít nhất 25 con dã lang và hai là thu thập 100 cái nanh sói. Giết ít hơn 25 con là không thể hoàn thành nhiệm vụ, tương tự thu thập chưa đủ 100 vật phẩm cũng không được. Dã lang là một loại quần cư hình yêu thú, đẳng cấp phổ biến từ 15 tới 18, số ó lượng từ 20 tới 25 con, trong đó có một con lang vương thường là cấp 19. Có thể thấy nhiệm vụ này được thiết kế để linh hư kỳ tu luyện giả lịch luyện thế nhưng trong nhiệm vụ lại có ghi chú là tổ đội vô hiệu, như vậy chỉ có thể hoàn thành một mình. Chính Nam nhớ tới tâm, cô gái này có cấp 6 thiên phú, hắn ngay từ đầu đã có ý định bồi dưỡng cô thành hộ pháp tiếp theo, như vậy cần phải cho cô chút thử thách mới được. Ấn nhận quyền trục nhiệm vụ, lúc này trong ba lô của chính Nam đã có bốn quyền trục nhiệm vụ. Tạm gác chuyện nhiệm vụ qua một bên, chính Nam mở ra mục thế lực đập vào mắt hắn là hai con số không phần 10.000 và không phần 100 khiến hắn nhảy dựng lên, Trang, đừng nói với tôi là muốn hoàn thành 100 nhiệm vụ mới lên cấp thế lực được nhé. Trang phú bà hả hê, 100, tí chủ ngủ không đủ giấc đúng không, nhìn kỹ bên dưới hay chưa? Chính nam dự cảm xấu trong lòng, hắn đưa mắt nhìn xuống dưới. CMN, có cho người ta sống nữa hay không, chính nam nhịn không được chửi ầm lên. Bên dưới là danh sách các kiến trúc thế lực hắn có thể xây dựng được, gồm có hai kiến trúc. Cụ thể là, thiên thê bậc thang buộc phải đi qua trước khi bước vào sơn môn, được thiết kế ảo trận để đi không có hồi kết và trọng lực trận tự điều chỉnh theo tu vi người đi, thích hợp cho luyện thể. Lợi ích, gấp đôi tốc độ tu luyện đối với luyện thể kỳ, hiệu quả chồng với đan dược cùng loại. Linh hư kỳ trở lên vô hiểu, yêu cầu xây dựng cần tiêu hao 20 điểm tích lũy, 6 giờ để xây dựng ghi chú, không có việc gì làm có thể tới đây luyện chân cũng không sai. Ôn tuyền, suối nước nóng thư giãn, thích hợp để ngâm mình sau khi tập luyện. Lợi ích, tăng gấp đôi tốc độ khôi phục thể lực đối với luyện thể kỳ, hiệu quả trồng với đan dừa cùng loại, linh hư kỳ trở lên vô hiệu. Yêu cầu, xây dựng cần tiêu hao 20 điểm tích lũy, 6 giờ để xây dựng. Ghi chú, suối nước nóng chính là thiên đường của ký chủ, đừng bỏ lỡ. Chấm chấm chấm, chính nam nghiến răng nghiến lợi, thiên đường không sai, nhưng cái giá phải trả cho thiên đường này cũng để hắn phải đổ máu. 20 điểm tích lũy đồng nghĩa với 20 nhiệm vụ cấp E, nhưng có những nhiệm vụ không phải một ngày là có thể làm xong A, còn phải di chuyển tới địa điểm làm nhiệm vụ, thời gian hoàn thành và trở về nữa. Tức là nói, nếu vận may không ủng hộ, có khi phải tốn hết 10 ngày, nửa tháng mới kiếm đủ 20 điểm. Cảm thấy chính nam không vui, trang phú bà không chọc ghẹo hắn nữa mà ôn tồn nói, ký chủ không cần bực bội, xây dựng thế lực không phải là chuyện một sớm một chiều cũng không phải chuyện đơn giản giống như là giao và nhận nhiệm vụ như vậy một thể lực muốn mạnh thì nó phải vững chắc từ bên trong mỗi người đều phải có đủ tín nhiệm giao phía sau lưng mình cho đồng đội những chuyện này ký chủ hẳn là phải hiểu rõ chính nam thả lỏng nắm tay siết chặt thở dài nói đúng vậy là tôi quá áp lực bản thân mình qua cấp tiến sẽ chỉ khiến cho thế lực xuất hiện nhiều lỗ hồng vô hình cứ chậm một chút cũng không sai Trang phú bà gật gù, nếu như bỏ qua nhược điểm là khá tốn thời gian, ký chủ có thể nhìn thấy lợi ích mà kiến trúc mang lại cho đệ tử thật sự không tệ a. À. Chính nam gật đầu, hiệu quả trồng với đan dược, quả thực không tệ. Ở luyện thể kỳ chưa thể sử dụng tăng khí đan thì chưa thấy được nó bá đạo, nhưng từ linh hư kỳ trở lên, với hoàn mỹ tăng khí đan tăng gấp 10 lần tốc độ tu luyện, cộng với kiến trúc. Khoan khoan, ký chủ có chút hiểu lầm rồi, trang phú bà lên tiếng ngắt lời chính nam chương 140, Tiểu Bạch Kiềm Tông Chủ Hệ Thống. 2. Cầu Đậu, NP, Hiểu Lầm, Hiểu Làm Cái Gì, Chính Nam Mặt Đầy Chấm Hỏi. Thứ nhất, Hoàn Mỹ Tăng Khí Đan có hiệu quả gấp 10 lần đó chỉ là lý thuyết, thực tế chỉ được gấp 2,5 lần. Thứ hai, sợ rằng ký chủ sẽ hiểu sai câu, hiệu quả trồng với đan dược cùng loại, này nên trang phải nói rõ. Gấp 2,5 lần, cộng, với hiệu quả kiến trúc sẽ trở thành gấp 3,5 lần, Chứ không phải là nhân với nhau thành 5 lần hay hiểu sai thành 20 lần như ký chủ. Chính nam hai mắt đen thui, gấp đôi. Lần sau làm ở viết cụ thể thành cộng 100% tốc độ cơ bản dùm, gấp đôi cái gì mà gấp đôi ha. À? Trang phú bà an ủi chính nam, đúng đúng, lần này là do trang lựa chọn từ ngữ không chính xác, có lỗi với ký chủ. Nhưng ký chủ đừng nghĩ hai thứ này vô dụng, bởi vì nó có thể tăng cấp theo cấp thế lực của ký chủ cụ thể thì khi thế lực của ký chủ lên cấp 2 thì các kiến trúc đã xây dựng trước đó cũng có thể thăng cấp cùng chỉ cần ký chủ bỏ ra một cái giá nhỏ chính nam lập tức lộn cái bàn lại phải trả tiền làm sao cảm giác như mình chơi nhầm cái game xây thành rác rưởi nào đó động một chút là lại phải tiền trang phú bà sừng cô trở lại nghe hết có được hay không giống cái gì mà giống muốn nâng cấp chỉ cần bỏ ra một nửa giá so với giá xây dựng ban đầu như vậy rất đắt sao a ha ha không đắt không đắt, ha ha, chính nam trở mặt nhanh hơn lật sách. Trang phú bà chỉ hừ một cái rồi mặc kệ hắn, hàng này mặt đã dày hơn mặt đường, không chấp, chính nam tiếp tục xem cửa hàng, trong mục sủng vật hắn đã thấy tiểu mục vĩ thú. Xem xét giá xong hắn chỉ biết tặc lưỡi đi ra, nhất vĩ Sukako cần 1,000 điểm tích lũy, không thể mua được phía sau trừ khi đã sở hữu phía trước, quá chát cho một cuộc tình với cửu vĩ Kyuubi ngoài vĩ thu thì mọi vật phẩm trong cửa hàng đều xuất hiện thêm một dòng giá điểm tích lũy để mua nhưng chính nam trực tiếp không nhìn nói đùa điểm tích lũy mỗi ngày chỉ kiếm được vài điểm cầm đi mua đan dược hay trang bị thì có mà điên mà tôi có thể dùng cùng lúc hai loại tiền tệ mua đồ không trang hay chỉ có thể một loại duy nhất không thể hiện tại chưa có tính năng quy đổi giữa linh thạch và điểm tích lũy nên ký chủ chỉ có thể mua bằng linh thạch hoặc điểm tích lũy riêng biệt tính năng quy đổi sẽ được mở ra trong các bản cập nhật tới mong ký chủ tiếp tục cố gắng chính nam biểu môi lầu bầu linh thạch kiếm đã khó điểm tích lũy còn khó hơn lại phải tiếp tục cố gắng a à, chấm 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 tổng kết lại bản cập nhật này cho hắn một bộ tính năng mới toàn bộ đều có liên quan tới xây dựng và phát triển thế lực nhiệm vụ thế lực giúp hắn rèn luyện xây dựng tình đoàn kết trong các đệ tử với nhau rồi thông qua đó thu được xp thế lực và điểm tích lũy để xây dựng các kiến trúc hỗ trợ, phát triển thế lực. XP thế lực chỉ là một cái thang điểm để đánh giá độ vững chắc của thế lực cho nên lộ ra không quá quan trọng, thế nhưng điểm tích lũy lại trở thành loại tiền tệ mới, mở ra vô số khả năng phát triển với loại tiền tệ này, mặc dù cái giá không hề rẻ. Đóng lại cửa hàng, chính Nam bắt đầu tiêu xài tích lũy của mình. Sử dụng gói quà cấp 30, thu được 4 điểm tiềm cấp, 4 điểm kỹ năng. 4 điểm nghề, 4 điểm mị lực, 10 viên cực phẩm linh thạch, một gói quà cấp 40 không thể sử dụng. Hả, trang bị đâu, sao không cho trang bị nữa rồi? Phần thưởng gói quà chỉ mang tính chất tượng trưng và khích lệ ký chủ, bản thân ký chủ đã là cấp 5 luyện khí sư còn không biết xấu hổ muốn trang bị của trang. Chật, nói đi cũng phải nói lại, 10 cực phẩm linh thạch còn thiết thực hơn, chính nam cũng không quá thất vọng. Tiêu hào 4 điểm cấp tăng lên cấp 31 thành công. Tiêu Hào 5 điểm kỹ năng, tăng cấp Tam thân thuật lên cấp 6 thành công. Tiêu Hào 4 điểm kỹ năng, kích hoạt và nâng cấp Ảnh phân thân thuật lên cấp 3 thành công. Tiêu Hào 4 điểm kỹ năng, kích hoạt và nâng cấp Thông linh thuật La Sinh môn lên cấp 3 thành công. Tiêu Hào 20 điểm kỹ năng, tăng cấp nghề luyện dược sư, luyện khí sư, trận pháp sư, y sư lên cấp 6 thành công. Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến Nam nhân bản lĩnh giai đoạn 5, thu được 5 điểm cấp, 5 điểm nghỉ tuyên bố nhiệm vụ phụ tuyến nam nhân bản lĩnh giai đoạn 6, mô tả, sinh ra đẹp trai là một lợi thế, nhưng không có kỹ năng thì lấy gì tán gái. Nhiệm vụ yêu cầu, nâng một nghề bất kỳ lên cấp 7. Phần thường, 6 điểm cấp, 6 điểm nghề. Phạt, không trạng thái, chưa hoàn thành. Tí chủ, chính nam nhân tộc 18 tuổi tiểu bạch kiềm tiểu thành. Đẳng cấp, 31 Nguyên Anh tầng 1. Thiên phú, cấp 6. Huyết mạch, bạch nhãn huyết kế giới hạn. Saringan huyết kế giới hạn. Mị lực 11, kỹ năng Tam thân thuật 6, Ô nha phân thân thuật 3, Hỏa độn hào hỏa cầu thuật 3, Hỏa độn hỏa long thuật 3, Hỏa độn phụng tiên hỏa thuật 3, Thủy độn thủy lao thuật 3, Tâm truyền thân thuật 3, Thông linh thuật 3, Thông linh thuật, La sinh môn 3 ảnh phân thân thuật 3, Mục diệp liệt phong 2, Mục diệp toàn phong 2, Mục diệp thăng phong 2, Thuấn thân thuật 2, Vụ ẩn thuật 2, Vụ ảnh thuật 2, Phi tiêu thao khống thuật 2, Vụ trung quỷ ảnh thuật 2, Ma huyễn đại lạc kiến thuật 1, Thủ độn tâm trung trầm thủ thuật 1, Ảnh phi tiêu thuật 1, Kim phược thuật Bát quái trưởng 9 kỹ năng, nhu quyền 2 kỹ năng, nhu bộ, thố mau châm, thủy châm. Nghề cấp 6 luyện dược sư, cấp 6 trận pháp sư, cấp 6 luyện khí sư, cấp 6 y sư, cấp 5 phù văn sư, cấp 5 đầu bếp, cấp 1 tuần thú sư. Phú bà Khương Ngọc Ngân S, 91 phần 100 Lý Gia Nguyệt S, 80 phần 100 Trần Mai Tú Anh C 73 phần 100 Lý Gia Như C 81 phần 100 Vũ Tuyết C 44 phần 100 Diệp Liên Hoa S. 57 phần 100 dự bị. Điểm dư, 12 điểm cấp, 2 điểm kỹ năng, 2 điểm nghỉ Ba lô, cấp 5 tụ linh trận bàn, 10 viên cực phẩm linh thạch, 10 thẻ đạo cụ đan dược cấp 5, 6 thẻ đạo cụ đan dược cấp 3, 5 thẻ thăng cấp không vượt quá không minh kỳ, gói quà cấp 40, không thể sử dụng. Nhiệm vụ chính tuyến tiến thêm một bước giai đoạn 3, phụ tuyến, nam nhân bản lĩnh giai đoạn 6, ẩn thành lập thế lực giai đoạn 3. Đóng lại bảng thông tin, Chính Nam đưa tay lên làm dấu cộng bằng ngón trỏ và ngón giữa của cả hai tay, la lớn. "Ảnh phân thân thuật, bùm, bùm, gọi ra hai phân thân giống y hệt mình." Chính Nam gật đầu hài lòng, để một phân thân đi luyện đan, còn một phân đi luyện khí. "Hai, thế lực bắt đầu phát triển, trang bị và đan dược đều phải tiêu hao a." À. Hai phân thân nhìn nhau gật đầu rồi rời đi. Chính Nam nhẹ nhàng đánh thức Ngọc Ngân phú bà, nói, "Em dậy chuẩn bị một chút rồi ra quảng trường đi." hôm nay có nhiều việc phải làm đấy. Ngọc Ngân Phú bà không biết vì sao chính Nam lại tập trung mọi người sáng sớm như thế này nhưng vẫn mỉm cười gật đầu rồi chỉ chỉ vào chán mình, ánh mắt chờ mong. Chính Nam bật cười rồi cúi đầu hôn nhẹ vào chán cô. Hắc vô thường, anh có chuyện muốn thông báo nên em tranh thủ qua Thanh Vân Tông một chút đi, nhanh nha. Em biết rồi, chấm chấm chấm, 8 giờ sáng, toàn bộ Akatsuki và các đệ tử Thanh Vân Tông đều có mặt tại quảng trường chính quảng trường chính đã được chính nam cho xây dựng lại theo mô hình sân bóng đá, ở giữa là võ đài lớn, xung quanh được bao quanh bằng chỗ ngồi cho khán giả, tất nhiên trận pháp bảo vệ là phải có. Cao tầng Akatsuki và Thanh Vân Tông được thiết kế cho ngồi ở vị trí cao nhất, nên khi phát biểu sẽ được đám đông ngừng đầu theo dõi, nhìn rất có chiều bái quân vương tư thế. 8 giờ 30 phút, toàn bộ mọi người đã có mặt đông đủ, chính nam ra hiệu cho Lam Phụng đứng dậy phát biểu, hôm nay là một ngày trọng đại, đánh dấu cho sự khởi đầu của một sự kiện sẽ được diễn ra thường xuyên, một hình thức kiểm tra đối với mọi người. Và chi tiết sẽ được thông báo đến mọi người ngay bây giờ, mời. Chính Nam giải thích cụ thể hơn, Lam Phụng có chút ngập ngừng khi gọi thẳng tên chính Nam, nhưng biết sao được, diễn thì phải diễn thôi. Mọi người vỗ tay dần dần nhưng không có ai la ó hay huyết sáo làm ồn gì cả, đây là sự tôn trọng dành cho cường giả. Biết đến lượt mình ra trang bức, chính Nam mình cười tỏa nắng, đứng dậy trước con mắt của hàng trăm cô gái, khẽ hắng giọng, nói cảm ơn mọi người yêu ái. Nhận được ủy thác từ tông chủ xinh đẹp và đáng kính của chúng ta, tôi có một số chuyện cần thông báo với mọi người. Đầu tiên là những ai đang ngồi ở khán đài Tây toàn bộ di chuyển ra các khu vực khác trước. Mọi người Akasuki đều nhìn nhau, không ai biết chính Nam muốn làm gì. Riêng Lam Phụng ngoài mặt vẫn lạnh lùng, cao ngạo như một vị tông chủ, còn trong lòng thì nai con đã nhảy tung bừng chờ khán đài Tây hoàn toàn trống trái, chính Nam mới vung tay một cái, một tấm bia đá cao 15 mét. Rộng 5 mét xuất hiện giữa không trung rồi rơi xuống phía tây khán đài khiến toàn bộ quảng trường khẽ run dày, bụi bẩm bốc lên mù mịt. Vũ tuyết phú bà vung tay tạo một trận gió cuốn bụi bặm đi hết, tấm bia đá mới hiện rõ trong tầm nhìn mọi người.